Trương Khắc cười cười, nếu không phải Mông Nhạc chủ động cầm đèn pin lại, cũng chỉ có thể nén giận để mắng vài câu cho xong việc. Nếu Mông Nhạc cầm lại đèn pin rồi, Hồ Kim Tinh không thức thời còn soi đèn pin qua, hắn sẽ không may mắn rồi. Cả nhóm đó mà trấn áp không được, vậy cũng đừng đi kiếm ăn gì nữa. Lúc này, nhóm người đi lên núi lại trở xuống, đương nhiên không có thu hoạch gì, nam nữ trên núi đều y phục chỉnh tề, lại không thể cản không cho người khác ở trên núi nói chuyện yêu đương. Như thế không lâu cũng đủ để Hồ Kim Tinh nói lại việc vừa rồi xảy ra, cùng hắn nhận được oan ức thế nào nói cho mọi người. Xuống núi thấy hai người Trương Khắc cùng Mông Nhạc còn không kiêng nể gì cả ngồi ở thềm đá dưới chân núi uống bia trò chuyện. Cả nhóm trong lòng đều ôm bực tức, nhưng thật sự hết cách với cái gai như Trương Khắc, động thủ đánh nhau cũng không phải sở trường của họ, nghĩ muốn phản ánh với chủ nhiệm lớp học viện thương mại quốc tế, để chủ nhiệm của y đứng ra thu thập tiểu tử này. Tiểu tử Đỗ Phi sao hai ngày nay không thấy vậy? Mông Nhạc vốn đã không hợp với người của hội sinh viên trường, cũng không ngại họ nhìn mình thế nào. Lúc này nhớ tới mấy ngày nay chỉ thấy Trương Khắc, mà không thấy Đỗ Phi. Đêm ra ngoài làm thêm rồi, Trương Khắc nói. Như tụi mày mà cũng phải làm thêm hả? Mông Nhạc hơi khó hiểu. Đúng vậy, Trương Khắc cười cười, tiểu tử Đỗ Phi này thuần túy là muốn làm việc để làm khổ bản thân thôi. Vậy còn mày thì sao? Mông Nhạc hỏi Trương Khắc, sao không làm khổ mình như tiểu tử Đỗ Phi kia đi? Tao không giống với nó, thời gian đi chơi còn không có nữa kìa. Trương Khắc duỗi duỗi người, cười nói. Cũng là mày tiêu dao. Mông Nhạc chống khuỷu tay lên thềm đá, nằm ngửa người nhìn hồ nước đen như bầu trời đêm, dưới chân núi có hai người đi xuống. Mông Nhạc nằm ngửa trên bậc thang thấy đôi chân trắng như tuyết dưới ống quần, tầm mắt thì từ cẳng chân lướt lên trên. Họ ở chỗ này ngồi rất lâu, đã thích ứng với tia sáng yếu ớt. Nương ánh sáng nhạt từ xa có thể thấy được người từ dưới chân núi đi xuống là Tịch Nhược Lâm. Mông Nhạc sững người. Trương Khắc quay đầu lại nhìn thoáng qua, hoàn toàn không ngờ sẽ là Tịch Nhược Lâm cùng một nam nhân lạ mặt vội vội vàng vàng xuống núi, trông vẻ mặt còn có vẻ hoảng sợ. Khi Tịch Nhược Lâm đi tới gần, Mông Nhạc và Trương Khắc muốn ngồi tách ra thì cô mới nhìn rõ hai người này, thoáng sửng sốt. Trương Khắc cũng vờ ngớ ngẩn, không ngờ vừa rồi soi đèn lung tung lại cứu được Tịch Nhược Lâm. Y cố rời tầm mắt khỏi gương mặt Tịch Nhược Lâm, người ta cùng bạn trai đến hậu sơn yêu nhau cũng là việc hết sức bình thường, Trương Khắc chung quy không có nói ra nói vào. Tuy nhiên nghĩ thầm trong lòng Mông Nhạc đại khái cũng rất không dễ chịu. Nhìn nam nhân kia một cái, chẳng lẽ là nam nhân mà mấy ngày trước Tịch Nhược Lâm vẫn đang đau khổ chờ đợi điện thoại đó sao? Tịch Nhược Lâm hoảng sợ bỏ đi, lúc này nào có can đảm nhận nhau. Mông Nhạc đứng được ở đó không có phản ứng. Trương Khắc nằm lên thềm đá, nhìn mây mờ, sao thưa trên bầu trời đêm, thong thả rót bia vào miệng. Y muốn an ủi Mông Nhạc hai câu, lại không biết an ủi thế nào. Có thể bản thân Mông Nhạc cũng muốn chôn chuyện này vào trong lòng. Yên lặng một lúc, Mông Nhạc đột nhiên nói. Vừa rồi phải cảm ơn mày. Hả? Trương Khắc nghe được câu không đầu không đuôi của Mông Nhạc thì hơi sửng sốt, trong nháy mắt lại hiểu được là ý gì. Ông này còn là động vật thiện lương vô hại. Chắc cảm tạ mình lấy đèn pin soi lung tung, giúp Tịch Nhược Lâm không bị lúng túng. Hôm hay Đỗ Phi phải trực đêm, tao với mày đến ký túc xá uống rượu đi. Trương Khắc vỗ vỗ vai Mông Nhạc, hắn phải dè chừng không cho Mông Nhạc chạy ra ngoài một mình uống rượu buồn, vạn nhất uống cho xuất huyết dạ dày mà không có ai để ý thì tiêu mất. Được. Mông Nhạc chạy đi muốn mua rượu, Trương Khắc kéo hắn lại. Trong ký túc xá có sẵn rồi. Xe đạp đang vứt ở trước ký túc xá nữ, Trương Khắc cũng không đi quản. Đêm nay đừng gặp mặt Tịch Nhược Lâm mới tốt, y liền dẫn Mông Nhạc về thẳng ký túc xá. Trong tủ lạnh chứa cũng nhiều bia, chơi bóng mồ hôi mồ kê trở về, làm một bia ướp lạnh thì sướng hơn tiên. Chỉ sợ tiểu tử Mông Nhạc này uống quá nhanh, thật sự không có lòng tin đối với tử lượng của hắn. Trương Khắc bảo Mông Nhạc ngồi đợi trên sân thượng, y cầm mấy L, on bia tẩm vào nước ấm trước. Rồi hỏi Mông Nhạc có cần uống cà phê trước không? Mông Nhạc cũng rõ ràng Tịch Nhược Lâm có bạn trai, chỉ là dưới tình huống như vậy gặp phải, trong lòng khó tránh khỏi luống cuống. Ngẫm lại cũng thật không có khổ sở, chỉ là tâm tình thản nhiên trong lòng bất kể như thế nào cũng hóa giải không được, cũng không có quá muốn làm mình quá chén. Trương Khắc nói uống cà phê, hắn liền nói cũng được. Uống cà phê trước rồi uống bia, Trương Khắc bảo Mông Nhạc tối ngủ ở trên giường của Đỗ Phi. Đến 7 giờ. Đỗ Phi từ bên ngoài trở về, thấy Mông Nhạc ngủ trên giường hắn,
mình thì ôm chăn trải lên sàn nhà đánh một giấc. Đêm qua uống rượu nói chuyện với Mông Nhạc nên Trương Khắc ngủ trễ. Buổi sáng thức dậy, thấy Đỗ Phi đang ôm chăn ngủ trên sàn nhà, cũng không biết tiểu tử này buổi sáng mấy giờ trở về. Mông Nhạc cũng còn đang ngủ như chết, chắc hẳn chuyện này sẽ trôi qua như vậy, nỗi đau còn lại sẽ cần thời gian tới hóa giải. Mở máy vi tính, nhận được mail của Đường Thanh, mail có thể nhìn ra là viết vào mấy thời điểm khác nhau. Mới vừa vào Đại học Hong Kong, mọi chuyện đều cảm thấy mới mẻ, ở cùng một khu ký túc xá với Thịnh Hạ, có thể nhận được chút chiếu cố. Vợ chồng Minh Đức đã gọi điện thoại qua mời họ cuối tuần ăn cơm. Chương 612, xung đột trong văn phòng khóa 2. Có lẽ là sợ phiền mình nên một ngày chỉ gửi một mail, cẩn thận đến mức làm người ta đau lòng. Cầm ấm điện bắc ấm nước sôi, rồi bắt đầu reply mail cho Đường Thanh, nói cho cô một số chuyện của Mông Nhạc. Sau khi trở lại Hong Kong, ngày 1 tháng 10 cũng trở thành ngày nghỉ chung. Thảo luận một chút, ngày 1 tháng 10 cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần là 3 ngày. Ngày nghỉ trải qua thế nào? Đi Hong Kong hay là họ về kiến nghiệp, đều theo ý của họ. Trả lời email xong thì ấm điện cũng réo lên, Trương Khắc bắt đầu pha cà phê, lại lấy format, bánh mì từ trong tủ lạnh ra. Mông Nhạc bị tiếng nước sôi réo làm tỉnh dậy, thấy Đỗ Phi đang ngủ như lợn chết trên sàn nhà, hắn áy náy cười cười. Trương Khắc giơ bánh mì format trong tay, nói. Bữa sáng là cà phê cộng với bánh mì. Mông Nhạc vào phòng vệ sinh rửa mặt, Trương Khắc vừa ăn sáng vừa xử lý công việc qua email. Nghĩ cần thiết mở rộng hệ thống làm việc văn phòng. Đương nhiên không cần cầm hồ bỏ sức đi làm chuyện này. Nói không chừng trong đơn trình lên với quỹ đầu tư mạo hiểm vườn rồi có hạng mục mở rộng kỹ thuật tương quan, ưu tiên ủng hộ hạng mục như vậy là được. Đến khoảng 10 giờ, buổi sáng Mông Nhạc còn có tiết. Trương Khắc cũng muốn đến văn phòng khóa ứng phó một chút. Lên lầu 3, phòng 12, định hỏi trong văn phòng khóa buổi sáng có áp phích gì cần viết không. Đẩy cửa vào thì thấy tên dẫn đầu tối hôm qua lên núi Hợp Hoan kiểm tra. Đang cùng mấy người Ngụy Đông Cường, Tịch Nhược Lâm ngồi ở bên trong. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của họ khi quay đầu lại, chắc hẳn vừa rồi không nói lời gì hay. Trương Khắc thản nhiên cười, chuẩn bị giúp họ đóng cửa lại rồi đi. Chính là tiểu tử này. Tên của hội sinh viên phục hồi tinh thần lại trước, thấy Trương Khắc muốn đóng cửa lại bỏ đi liền đứng lên chỉ vào y lớn tiếng nói. Thằng kia vào đây. Chuyện gì? Trương Khắc đẩy cửa ra. Đứng ở cửa, thản nhiên nhìn hắn. Bảo mày vào thì vào đi, còn nhiều lời làm gì? Tên đó gọi Vạn Khiếu, trợ lý chủ nhiệm hình thể to béo thấy được tư thái của Trương Khắc, thật sự tổn hại uy tín của họ trước mặt các đồng liêu chủ nhiệm cùng khóa, đột nhiên giọng điệu của hắn trở nên nghiêm khắc và chói tai. Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Trương Khắc không muốn đáp lý với họ, cũng không có tâm tình nén giận đứng ở nơi đó nghe họ phát tiết. Chắc hẳn Ngụy Đông Cường cũng không muốn kẹp ở giữa mà khó xử. Y xoay người muốn đi. Lòng tự trọng của Vạn Khiếu nhận được đả kích nghiêm trọng, hắn bật dậy khỏi ghế như lùi tới nắm lấy vai Trương Khắc, giọng hét lên chói tai như bệnh tâm thần. Bảo mày vào có nghe không? Có lẽ mấy ngày nay bó tay với Trương Khắc, Đỗ Phi nên trong lòng tích tụ không ít tức giận. Giờ ở ngay trước mặt Cát Kiến Bình chủ tịch hội sinh viên trường, Vạn Khiếu thoáng cái bị chọc tức. Mày không bỏ tay ra, tao sẽ cho mày biết là hối hận khi sinh ra từ trong bụng mẹ. Trương Khắc cũng bị chọc cho điên lên, cầm cổ tay Vạn Khiếu vặn ra ngoài, lạnh lùng nói. Mày tưởng mày là ai? Ngụy Đông Cường cũng không dám xác định Trương Khắc có thể sẽ động thủ đánh người trong văn phòng khóa hay không. Hắn cũng sẽ không ngốc đến nỗi để đánh nhau xảy ra trong văn phòng khóa, không nắm chắc trấn trụ Trương Khắc, vội vã nắm lấy tay Vạn Khiếu muốn vung ra, lên tiếng ngăn cản. Được rồi, muốn gây thành gì nữa? Ngụy Đông Cường dù sao còn có chút uy tín của chủ nhiệm khóa. Vạn Khiếu tới cùng không dám ra tay. Anh ra ngoài trước đi, Ngụy Đông Cường hy vọng dàn xếp được ổn thỏa. Trương Khắc bĩu môi, đứng ở cửa, cười lạnh. Nếu muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tôi cũng muốn nghe xem là chuyện gì. Mặc dù không có thân thủ như Mã Hải Long, Phó Tuấn. Muốn vật tên mập Vạn Khiếu ngã xuống đất cũng không phải vấn đề gì lớn. Y còn muốn nhìn xem Ngụy Đông Cường có mấy lá gan dám giúp Vạn Khiếu. Đây là học sinh của Học viện Thương mại Quốc tế đấy hả? Tên của hội sinh viên không nén được giận đứng lên, nói kiểu châm chọc. Cái gai như vậy mà không vuốt cho ngay, công tác học sinh sau này của các bạn phải làm thế nào?
Liên quan gì đến hội sinh viên của anh? Anh đi ra ngoài đi. Tịch Nhược Lâm rốt cuộc nhìn không được chỉ vào mũi tên đó, muốn đuổi hắn ra ngoài. Cái gai của học viện bọn tôi lúc nào đến phiên hội sinh viên các anh tới vuốt nắn? Tịch Nhược Lâm thình lình phát tác mới chính thức làm mọi người giật mình. Ngay cả Ngụy Đông Cường cũng quá đỗi kinh ngạc quay đầu nhìn cô. Hay thật, Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát biểu, ngay cả Vạn Khiếu cũng an tĩnh lại. Tên của hội sinh viên ngượng chín mặt, nói giọng lý nhí. Tôi làm sao, có cần thiết như vậy không? Nhưng Tịch Nhược Lâm vẫn chỉ tay vào mặt hắn, trừng mắt nhìn hắn. Cát Kiến Bình, ở đây chúng tôi không chào đón anh đâu. Không chào đón tôi. Tên hội sinh viên lúc này cũng méo mặt, nhìn Ngụy Đông Cường một cái, thấy Ngụy Đông Cường không có biểu thị gì, biết ở lại cũng tự mình làm xấu mặt, liền quay đầu đi ra ngoài. Bên này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, kinh động đến đám học sinh trốn quân huấn bên phòng thể dục, họ đều chạy tới xem. Ngụy Đông Cường phất tay bảo đám học sinh giải tán, Tạ Tử Gia thấy sự tình có quan hệ với Trương khác, không để ý tới Ngụy Đông Cường, vẫn đứng ở bên xem xảy ra chuyện gì. Nói thật thì thấy Tịch Nhược Lâm đột nhiên phát tác, chủ tịch hội sinh viên trường nhếch nhác rời khỏi, tâm tình Trương khác lại tốt lên, cũng không quên dạy bảo Vạn Khiếu hai câu. Nếu muốn quản lý một quần thể hữu hiệu, đầu tiên phải học được tôn trọng mỗi một đối tượng trong quần thể đó. Thứ ông phải học còn nhiều lắm, lời tôi vừa nói, anh nghe được rồi, đừng để ở trong lòng. Khóe miệng Vạn Khiếu hơi giật giật, Ngụy Đông Cường lấy ánh mắt nghiêm khắc ngăn hắn lại, hắn cũng chỉ phải kiềm chế tức giận trong lòng. Tịch Nhược Lâm hạ giọng nói với Trương khác, Tạ Tử Gia. Hai bạn đến phòng thể dục sát vách trước đi. Cô cũng muốn giữ chút thể diện cho Vạn Khiếu. Trương khác cười cười, cũng không tính toán cái gì, rời khỏi văn phòng khóa, đến phòng thể dục của khoa cách vách. Tạ Tử Gia lòng tràn đầy hiếu kỳ, cô nhìn từ lúc Vạn Khiếu nắm lấy vai Trương khác lật lọng uy hiếp Vạn Khiếu, nhưng không hiểu trước đó đã xảy ra chuyện gì. Sự kiện có tính bùng nổ như thế, quả thật không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Tạ Tử Gia là người chỉ e thiên hạ không loạn, Trương khác rời khỏi, cô đứng bất động ở đó, rất đồng tình nhìn Vạn Khiếu. Tạ Tử Gia chậc lưỡi, thở dài một hơi. Ai, ông thảm rồi, không thể tưởng tượng được sau này ông thảm thế nào đâu. Bỏ lại đằng sau câu nói khó hiểu như thế, người đã đi đến phòng thể dục sát vách. Này! Vạn Khiếu trong lòng cũng tức giận đến không biết nói gì, hắn phát giận với Trương khác, cũng không thể nặng lời với Tạ Tử Gia vốn cổ quái danh ma, bèn quay đầu chất vấn Tịch Nhược Lâm. Vừa rồi là sao, dung túng nó hả? Sau này còn quản thế nào? Tới cùng là cố kỵ tình nghĩa bạn học, hắn đè thấp thanh âm, song trong giọng nói vẫn tràn ngập oán khí. Chương 613, thật là không rõ. Tôi ngứa mắt những người này chạy đến Học viện Thương mại Quốc tế khoa tay múa chân. Cát Kiến Bình cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Nếu không phải Cát Kiến Bình chạy tới cáo trạng, Tịch Nhược Lâm vẫn còn chưa hiểu vì sao đêm hôm qua Trương khác lại cùng Mông Nhạc ngồi trên thềm đá dưới chân núi uống bia nói chuyện, lại không thể nói cái gì. Tịch Nhược Lâm bỏ lại những lời này rồi ngồi hướng về cửa sổ. Nữ sinh có ưu thế của nữ sinh. Vạn Khiếu bất đắc dĩ nhìn Ngụy Đông Cường một cái, đây là sao? Ngụy Đông Cường không để ý đến ánh mắt oán giận của Vạn Khiếu, chỉ nói. Anh cũng thu liếm chút đi, cần thiết phải gây với một sinh viên như thế không? Trong lòng hắn lại có chút suy nghĩ khác. Hai ngày trước, thầy Chu Cẩn Tì mới gọi hắn qua nói chuyện. Đầu tiên là quan tâm tình huống của Tạ Tử Gia, dù sao Tạ Tử Gia là công chúa của Tạ Gia Huệ Sơn, Chu Cẩn Tì cũng thẳng thắn mối quan hệ mật thiết giữa hắn và Tạ Gia, muốn Ngụy Đông Cường chiếu cố một chút. Ngụy Đông Cường tự nhiên vội vã đáp ứng. Sau đó, Chu Cẩn Tì lại hỏi sự tình cùng Trương khác. Ngụy Đông Cường tự nhiên thành thật nói tuyệt không có hảo cảm với Trương khác. Chu Cẩn Tì cũng không hỏi gì nhiều thêm. Ngụy Đông Cường rời khỏi chỗ ở của Chu Cẩn Tì tại trường, liền suy nghĩ ra một manh mối. Tình huống gia đình của Tạ Tử Gia, viện trưởng Thôi Quốc Hằng tinh tường, cũng rõ ràng quan hệ giữa Chu Cẩn Tì và Tạ Gia. Điểm này, Thôi viện trưởng sớm có dặn dò với hắn từ hồi khai giảng, vẫn đều nghe nói bối cảnh của Chu Cẩn Tì bất phàm, lại là học giả nổi danh toàn quốc, ngay cả hiệu trưởng Lý Hồng Minh cũng phải lễ nhượng ba phần đối với hắn. Chu Cẩn Tì có cái gì không thể trực tiếp nói với Thôi Quốc Hằng? Lại đặc biệt tìm mình hỏi thăm tình huống của Trương khác. Thì ra giáo sư Chu Cẩn Tì cũng biết Trương khác. Sự tình vốn đã kết thúc, Tạ Tử Gia lại vẽ rắn thêm chân nói một câu,
Vạn Khiếu có thể sẽ không yên lòng. Ngụy Đông Cường cũng không khỏi suy nghĩ nhiều. Giáo sư Chu Cẩn Tỳ biết người như Trương Khác, nói như vậy, trước đó Tạ Tử Gia đã sớm quen biết với Trương Khác. Tỉ mỉ ngẫm lại tình hình vài lần gặp mặt trước đó với Trương Khác, cũng không phát hiện ra có cái gì đặc biệt, tuy nhiên sự tình ít nhiều cũng để lộ chút manh mối. Vài lần trước Ngụy Đông Cường gặp Trương Khác là hắn đi theo với nhóm Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến, Tôn Tịnh Mông, Tôn Tịnh Hương. Trước đó Tôn Tịnh Hương chẳng qua là bà chủ của quán bar ở ngõ học phủ. Tôn Tịnh Mông chẳng qua là học sinh của học viện âm nhạc, hắn cùng Giang Đại Nhi, Hứa Duy, Lệnh Tiểu Yến còn có Lâm Băng đều là bạn học tại Học viện Thương mại Quốc tế. Gia đình có bối cảnh gì, giữa bạn học với nhau cũng gần như biết hết. Tất cả đều rất bình thường, không có gì chỗ nào đặc biệt. Ngay cả bạn trai của Lệnh Tiểu Yến cũng tiếp xúc quá nhiều lần, điều kiện gia đình hơi tốt một chút mà thôi. Sự tình hình như bắt đầu phát sinh biến hóa từ khi Giang Đại Nhi đến làm người phát ngôn quảng cáo cho điện tử Ái Đạt. Tôn Tịnh Hương cũng đột nhiên tặng quán bar cho cô em gái Tôn Tịnh Mông kinh doanh, còn mình thì thành lập công ty sản xuất âm nhạc. Lệnh Tiểu Yến chưa tìm công việc chính thức, nên đến giúp Tôn Tịnh Mông việc quản lý quán bar. Hứa Duy đến Hong Kong công tác, Chu Tiểu Quân tốt nghiệp sớm hơn họ 2 năm, mấy ngày trước nghe nói đã là cán bộ cấp chính khoa ở viên khu sản nghiệp kỹ thuật cao Tân Tân Phổ. Đại học cũng là kết quả của thể chế nội, những người làm công tác hành chính như Ngụy Đông Cường, đối với cấp bậc gì là quan trọng nhất. Chu Tiểu Quân mới tốt nghiệp 2 năm, không ngờ đã là cấp chính khoa. Quá khiến người khác kinh ngạc. Bên trong Đại học Đông Hải, cho dù người trong nhà rất có bối cảnh, người nào không phải đến 30 tuổi mới có thể lên chính khoa, đến 40 tuổi lên chính sử. Đây cũng tính nhân sinh đắc ý rồi. Ngụy Đông Cường còn đem tình huống của Chu Tiểu Quân trò chuyện với đồng sự. Người khác hoặc là không tin, hoặc một mực chắc chắn bối cảnh trong nhà Chu Tiểu Quân không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Mọi chuyện có vẻ quỷ dị, Ngụy Đông Cường không nói tiếng nào ngồi trở lại bàn công tác của hắn, lại đứng lên lấy ra hồ sơ học sinh của Trương Khác từ trong tủ hồ sơ, mấy ngày nay họ đang chỉnh lý tài liệu hồ sơ của sinh viên mới. Hồ sơ của toàn bộ sinh viên Học viện Thương mại Quốc tế mới đều ở trong văn phòng khoa, ngồi trở lại ghế im lặng xem xét. Hắn đã nhìn mấy lần, gần như có thể thuộc luôn. Cha là Trương Chi Hành, Phó Thị trưởng TP, Tân Nguyên, mẹ Lương Cách Chân. Cán bộ nhân sự cục lao động TP, Tân Nguyên, thành tích ở trong trường rất xuất sắc. Vừa nhìn đã biết là hàng giả làm ra. Thành tích thi toàn quốc không làm giả được, vài môn công khóa vừa mới đạt tiêu chuẩn, ngay cả thi toàn quốc cũng vừa mới đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên phải cử đi học mới có thể vào được Đại học Đông Hải. Cũng chỉ có 1-2 sinh viên của quan lại nhỏ mà thôi. Trong số những sinh viên mới khóa này của Đại học Đông Hải, bối cảnh gia đình mạnh hơn thế này cũng cả khối. Hơn nữa, coi như là bí thư thành ủy Tân Nguyên thì sao, Tân Nguyên cùng Đại học Đông Hải có ăn nhập gì nhau đâu. Cát Kiến Bình còn nói đêm qua người phát sinh xung đột với Trương Khác là Hồ Kim Tuy, cháu của Hồ Kim Tinh, phó thị trưởng thường vụ TP, kiến nghiệp. Thực sự là không rõ. Tịch Nhược Lâm có thể thấy được Ngụy Đông Cường đang nhìn hồ sơ của Trương Khác, không nói gì. Cô nói đài truyền hình của trường có việc, liền đẩy cửa ra ngoài. Khi xuống cầu thang, thấy Trương Khác đang đi phía trước. Chuyện đêm qua không thể mở miệng nói cái gì, cũng chỉ đi chậm lại, không muốn đối mặt với Trương Khác, tránh khỏi xấu hổ. Trương Khác quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười gật đầu, dưới chân không có ý dừng lại, đi thẳng đến phòng ở ký túc xá. Chuyện gây ra buổi sáng, buổi trưa đã truyền đi xôn xao. Mông Nhạc còn đặc biệt chạy tới hỏi xem có xảy ra chuyện gì không. Có thể xảy ra chuyện gì được, đợi 1 giờ chiều lại đá Mông Đỗ Phi, gọi hắn tỉnh dậy. Kéo cả Mông Nhạc cùng đến căn tin trường ăn cơm. Khi xuống lầu, muốn đạp xe tới căn tin thì mới nhớ tới đêm qua ném xe ở trước ký túc xá nữ. Khi đi qua ký túc xá nữ đã không thấy cái bóng xe đâu. Trương Khác thở dài một hơi, xe đạp khóa lại, một học kỳ mất 1-2 chiếc cũng rất bình thường. Ai bảo đêm qua y căn bản đã quên khóa lại, giờ chỉ phải quốc bộ đến căn tin trường ăn cơm. Khi ăn cơm Trương Khác hỏi Đỗ Phi có thu hoạch gì, Đỗ Phi gãi gãi đầu. Vẫn chưa chắc cú lắm, đợi mày giúp tao chấn giữ. Trương Khác chỉ vào Mông Nhạc. Buổi chiều tao muốn đi Huệ Sơn, cuối tuần này có lẽ phải ở lại Huệ Sơn, Mông Nhạc cũng nhiều kế, mày cứ ở lại thương lượng với nó đi. Tụi mày đang chơi trò gì vậy? Tao nghe gì hiểu chết liền. Mông Nhạc khó hiểu hỏi. Được, chuyện gì đợi cơm nước xong rồi nói với mày. Đỗ Phi vỗ vai Mông Nhạc, bảo hắn an tâm chớ nóng.
còn tưởng rằng nếu bàn về quan hệ thì hẳn là Tiêu Xuân Minh, Lý Quý quen họ hơn, nhưng không thấy Trương Khắc chủ động nói muốn kéo họ vào. Tuy nhiên hắn cũng rất thưởng thức Mông Nhạc, tính tình hợp nhau, ngộ tính cao, làm chuyện gì cũng có cách nghĩ của mình. Chương 614, con đường phải đi. Thôi đi, lòng hiếu kỳ có thể dằn vặt người ta chết đấy. Mày tính không cho tao ăn cơm hả? Đỗ Phi cười cười, nói ra hắn dự định mở tiệm in tê ở ngõ Học Phủ. Mông Nhạc cảm thấy hứng thú, không để ý đến hình tượng ngồi xổm trên ghế nhựa ở căn tin, nói. Ý kiến hay, nhưng đối với sinh viên, muốn làm thành việc này, độ khó hình như không nhỏ. Độ khó có thể nghĩ biện pháp khắc phục. Đỗ Phi lặng lẽ cười, hắn không cần đi suy nghĩ độ khó gì hay không, then chốt lý giải thấu triệt cái nghề này, tìm ra một hình thức thương nghiệp xuất sắc hợp lý, có thể thoáng cái không thể đặc biệt xuất sắc ngay, nhưng đối với hắn hiện tại, ánh mắt tự nhiên sẽ không chỉ dừng lại ở mở một tiệm in tê. Tựa như sự quật khởi của Thính Hâm, rất khó tưởng tượng Thính Hâm nếu như dựa vào lợi nhuận tích lũy của một gian cửa hàng, cho dù mỗi món hàng điện gia dụng bán ra đều có 100% lợi nhuận. Khi nào mới có thể phát triển cho tới quy mô như hôm nay? Trương Khắc cười cười, việc nà tạm thời sẽ không tham dự, tích lũy kinh nghiệm lúc đầu đối với Đỗ Phi và Mông Nhạc đều rất quan trọng. Đang ăn cơm thì Phó Tuấn gọi điện thoại qua, y liền bỏ lại Đỗ Phi và Mông Nhạc rồi đi ra ngoài cổng trường. Trưa hôm nay Mã Hải Long lái xe chở vợ chồng Đàm Vân Tùng cùng nhóm Trần Tín Sinh trở về Hải Châu, vừa lúc đến phiên Phó Tuấn đến kiến nghiệp nhận ca. Trong khoảng thời gian này Tôn Thượng Nghĩa vẫn luôn ở Huệ Sơn cùng trong thành phố nói chuyện Việt Tú đầu tư vào Hương Tuyết Hải cùng xây dựng khu điện gia dụng Tân Giang, còn muốn đợi Triệu Dương, bí thư thành ủy Huệ Sơn ra quyết định cuối cùng. Triệu Dương nói muốn gặp Trương Khắc một lần, mặt mũi quá lớn. Trương Khắc tự nhiên bớt chút thời gian đến Huệ Sơn một chuyến. Volvo trước kia vứt ở Hải Châu, V140 mới mua, mặc dù đường nét hơi cứng, nhìn qua hơi già. Nhưng đầu trước của xe rất giống tiêu chí của Mercedes-Benz, chạy vào trường hơi dễ chú ý. Dưới tình hình chung, Trương Khắc không cho Phó Tuấn, Mã Hải Long chạy xe vào trường đón y. Đi tới cổng trường, Trương Khắc gật đầu với Phó Tuấn đang đợi ở cổng trường, thấy Phó Tuấn đã giúp mở cửa xe, y an vị bước vào, cũng không thấy được Tịch Nhược Lâm cùng nam nhân tối qua trên núi Hợp Hoan xuống đang uống nước ở ngoài cổng trường, hai người đang đưa mắt nhìn qua bên này. Nam nhân ngồi đối diện với Tịch Nhược Lâm thấy Tịch Nhược Lâm đang ngưng mắt nhìn chiếc Mercedes, bên ngoài cửa sổ chậm rãi khởi động, có phần cảm khái nói với Tịch Nhược Lâm. Em đợi đi, cuối cùng có một ngày anh sẽ lái chiếc xe như vậy tới cổng trường đón em. Ai thèm? Tịch Nhược Lâm thu ánh mắt lại, hờn dỗi nói. Xe này cũng rất ngon sao? Đương nhiên rồi, đối với tuyệt đại đa số đàn ông, có thể sở hữu một chiếc xe như thế. Xem như là mộng tưởng cuối cùng rồi. Nam nhân kia nở nụ cười, đối với nó, anh cũng vậy. Tịch Nhược Lâm trợn mắt nhìn hắn vài giây, cũng không biết nói với hắn thế nào rằng, thanh niên vừa rồi bước vào xe là học sinh của cô. Đêm hôm qua từ trên núi hoảng sợ đi xuống, cũng chưa nói với hắn là cô cũng quen hai nam sinh uống bia nói chuyện trên thềm đá. Tịch Nhược Lâm không có hứng thú đối với xe, chỗ cô ngồi nhìn không thấy nhãn hiệu xe, chỉ cảm thấy xe này là lạ, đường nét hơi cứng. Nhìn từ góc độ của phụ nữ, thân xe hơi lớn, màu sắc cũng không đủ sáng, cũng không cho rằng là xe đẹp gì. Nghe bạn trai nói xe này là mộng tưởng cuối cùng của tuyệt đại đa số đàn ông, cô mới ý thức được xe này hẳn là rất cao cấp. Ngụy Đông Cường cùng ba trợ lý chủ nhiệm khác kiểm tra qua vệ sinh của năm phòng ngủ của sinh viên, liền chạy đến khu nghiên cứu sinh tìm Lâm Băng. Khi qua lầu 2 hắn hơi dừng chân một chút, đưa mắt nhìn phía đông lối đi một cái, hắn liền nhăn mày. Lại tiếp tục đi lên lầu. Hắn đi tới trước ký túc xá của Lâm Băng gõ cửa, hầu như không có nán lại, Lâm Băng mở cửa ra, cô đang cầm điện thoại treo trên vách tường, nói chuyện với người khác. Ngụy Đông Cường nghe xong một lúc, Lâm Băng là đang nói chuyện với Lệnh Tiểu Yến. Hình như đang hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, nếu đổi lại trước kia, hắn không thích đi chung, nhìn người khác áo mũ ngăn nắp đẹp đẽ, chung quy bức xúc trong lòng. Tiền lương mỗi tháng của hắn tại Đại học Đông Hải còn chưa đến 400 đồng. Tiền trợ cấp cương vị năm đầu tiên coi như không có, sao cùng người ta bình đẳng gặp gỡ cho được. Lâm Băng cũng sợ Ngụy Đông Cường mất hứng, lấy ánh mắt trưng cầu nhìn hắn. Ngụy Đông Cường quay mặt qua chỗ khác, cũng không nói không đồng ý. Chu Tiểu Quân cùng Lệnh Tiểu Yến qua đây đón họ, Lâm Băng cùng Ngụy Đông Cường xuống lầu. Chu Tiểu Quân ngồi trong chiếc xe Audi màu đen,
duỗi tay ra cửa sổ xe chào hỏi với họ. Lâm Băng ước ao nói. Đại khoa trưởng Chu cũng có xe riêng rồi, bố trí không tệ đấy. Nào có, vừa rồi đưa cục trưởng đi sân bay, hưởng thụ một chút phúc lợi đặc biệt đấy mà. Nếu muốn có xe riêng, cũng phải leo lên được cấp bậc như cục trưởng của tôi kia kìa. Mà xe này cũng là hàng đặc biệt trong thành phố. Cục chúng tôi tiếp đãi khách với quy cách rất cao, không có một chiếc xe tốt là không được đâu. Chu Tiểu Quân đưa tay mở cửa xe giúp họ. Lệnh Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn lầu 2, hỏi Lâm Băng. Tiểu tử Trương Khắc kia ở lầu 2 hả? Có cần mời cậu ta ăn cơm luôn không? Lâm Băng hỏi. Để tôi đi mời, Chu Tiểu Quân nói. Gọi điện thoại được rồi, Ngụy Đông Cường không muốn leo lên leo xuống. Cũng chỉ vài bước thôi mà, mọi người ở trong xe chờ tôi. Chu Tiểu Quân mỉm cười, cũng không nói thêm gì với Ngụy Đông Cường nữa, mở cửa xe đi ra ngoài. Lệnh Tiểu Yến ngồi ở ghế phó lái, quay đầu lại nói đùa với Ngụy Đông Cường. Nghe nói anh làm chủ nhiệm lớp của tiểu tử Trương Khắc kia hả? Cảm giác thế nào? Anh ấy là đầu heo, người ta vừa qua báo danh đã ra oai phủ đầu với người ta rồi. Không hiểu trong lòng anh ấy nghĩ gì. Lâm Băng tìm được đối tượng kể khổ, oán giận về sự tình xấu hổ xảy ra lúc trước. Hả? Lệnh Tiểu Yến nghi hoặc nhìn Ngụy Đông Cường một cái. Lâm Băng nói như vậy, khiến hắn rất không được tự nhiên. Lệnh Tiểu Yến bĩu môi, xoay người lại ngồi chờ Chu Tiểu Quân. Trong ký túc xá không có ai. Chu Tiểu Quân đi xuống lầu, mở cửa xe đi lên. Chúng ta đi thôi. Mọi người không có số điện thoại di động của cậu ấy hả? Gọi điện cho cậu ấy không phải được rồi sao? Ngụy Đông Cường nghi hoặc hỏi, cảm giác họ và Trương Khắc rất thân cận. Chúng tôi nào có tư cách đó? Chu Tiểu Quân còn muốn nói cái gì nữa? Lệnh Tiểu Yến thò tay qua véo vào đùi hắn một cái, rồi quay đầu lại cười, không nói gì nữa. Ngụy Đông Cường thấy Chu Tiểu Quân muốn nói lại thôi, cái gì tư cách không tư cách, lẽ nào ngay cả tư cách biết số điện thoại di động của Trương Khắc cũng không có? Ngụy Đông Cường hoài nghi có phải mình quá mức mẫn cảm rồi không, chỉ là đêm nay Chu Tiểu Quân, Lệnh Tiểu Yến không hề không đề cập tới việc của Trương Khắc, cho dù chuyện của chị em Tôn Tịnh Hương, Tôn Tịnh Mông cũng rất ít đề cập đến. Chương 615, khu điện gia dụng Tân Giang. Việc này cũng phải xem ý của trong tỉnh, tôi cũng không rõ lắm. Dù gì tôi không thể thay cha tôi quan tâm những việc này. Như vậy có vẻ không chỉn chu cho lắm. Trương Khắc vui cười trả lời. Nghĩ thầm cha tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ là lên thường ủy TP, Tân Vu. Triệu Dương là nhân vật có thể nói đáng quan tâm đến. Nhưng La Quân thì sao lại không đáng quan tâm? Lực ảnh hưởng của Lý Viễn Hồ còn lớn hơn nữa. Thật ra Trương Khắc cũng rất đau đầu, dưới loại tình huống nào chỉ có thể lù lù bất động ngồi xem tâm tư của người khác, cũng hy vọng Triệu Dương có thể hiểu tâm tư của mình. Ở trong tỉnh Đông Hải, La Quân, Triệu Dương, Lý Viễn Hồ. Ba người này ở trên trình độ nhất định là cấu thành quan hệ cạnh tranh, như Triệu Dương là thay thế Lý Viễn Hồ ngồi lên cái ghế bí thư thành ủy Huệ Sơn. Nếu như Lý Viễn Hồ tại vị trí tỉnh trưởng không có thành tích gì, thì sẽ phải nhượng hiền thôi. Tuy nhiên quan hệ cạnh tranh giữa La Quân và Triệu Dương càng ác liệt hơn. Địa vị chính phủ của TP, Huệ Sơn, TP, kiến nghiệp đặc biệt, ai có thể càng xuất sắc hơn, là có thể sải bước vào danh sách cấp tỉnh bộ chính chức. Đối với họ mà nói, đây là một bước quan trọng nhất trên sĩ đồ. Chỉ có đi ra khỏi một bước này, mới có tư cách nhập các bái tướng. Cơ hội luôn luôn có hạn, muốn nói ai có thể đạt được ủng hộ càng mạnh hơn thì cũng nói không chính xác. Một mặt phải thu được càng nhiều ủng hộ, mặt khác, chiến tích làm quan sẽ trở thành chỉ tiêu nổi trội ở bên ngoài, là vấn đề mà ai cũng không thể xem nhẹ. Cẩm Hồ muốn phát triển, không rời bỏ được hộ về tài nguyên chính trị, có đôi khi cũng sợ kẹp ở giữa mà khó đối đãi. Chỉ có hy vọng Triệu Dương, La Quân đừng đặt ánh mắt ở trong tỉnh. Vị trí cấp bộ tỉnh ở ngoài tỉnh càng đầy đủ hơn. Muốn tranh vị trí trong tỉnh, chỉ sợ phải tranh đến đầu rơi máu chảy cũng khó mà ngừng được. Đây cũng là nguyên nhân mà Cẩm Hồ muốn bảo trì cự ly nhất định với những nhân vật như Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương, lúc trước cũng là mạo hiểm cùng Lý Viễn Hồ quyết liệt, kiên quyết cự tuyệt Cẩm Hồ trở thành công cụ chiến tích trong tay hắn. Ở trong nước, một xí nghiệp dân doanh muốn bảo trì tính độc lập, tính tự chủ đầy đủ, thì bản thân đang đi trên một con đường càng chạy hình như càng hẹp. Cùng từ học bình tới cùng là thân tình nhiều hơn cái khác, không có nhiều tâm tư lợi dụng ở bên trong.
quan hệ cùng Diệp Kiến Bân cũng đủ bảo trì liên hệ mật thiết cùng Diệp gia, đặc biệt là ở trên thương nghiệp dắt tay cộng tiến, càng lợi cho việc vững vàng phát triển quan hệ giữa song phương. Ngoài ra, còn lựa chọn giao hảo cùng Cố gia, một mặt là quan hệ mật thiết giữa Cố gia cùng Diệp gia. Mặt khác lúc này Diêu Văn Thịnh bất lộ sơn bất hiển thủy, dễ dàng phát triển quan hệ mật thiết, mà không đến mức bị người khác quản chế. Tại Hải Châu phát triển nền tảng chế tạo ngành giấy cùng điện tử tiêu dùng, tại Huệ Sơn phát triển nền tảng chế tạo điện gia dụng, tại Kiến Nghiệp phát triển nền tảng nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cao tân. Đây vốn là sách lược phát triển mà Cẩm Hồ đã định, cho dù có điều chỉnh gì, cũng là hợp thời căn cứ vào bản thân Cẩm Hồ mà tiến hành điều chỉnh, sẽ không vì một nhân tố cá biệt nào mà vứt bỏ quyền lợi quyết sách độc lập, tự chủ. Bất kể là Lý Viễn Hồ, là Quân, hay là Triệu Dương lúc này, Trương Khắc đều sẽ uyển chuyển mà biểu đạt ra thái độ như vậy, thật ra đối với Lý Viễn Hồ thì không uyển chuyển chút nào. Đầu năm Cẩm Hồ tỏ thái độ cứng rắn như vậy với Lý Viễn Hồ, không thể nghi ngờ chính là một phen mạo hiểm. Song mạo hiểm như vậy cũng có chỗ lợi, làm cho những người khác như La Quân, Triệu Dương cũng sẽ không đơn giản mà đi thử giới hạn của Cẩm Hồ. Triệu Dương cũng chỉ có thể chờ mong Cẩm Hồ bảo trì thái độ trung lập như vậy, cũng là sau khi Tôn Thượng Nghĩa đến Huệ Sơn, hắn mới biết thông qua động thái đổ tiền đan sen, Diệp gia tại City Hong Kong tiến hành đổ tiền vào Việt Tú tiến hành đổ tiền cho Thịnh Hâm Hoàn Cầu của Diệp gia. Diệp gia, Cẩm Hồ, Hải Dụ xem như ở trên thương nghiệp cũng thắt chặt cùng một chỗ rồi. Coi như là giữa những năm 80, cả nhà Tôn Thượng Nghĩa chuyển đến Hong Kong, tại Đông Hải cũng có rất nhiều bạn bè cũ. Cũng không biết từ khi nào, Cẩm Hồ đã là một con quái vật lớn rồi. Bên ngoài Tử Trúc Viên gió thổi rừng trúc, tiếng tằm ăn lá sột soạt, dường như đã truyền vào trong phòng. Sau tiệc rượu, một số người cáo từ rời đi, nhóm Đào Hành Kiến đến suối nước nóng ở Tử Trúc Viên ngâm mình. Trương Khắc giữ họ lại, thời gian y còn ở Huệ Sơn không nhiều lắm. Nếu đã qua đây rồi, thì nên giao lưu một chút. Trương Khắc, Tôn Thượng Nghĩa đi cùng với Triệu Dương chuyển qua nhã thất pha trà nói chuyện. Những đề tài mẫn cảm đều là hời hợt nói qua, không ai nhắc lại nữa. Lần này đến Huệ Sơn, dù sao vẫn phải bàn chính sự nhập tư Hương Tuyết Hải. Trương Khắc cũng không giấu giếm. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á, tình hình trong nước đỡ hơn. Nhưng các xí nghiệp xuất khẩu cũng chịu ảnh hưởng lớn. Điện tử Ái Đạt có nghiệp vụ tại khu vực Đông Nam Á, nên cũng dính dáng. Giai đoạn tiếp theo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, áp lực phải đối mặt ở những nơi này cũng sẽ lớn hơn. Những khu vực này, kinh tế sẽ gặp khó khăn ở mức độ nhất định. Tiền tệ các quốc gia bị giảm giá trị cũng là xu hướng. Nói từ mặt khác, tiền tệ bị giảm giá trị cũng có lợi cho xuất khẩu hàng trong nước. Toàn bộ khu vực châu Á, thị trường Đông Nam Á, Đông Á đều sẽ suy thoái với trình độ nhất định. Các mặt hàng xuất khẩu chịu tiền tệ giảm giá trị kích thích mà tăng trưởng, những sản phẩm từ thị trường suy thoái khác mà tràn lan. Một bộ phận khá nhiều sẽ tiến vào thị trường nội địa. Các xí nghiệp quốc nội, áp lực cạnh tranh tự nhiên ngày càng tăng. Triệu Dương ngưng thần lắng nghe ý kiến của Trương Khắc, tiểu tử này có thể trong mấy năm ngắn ngủi kinh doanh Cẩm Hồ thành khổng lồ như ngày hôm nay, đã khiến người ta bỏ qua tuổi tác cua y rồi. Trương Khắc nói tiếp. Năng lực sản xuất đồng bộ điện gia dụng của Huệ Sơn là hàng đầu quốc nội, nhưng lực cạnh tranh của những xí nghiệp này đã không bằng những năm 90. Tôi không biết Huệ Sơn sẽ áp dụng biện pháp thế nào, nhưng tôi cho rằng không áp dụng biện pháp tích cực, chỉ trong 3 năm kế tiếp. Lực cạnh tranh của những xí nghiệp này sẽ giảm xuống bước nữa, có thể rất nhanh bị thị trường đào thải cũng không chừng. Các nơi đều đang làm thí điểm cải cách cơ chế doanh nghiệp nhà nước, các thành phố ở vùng Duyên Hải Đông Nam càng cấp tiến hơn. Như Hải Châu mấy năm nay, trên cơ bản đã giải quyết toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước trong thành phố. Huệ Sơn tự nhiên cũng đang làm, tuy nhiên trọng điểm phát triển mấy năm nay của Huệ Sơn không ở phương diện này. Quy mô tự nhiên không thể so với Hải Châu. Triệu Dương cười nói, đề cao lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước, Hải Châu có kinh nghiệm rất phong phú, đó cũng là cơ sở của cha cậu gây dựng. Có vài thứ chắc hẳn cậu có thể dạy tôi. Tôi đâu có tư cách ở trước mặt bí thư Triệu ngài nói hưu nói vượn. Có nói thì cũng chỉ nói những việc có quan hệ với Hương Tuyết Hải, hoặc là nói chỉ nói những việc có lợi với Hương Tuyết Hải. Trương Khắc cười nói, có phải tư tâm quá nặng rồi không? Sao hả? Nhìn một chút mà thấy toàn bộ sự vật tôi rất có hứng thú nghe cậu nói một câu. Nguyên văn SV, khuy nhất ban nhi kiến toàn báo. Đề cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước,
một số nhà kinh tế học truyền thống trong nước thậm chí còn mong đợi trên việc cải tạo tư tưởng chính trị quốc dân. Suy nghĩ từ góc độ càng cụ thể hơn, chính phủ sẽ rút khỏi lĩnh vực không chiếm ưu thế từ tài nguyên hành chính, để lại không gian phát triển lớn hơn nữa cho nền kinh tế chế độ phi công hữu, có thể càng kích thích kinh tế địa phương. Trương Khắc nói, từ góc độ Hương Tuyết Hải mà nói, cũng hy vọng tăng cường năng lực sản xuất đồng bộ của tuyến sản xuất máy lạnh, máy giặt, điều hòa, chuyển mấy xưởng đồng bộ trong thành phố đến viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang, cũng có thể tạo cho Huệ Sơn không gian phát triển ra khỏi thành thị. Vì có thể làm tốt công tác ở phương diện tương đương, lần này Việt Tú sẽ đổ tiền vào Hương Tuyết Hải 80 triệu, mặt khác còn có thể tiếp tục huy động vốn vào cơ quan tài chính tương quan. Đương nhiên tôi hy vọng đầu tư vào Hương Tuyết Hải có thể như Hàn Tín điểm minh quy tắc Hàn Tín càng nhiều càng tốt. Triệu Dương cười nói, việc mà cậu nói, trong thành phố cũng đang suy nghĩ. Nói chung vẫn là muốn Việt Tú đổ tiền trước, tại phương diện này Trương Khắc cũng không kiên trì. Không quản sự ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn là lớn hay nhỏ, họ cũng sẽ không hãm lại tốc độ phát triển của Hương Tuyết Hải. Nói đến tối, cả hai mới đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, khi những tia nắng ban mai còn đậu trên ngọn cây, trong rừng vẫn còn hơi tối, Triệu Dương muốn ngồi xe về nội thành. Trương Khắc không kinh động những người khác, đơn độc đi cáo biệt với Triệu Dương. Triệu Tử, bà chủ của Tử Trúc Viên cũng có mặt, nhìn xe của Triệu Dương biến mất trên con đường núi còn mờ sương, bà mới xoay người trở về. Bên ngoài Tử Trúc Viên có khu vườn tuyệt đẹp, lá trên cành đều bám đầy sương sớm trong suốt. Triệu Tử là một mỹ nhân xinh đẹp, có một khí chất cao sang. Sao Hứa Tư không cùng đến Huệ Sơn? Năm ngoái còn cùng Hứa Tư ở Tử Trúc Viên một đoạn thời gian, Trương Khắc cười nói. Chị ấy còn ở Hong Kong lo liệu một gian phòng làm việc thiết kế, thời gian rảnh còn phải theo học chương trình kiến trúc sư. Tôi cũng rất muốn kéo chị ấy qua đây. Trở về Tử Trúc Viên, có thể là tiếng xe Triệu Dương khi đi kinh động đến buổi sáng tĩnh lặng giữa núi rừng, Tôn Thượng Nghĩa, Đào Hành Kiện, Quách Kiến, Diệp Tiểu Đồng đều đã lần lượt thức dậy, đang ở trong vườn nói chuyện. Lâm viên của Tử Trúc Viên rất khác biệt, sáng sớm khí trời hơi lạnh, cũng không làm giảm hăng hái ngắm cảnh. Bữa sáng phải chờ tới 7 giờ mới bắt đầu. Triệu Tử chào hỏi với mọi người xong, liền vội vàng đi làm việc của mình, những người khác cũng không rõ thân phận thật của người phụ nữ xinh đẹp này. Trương Khắc đi qua, hỏi an bài cho hôn sự của Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn, nói đùa. Xem ra tôi phải giúp hai người tiết kiệm một khoản tiền lớn rồi. Chí ít hai người không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Có giác ngộ này rồi. Diệp Tiểu Đồng trợn mi lên. Nhưng hôn lễ cậu tặng cho chúng tôi cũng không thể quá đơn bạc. Diệp gia của chị nhà to nghiệp lớn, còn tham chút lễ mọn đó của tôi sao? Trương Khắc cười nói, không dây dưa vấn đề này với Diệp Tiểu Đồng nữa, y chuyển đề tài khác, bèn hỏi bọn Đào Hành Kiện. Hành trình Đông Nam Á lần này của mọi người có thu hoạch gì không? Bọn Đào Hành Kiện là theo Trần Tín Sinh, Tưởng Vi đi Đông Nam Á. Malaysia, Philippines, Thái Lan, Indonesia, bốn con hổ châu Á này có năng lực sản xuất điện gia dụng rất mạnh. Malaysia có điều kiện kinh tế tốt nhất cùng chênh lệch với nội địa cũng không đến mức độ thái quá, bởi vì khủng hoảng kinh tế mà dẫn đến tài nguyên thừa ra, rất thích hợp đưa nó vào quốc nội. Đặc biệt là dẫn vào tài nguyên nhân lực, Hương Tuyết Hải phát triển rất nhanh, cũng như Cẩm Hồ. Đối với công trình nhân viên kỹ thuật vẫn bị vây ở trong trạng thái khao khát. Nhân viên quản lý cùng kỹ thuật cao cấp còn dễ xử lý. Lần này Đào Hành Kiện ở Malaysia đã trực tiếp lấy lương cao cam kết vài phó xưởng trưởng đến tăng cường quản lý nhà xưởng. Nhân viên kỹ thuật công trình trung cấp có trình tự kém một chút, muốn đơn độc tiến cử có độ khó rất lớn, phải yêu cầu bên công ty lao động phối hợp. Nói chung bối cảnh văn hóa chung có thể giảm đi trở lực từ các phương diện rất lớn. Đào Hành Kiện nói. Trên năng lực đồng bộ vẫn chưa đủ, Hương Tuyết Hải mù quáng mở rộng sẽ có chỗ thiếu sót chí mạng, chúng ta còn đang tại Malaysia tiếp xúc với mấy xí nghiệp tương quan. Dự định các cổ đông sẽ chuyển vốn liếng của họ đến Huệ Sơn, then chốt vẫn là phải xem sức ủng hộ trong thành phố Huệ Sơn thế nào. Trong thành phố có cũng có đầy đủ xí nghiệp, còn tích lũy rất nhiều nhân viên kỹ thuật, hoàn toàn có thể tam phương hợp tác để tăng cường năng lực đồng bộ của khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang. Có thể. Sự tình gì cũng có thể nói chuyện với trong thành phố Huệ Sơn, chuyện có lợi với TP. Huệ Sơn cũng sẽ không cự tuyệt. Trương Khắc gật đầu. Ngoại trừ lần này đổ vào 800 triệu, Hương Tuyết Hải còn có thể huy động vốn của cơ quan tài chính tương quan.
Lần này phải suy nghĩ đến vấn đề tăng cường thực lực tổng hợp mà hạ công phu. Tình thế rất gấp gáp, nhưng có thời hạn hòa hoãn đến 2 năm. Tất cả đều phải lấy yêu cầu phát triển của bản thân Hương Tuyết Hải làm tiền để suy nghĩ. Có cần suy nghĩ đến việc xây dựng một trường huấn luyện kỹ thuật không? Đào Hành Kiện nói. Từ năm 95, chính sách chiêu sinh cùng bồi dưỡng nhân tài của quốc gia đã xảy ra thay đổi trọng đại. Các trường chuyên đã không còn là điểm đến của các sinh viên ưu tú. Hiện tại cảm giác các công nhân kỹ thuật hợp cách rất khan hiếm. Qua 2 năm nữa, tình huống có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn, tôi cho rằng, Hương Tuyết Hải cần thiết phải chuẩn bị cho việc này. Năm 98, các trường đại học và cao đẳng chiêu sinh rộng khắp, tài nguyên giáo dục sẽ tiến thêm một bước bị loãng đi. Không đề cập tới chất lượng tuyển sinh bị giảm trên diện rộng, chất lượng giáo dục của các trường đào tạo nghề trung cao cấp cũng thật sự khiến người ta lo lắng. Trương Khắc nói. Có chút tình huống, bên Ái Đạt cũng sẽ đối mặt, có thể mang ra cùng suy nghĩ. Nếu như vậy, bên Hương Tuyết Hải không cần phải chủ động đi chuẩn bị chuyện này, tất cả đều chờ phối hợp với bên Cẩm Hồ cũng tốt. Chương 616, giảm giá. Rất nhiều tài nguyên của Hương Tuyết Hải cùng Ái Đạt đều có thể mượn lẫn nhau, kỹ thuật số hóa của sản phẩm điện gia dụng cũng là phương hướng phát triển của tương lai. Điểm này có thể dựa vào tài nguyên kỹ thuật của Cẩm Hồ, dựa vào kế hoạch vườn sồi, doanh tiêu, hệ thống sau khi bán cũng có thể hỗ trợ được. Cuối cùng đem hệ thống doanh tiêu của hai tập đoàn tách ra, đưa vào trong một công ty. Đó cũng không phải việc có độ khó rất lớn. Đợi đồ điện của Thịnh Hâm Hoàn Cầu tiếp tục mở rộng, đem nghiệp vụ hậu cần của hai tập đoàn ném cho Thịnh Hâm đi làm, cũng là lựa chọn rất tốt. Đương nhiên, muốn hình thành hệ thống phức tạp như vậy, cũng làm cho nó vận hành có hiệu quả rõ ràng, những chỗ cần phải cố gắng còn rất nhiều. Viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang bắt đầu kiến thiết, Trương Khắc vẫn còn chưa có đi tham quan qua. Lấy lời của bản thân y để nói thì, cho tới bây giờ y vẫn chưa có thể xem như là ông chủ của Hương Tuyết Hải. Nếu lần này qua đây, những người khác phải tóm lấy cùng đi một chuyến. Trương Khắc liền miễn cưỡng đi qua theo. Khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang được duyệt từ năm 94, chỉ là mấy xí nghiệp điện gia dụng quốc hữu của Huệ Sơn vẫn không chịu nổi, vô lực kiến thiết. Samsung có ý định tổ chức ở đây thành căn cứ chế tạo tại quốc nội của họ. Đáng tiếc sự tình bị nhóm Trương Khắc liên thủ làm thất bại. Sau khi điện tử Ái Đạt đổ tiền vào 300 triệu, khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang liền cấp tốc khởi động. Đầu năm lại huy động vốn thêm 50 triệu đô la Mỹ, đều đưa vào viên khu này. Lúc này mới tính đủ quy mô. Đối diện với khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang là khu vực chế tạo sản phẩm thiết bị điện với quy mô hơn 1.000 mẫu, được xem là đầu nguồn hiện kim của tập đoàn chính thái. Khi đi qua, Trương Khắc bảo xe dừng lại một chút, cười nói với Tôn Thượng Nghĩa. Đây là cái gọi không phải oan gia không chạm mặt. Nhìn khu vực sản xuất với quy mô vĩ đại của tập đoàn chính thái, nghĩ thầm tương lai 10 năm, sản nghiệp thiết bị điện của quốc nội cũng có không gian phát triển rất lớn. Tạ gia có cơ sở tốt như vậy, muốn thoáng cái lật đổ Tạ gia cũng rất khó. Đương nhiên rồi, thị trường sản phẩm đồ điện có dung lượng hữu hạn, Tạ gia không có khả năng ngăn chặn khát vọng phát triển đa nguyên hóa. Tôn Thượng Nghĩa cười cười, tập đoàn chính thái coi như là một xí nghiệp rất có thực lực, nhưng so sánh với Cẩm Hồ, bố cục còn kém quá xa. Đào Hành Kiện thấy Trương Khắc ngưng mắt nhìn phương hướng đại môn xưởng của chính thái, nói. Hiện tại là Tạ Vãn Sơn phụ trách sự vụ chính, gần đây họ tiếp xúc tương đối mật thiết với một xưởng thiết bị làm lạnh trong TP. Huệ Sơn, không biết có phải có ý đồ hướng về ngành chế tạo tủ lạnh không? Mỗi năm họ đưa vào khoa vương hơn 400 triệu, chỉ được vài rổ trứng gà, họ không sợ tôi đạp bay cái rổ DVD player của họ sao? Trương Khắc trêu tức cười. Tại lĩnh vực chế tạo thiết bị điện truyền thống, họ vẫn có ưu thế về kỹ thuật. Hiện tại họ xem như biết nghĩ lại rồi. Cũng không thể nói lúc trước tập đoàn chính thái lựa chọn cùng theo vào sản nghiệp đầu đĩa là một lựa chọn sai lầm lớn nhất của họ là lựa chọn một con đường thị trường vô cùng cấp tiến. Năm nay Khoa Vương chỉ trả cho CCTV 500 triệu phí quảng cáo, không tính đến đầu tư vào thị trường hải ngoại, quảng cáo tại địa phương ở quốc nội cũng sẽ không dưới 100 triệu. Hầu như Trương Khắc có thể tính toán ra tổn thất ngày hôm nay Khoa Vương phải tiếp nhận, y cười cười, không nói thêm gì, bảo Phó Tuấn lái đi đến nơi họ muốn đi. Mỗi ngày Tạ Vãn Sơn đều đúng 8 giờ 30 đến nhà xưởng này, thấy đuôi chiếc Mercedes, Ben quẹo đi vào cổng xưởng Hương Tuyết Hải. Mercedes Ben W140 đường nét ở đuôi rất cứng, rất dễ nhận ra,
Huệ Sơn cũng không có mấy chiếc, Tạ Vãn Sơn nghĩ thầm, Hương Tuyết Hải lại dẫn quý nhân nào vào cửa đây. Cảm giác động tác gần đây của Hương Tuyết Hải khả năng không ít, hắn cầm lấy điện thoại di động muốn hỏi thăm một chút tin tức của Tạ Kiếm Nam tại Hải Châu. Trước khi Trương Khắc rời khỏi Hải Châu, yêu cầu Cẩm Hồ cung cấp hàng với giá tốt cho Điện Tân Nguyên. Mãi đến ngày 18, cùng Tư Cao Bách, Đức Nghi, Philip đạt thành ý đồ nhất trí, thống nhất giảm xuống giá cả cung cấp chip giải mã. Trước đó Khoa Vương cùng các cửa hàng đầu đĩa khác đều đề xuất yêu cầu điều chỉnh giá với ba nhà cung cấp linh kiện chủ chốt này. Nhưng không nghĩ đến điều chỉnh giá sẽ đến nhanh như vậy. Tạ Vãn Sơn khi đang suy nghĩ đến Tạ Kiếm Nam và Trần Tịch, tại cửa quán ba nghe được nội dung gọi điện thoại của Trương Khắc, có thể chính là chỉ cái này hay không, mà không phải là nhằm vào ngôn từ của Tạ Chiêm không thỏa đáng. Rất nhiều người đều tin tưởng Cẩm Hồ cùng Tư Cao Bách, Đức Nghi, Philip thực tế đã bí mật hình thành đồng minh về giá cả trên việc cung cấp linh kiện DVD player. Nói như vậy, Tạ Chiêm xem như là hy sinh vô ích rồi. Đương nhiên, cũng không có ai sẽ nhắc lại chuyện để Tạ Chiêm trở lại. Tạ Vãn Sơn không phụ trách nghiệp vụ của Khoa Vương, nói chung đều là một hệ thống sản nghiệp nội địa, vẫn phải quan tâm một chút. Mấy nhà cung cấp linh kiện điều chỉnh giá khiến cho thành phẩm chế tạo đầu đĩa giảm xuống 10-15%, đã giảm bớt một phần áp lực cho thị trường Đông Nam Á, cũng tạo thêm không gian nhất định cho giá tiêu thụ của thị trường quốc nội. Giá cả giảm, sức chứa thị trường còn có tăng trưởng nhất định, giá cả không giảm, lợi nhuận động cơ rời sẽ tăng lên trên diện rộng, đối với xưởng đầu đĩa, đó là tin tức rất tốt. Đương nhiên, rất nhiều cửa hàng đều phải giảm giá bán thị trường. Muốn tiếp tục duy trì lợi nhuận cao của sản nghiệp đầu đĩa đã không thể. Trước kia Tạ Vãn Sơn cho rằng, các cửa hàng giảm giá bán thị trường, thời gian sẽ căn cứ vào tốc độ tiêu hóa hàng tồn kho mà quyết định. Ai cũng không nghĩ đến sẽ là Điện Tân Nguyên giảm giá thị trường đầu tiên. Điều này có thể phán đoán, Điện Tân Nguyên có thể chính là cái mà sau khi Trương Khắc nói qua điện thoại, trực tiếp lấy hàng với giá mời từ Cẩm Hồ. Thời gian Điện Tân Nguyên thành lập trễ hơn Khoa Vương nửa năm. Họ vẫn còn đang chỉnh đốn thị trường quốc nội, chưa kịp đi khai thác thị trường hải ngoại ở Đông Nam Á, tự nhiên cũng sẽ không bởi khủng hoảng tài chính Đông Nam Á mà gặp phải tổn thất gì, lại sớm nửa tháng từ Cẩm Hồ lấy được linh kiện với giá thấp, tự nhiên chiếm được thị trường sớm hơn. Ngày 18, Điện Tân Nguyên thống nhất giảm giá thị trường, các cửa hàng đầu đĩa khác bị ép điều chỉnh giá bán theo, tổn thất hàng tồn kho cũng chỉ có đánh vỡ răng mà nuốt vào bụng. Thị trường đầy đủ cạnh tranh vốn sẽ không có hành vi nhất trí gì. Chương 617, chân tướng dưới màn sương mù. Ngày 19 tháng 8, Điện Tân Nguyên điều chỉnh giá cả sản phẩm, giá bán đầu tiên giảm đến dưới 2.000 đồng, lấy sức mạnh của giá 1.997 đồng triển khai hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ mùa thu. Các cửa hàng khác bị ép theo sát phía sau điều chỉnh giá bán, đều hạ giá đầu đĩa còn dưới 2.000 đồng. Điện tử Ái Đạt tuyên bố lập tức đình chỉ sản xuất ổ đĩa trước mắt, đưa ra ổ đĩa đầu đĩa với bản nâng cấp. Giá bán sản phẩm mới định vị ở mức 2.180 đồng. Mặc dù trong ngành đều phân tích loại đầu đĩa kiểu dáng này của Điện tử Ái Đạt cũng đủ thu lợi nhuận, giá hạ ngang bằng giá của các cửa hàng đầu đĩa khác là có thể giành được càng nhiều thị trường hơn. Quyết sách này của Điện tử Ái Đạt lại làm cho các cửa hàng khác thở dài một hơi. Mặc dù đưa ra mặt hàng mới, mặt hàng cũ ở trong tay các bên tiêu thụ còn có lượng tồn kho tương đối. Điện tử Ái Đạt cũng chỉ đồng ý lấy giá 2.008 đồng tiêu hóa hàng tồn kho, mặc dù giá chỉ cao hơn loại đầu đĩa cung cấp của Tân Nguyên, Khoa Vương khoảng 10 đồng, nhưng cái kiểu muốn cắn chết ở mức giá 2.000 đồng, khiến trong ngành cũng rất khó hiểu. Trương Khắc ngồi trong xe Mercedes, Ben thoải mái như khoang hạng nhất của máy bay, chạy vào đại môn viên khu sản nghiệp điện gia dụng Tân Giang Huệ Sơn, Tạ Vãn Sơn chỉ nhìn phần đuôi với đường nét hơi cứng, nghi hoặc lại có nhân vật nào sắp tới. Mà ở Hải Châu, lúc này rừng cây Tượng Sơn sau khi nhập thu, như nhuộm thêm màu dáng, khúc xạ ánh mặt trời buổi sáng, giống như lồng một tầng mây mỏng màu tím nhạt. Sau đó, theo ý thu dần dần đậm hơn, màu sắc trong rừng sẽ càng thêm rực rỡ. Trần Tịnh luôn luôn cho rằng lái xe đi xe đoạn chân núi ở Tượng Sơn là lúc khiến người khác vui vẻ, cô còn cố ý thả chậm tốc độ để thưởng thức mỹ cảnh ở Tượng Sơn. Ngồi ở phó lái là Úc Bình, quản lý bộ phận vận doanh. Là một mỹ nhân có khí chất tao nhã, thân phận sau lưng lại là tình nhân của Chu Phú Minh, chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố. Lúc đầu Trần Tịnh đến Khoa Vương có chút bài xích với Úc Bình. Ở chung lâu, tự nhiên cũng quên đi khắt khe trên đạo đức. Năng lực của cá nhân Úc Bình cũng thuộc dạng khá, cũng am hiểu đạo đối nhân xử thế,
giỏi về tiếp cận người khác, nên cũng tiêu trừ đi mâu thuẫn của Trần Tịnh đối với cô. Có lúc Trần Tịnh sẽ nghĩ, nếu như Úc Bình không đi con đường khiến người khác xem thường, cô ta có đi đến tình cảnh như bây giờ không? Úc Bình đặt cánh tay trên cửa sổ xe, buổi sáng gió thổi hiu hiu, cô cũng ngưng mắt nhìn chăm chú vào rừng cây Tượng Sơn phía tây. Dù sao Tượng Sơn cũng là ngọn núi nhỏ của Lâm Giang. Đảo mắt xe đã chạy đến trước núi, nhưng thôn xóm trước núi đã chuyển đi ra ngoài, nơi đây đã thành khu vườn cá nhân lớn nhất của tỉnh Đông Hải. Cô nói trong tay tên kia tới cùng nắm giữ bao nhiêu của cải. Úc Bình đột nhiên nghiêng đầu hỏi Trần Tịnh. Hả? Trần Tịnh không hiểu sao Úc Bình lại đột nhiên đề cập đến Trương Khác. Quan hệ giữa Trương Khác và Cẩm Hồ, Úc Bình cũng nhất định có thể từ chỗ Chu Phú Minh biết rất nhiều tin tức tường tận. Điện tử ái đạt dùng, niêm yết cửa sau, backdoor listing ôm đến 4 tỷ, đều là khoản tiền Trương Khác có thể tùy ý chi phối. Về phần Cẩm Hồ tới cùng có bao nhiêu tiềm lực, đối với người ngoài mà nói, đó là một câu đố đoán không ra. Khoa Vương chúng ta trước đây đều là theo sát bước tiến của ái đạt. Úc Bình thản nhiên nói, hiện tại hình như theo không nổi nữa. Sản phẩm tồn kho điện tử ái đạt sắp loại bỏ mặc dù chỉ cao hơn sản phẩm của Tân Nguyên 11 đồng, nhưng cắn chết lấy ranh giới 2.000 đồng. Giá điều chỉnh của Khoa Vương chỉ có thể theo sát Tân Nguyên điều động giá cũng đến 1.997 đồng, mà không thể tranh với điện tử ái đạt. Ý đồ của điện tử ái đạt là gì? Trần Tịnh khẽ nhíu mày, có nhiều suy đoán, cũng không thể xác định. Úc Bình còn nói thêm. Có thể khi người tiêu thụ tán thành một bước với chênh lệch rất nhỏ này, điện tử ái đạt sẽ cho các xưởng khác móc ra một khoảng cách với bước lớn hơn. Ý chị là ái đạt đang thành lập hình tượng nhãn hiệu cao đoan. Cao đoan, chỉ sản phẩm có mức tốt nhất trong cùng một loại sản phẩm. Chia ra cao đoan, trung đoan và đê đoan. Có lẽ vậy. Úc Bình cười cười, cô hiểu được trong lòng Trần Tịnh có cái nhìn gì đối với bản thân. Nhưng mình cũng không thể như cô ta, dễ dàng có được cuộc sống cùng địa vị hiện tại. Nếu muốn buôn bán một lần, vì sao không chọn đối tượng có lợi nhất đối với bản thân? Loại ý nghĩ này, có thể loại nữ tử xuất thân gia đình như Trần Tịnh rất khó lý giải. Úc Bình lại thản nhiên cười nói. Nghe nói Tạ gia cùng địa ốc Gia Tín còn có địa ốc Tinh Điển của Kiến Nghiệp hợp tác, dự định thu mua trái quyền của địa ốc Cẩm Thành trong tay tập đoàn Tân Thành Singapore, tôi cũng là ngày hôm qua mới nghe nói. Hình như hai ngày này sẽ ký kết, cô có rõ việc này không? Hả? Trần Tịnh lấy làm kinh hãi, cô đột nhiên có chút không muốn thừa nhận, thật là không biết chuyện lần này. Chắc Úc Bình là từ chỗ Chu Phú Minh biết được việc này. Nhưng sao có thể, Tạ gia thu mua trái quyền của Cẩm Thành làm cái gì? Úc Bình thấy Trần Tịnh quả nhiên không rõ chân tướng, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Đầm nước nơi Hải Châu này sâu cạn thế nào? Tạ Kiếm Nam muốn giấu giếm được Trần Tịnh quả thật rất đơn giản. Trần Tịnh ngoại trừ nghiệp vụ của phòng thị trường của công ty, cũng rất ít tiếp xúc với người và việc ở Hải Châu, ngoại trừ Tạ cô vẫn tín nhiệm, thì không có con đường khác thu được tin tức. Vì sao họ muốn thu mua trái quyền của Cẩm Thành? Trần Tịnh hỏi. Tôi cũng không rõ, Úc Bình nói, bởi vì nguy cơ Đông Nam Á, tập đoàn Tân Thành Singapore muốn hủy bỏ đầu tư từ địa ốc Cẩm Thành. Tình huống tài chính của địa ốc Cẩm Thành hình như xảy ra chút vấn đề, nhiều công trình đều tiến đến giai đoạn cuối đều bị ép ngưng lại. Trần Tịnh cau mày lại, ý thức được một số vấn đề, thế nhưng lại nghi hoặc, vì sao Úc Bình lại nói việc này với mình, cô nghi hoặc nhìn Úc Bình. Cô nhất định cảm thấy nữ nhân như tôi rất vô sỉ chứ gì. Úc Bình nghiêm mặt nhìn Trần Tịnh, nói ra hết lời trong đáy lòng, dù sao ủy thân cho một nam nhân sắp 60 tuổi làm đồ chơi cũng không phải bất cứ nữ nhân nào cũng đều có thể làm được. Bị người khác coi thường cũng là trừng phạt đúng tội. Trần Tịnh nào nghĩ đến Úc Bình đột nhiên nói những lời này với mình. Cô hơi mơ hồ, quên cả tay đang nắm tay lái, nghe được phía trước vang lên tiếng còi chói tai, mới đột nhiên ý thức được xe đã vượt qua vạch vàng. Cô đột nhiên bẻ tay lái, sượt qua một chiếc chạy tới trước mặt. Trần Tịnh hoảng hồn toát mồ hôi. Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe kia đang phanh gấp lại, tài xế thò đầu ra ngoài cửa sổ hình như chửi ầm lên. Trần Tịnh chỉ ảo não mà tăng tốc chạy về phía trước, bỏ chiếc xe kia ngoài tầm mắt rồi mới dừng xe đến ven đường, làm cho mình bình tĩnh một chút. Trần Tịnh nhìn Úc Bình, thấy bộ dạng chị ta hình như không bởi vì chút kinh hồn kia mà hốt hoảng, hỏi chị ta. Sao lại nói với tôi những lời đó? Chương 618, giá trị của trao đổi.
Tòa nhà ẩn trong rừng cây ở phía trước xe là trường học tư nhân quốc tế Hải Dụ, Tạ Vãn Tình, nữ nhân này cho dù ở Hải Châu cũng rất ít có người có thể nhìn thấy, hình như trở thành một kỳ tích tài phú khác, cùng nương theo kỳ tích của Cẩm Hồ mà sinh ra. Úc Bình thu ánh mắt lại từ tòa nhà trong rừng cây phía trước, đôi mắt cô mênh mông như hồ nước, nói. Việc của ban giám đốc, tôi có thể không nên hỏi đến, nhưng mà, thật sự cô sẽ hết hy vọng tín nhiệm Tạ gia. Úc Bình biết nội dung thảo luận trên ban giám đốc ngày hôm qua. Nội dung thảo luận hôm qua sẽ không nhanh như vậy truyền tới tai Chu Phú Minh, nói cách khác Úc Bình có từ nguồn tin khác. Cô ta quả là một nhân vật lợi hại. Người khác thuần túy coi cô như tình nhân của Chu Phú Minh, có lẽ khinh thường cô ta thật. Đương nhiên, Trần Tịnh vẫn không thể hiểu ý đồ mà lúc này Úc Bình đề xuất những lời này, chỉ là gật đầu, ý bảo cô ta nói tiếp. Tuyến sản phẩm đăng ký công ty khai phát mới, vốn trong cổ đông chỉ bài trừ Tạ Chiêm ra ngoài, nhưng có thể không ràng buộc sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương. Phong cách hành sự của Tạ gia quả thật khiến người sợ hãi nhỉ. Úc Bình hình như một cái chớp mắt đã quên những lời nói kinh hồn một khắc trước đó. Nghiệp vụ đầu đĩa hình như đã không thể tránh khỏi thua lỗ, cho dù điện tử Ái Đạt vẫn luôn thủ hạ lưu tình, hình như cũng nhìn không thấy khả năng đầu đĩa có thể thu về được lãi lớn. Vậy trong nghiệp vụ đầu đĩa, có thể còn lại bao nhiêu tài sản chân chính có giá trị? Chân chính có giá trị cũng chỉ còn lại nhãn hiệu Khoa Vương này thôi. Tuyến sản phẩm mới đưa ra, có cần thiết đăng ký công ty mới không? Chẳng qua là đem một bộ phận nhãn hiệu có giá trị của Khoa Vương không ràng buộc chuyển rời đến công ty mới, sản phẩm mới đi tới, hy sinh chỉ là lợi ích của Tạ Chiêm lần này bị đá ra thôi, đây hình như là phong cách nhất quán của Tạ gia thì phải. Đây là chị đang bênh vực cho Tạ Chiêm, Trần Tịnh hỏi. Làm gì có? Úc Bình cười bình tĩnh. Lúc này đá Tạ Chiêm ra, Đại Nhã không nói gì, đợi đến lúc đó, khi họ muốn hy sinh lợi ích của Đại Nhã, trông chờ vào ai tới nói giúp Đại Nhã. À, không đúng, lợi ích của Đại Nhã đã phải chịu tổn thất. Nếu không phải các cửa hàng cung cấp linh kiện nhất trí giảm giá. Khoa Vương không phải là bắt các công ty hải ngoại chịu càng nhiều tổn thất sao? Bọn họ chơi trò trong đề tổn thất, ngoài đề bổ sung, cũng không suy nghĩ cho tập đoàn Đại Nhã các người. Nếu như theo như lời Úc Bình, Tạ gia liên hợp địa ốc Gia Tín, địa ốc Tinh Điển từ trong tay tập đoàn Tân Thành Singapore thu mua trái quyền của địa ốc Cẩm Thành là sự thực, Trần Tịnh cũng không biết phải đi đối mặt với sự thật này thế nào. Lẽ nào Tạ gia đã đem Điện Khoa Vương trở thành bộ phận của họ, có thể hy sinh lợi ích? Trần Tịnh càng lúc càng nhìn không thấu Úc Bình, chị ta là tình nhân Chu Phú Minh, hình như chị ta nên cùng với họ có quan hệ lợi ích càng nhất trí mới đúng chứ? Mục đích của chị là gì? Trần Tịnh nghi hoặc, ngừng mắt nhìn Úc Bình, chung quy sẽ không ai vô duyên vô cớ hảo tâm nhắc nhở người khác chú ý cái bẫy dưới chân. Ở trong mắt người khác, tôi chỉ là nữ nhân ti tiện, làm đồ chơi cho kẻ khác. Nhưng ai lại cam tâm làm đồ chơi của người khác đâu? Úc Bình nghiêm mặt, lộ ra thần sắc bi thương khó phân biệt thật giả. Đại Nhã chung quy sẽ không mặc cho người khác thao túng chứ gì. Hả, Trần Tịnh trần chờ lên tiếng. Nếu có thể đăng ký một công ty không ràng buộc sử dụng nhãn hiệu của Khoa Vương, nếu quyết định quả trứng này không thể đặt vào một cái rổ. Vì sao không thể đăng ký thêm mấy công ty? Đại Nhã sẽ không thể chỉ nắm giữ một công ty, không nên để mặc cho người khác chi phối. Chỉ hơi trượt chân, chẳng phải sẽ rơi xuống vũng bùn sâu vạn trượng. Nghe xong những lời Úc Bình nói, Trần Tịnh cảm thấy đầu óc mơ hồ, lại nghe được phía sau có tiếng còi vang lên, thì ra tuyến xe của công ty từ phía sau vượt qua, ở phía trước giảm tốc độ, có người nhô đầu ra từ cửa sổ xe. Có lẽ là thấy xe của Trần Tịnh đậu ở ven đường, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Cũng không tiện ở ven đường nói nhiều, Trần Tịnh khởi động xe, chậm rãi chạy trên đường, đi theo phía sau tuyến xe về hướng công ty. Úc Bình an tĩnh ngồi ở phó lái, hình như những lời vừa rồi, nàng căn bản chưa từng nói qua. Xe chạy vào bãi đỗ xe của tòa nhà tổng hợp khoa học kỹ thuật mới khởi động của Khoa Vương. Mặc dù là cuối tuần, công nhân theo ca vẫn phải đến công ty làm việc. Mấy ngày nay, việc của phòng thị trường rất nhiều, Trần Tịnh cũng đã lâu không cho mình một ngày nghỉ. Trần Tịnh cùng Úc Bình khôi phục thần sắc thường ngày đi vào phòng khách ở tầng dưới chót tòa nhà, đi vào thang máy. Tòa nhà tổng hợp khoa học kỹ thuật cao 12 tầng của Khoa Vương là kiến trúc cao nhất của khu công nghiệp điện tử Trấn Ích Long. Sau khi đá Tạ Chiêm về Tân Thái, Trần Tịnh liền thay thế vị trí trước đó của Tạ Chiêm, toàn diện phụ trách công tác của phòng thị trường cùng phòng thu mua,
tự nhiên cũng chiếm phòng làm việc phó tổng giám đốc mà Tạ Chiêm để lại sau khi đi. Đến tầng 10 thì Úc Bình ra khỏi thang máy, khi ra còn không quên gật đầu cười với Trần Tịnh. Trần Tịnh như có chút suy nghĩ đi vào phòng làm việc, cô ngồi đưa lưng về phía bàn công tác, nhìn nóc nhà mái tôn xanh của các nhà xưởng trong khu công nghiệp điện tử ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ về những lời của Úc Bình nói. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, Trần Tịnh xoay người lại, xuyên qua cửa kính mờ, có thể nhận ra là bóng của Tạ Kiếm Nam. Đột nhiên Trần Tịnh có cảm giác rất vô lực, rất uể oải. Cầm lấy điện thoại di động, lật xem sổ danh bạ, lòng đang hoảng loạn, cô không biết tìm ai liên hệ mới tốt. Thật sự không có tâm tình xử lý sự vụ trong tay, thời gian buổi trưa Trần Tịnh lái xe rời khỏi công ty. Xe vừa mới chạy ra khỏi tòa nhà công ty không lâu thì nhận được điện thoại của Úc Bình. Thì ra chị ta vẫn còn quan tâm đến mình, chú ý tới mình vừa rời khỏi công ty. Trần Tịnh dừng xe ở trước vườn cây dưới vách núi phía Nam Tượng Sơn. Nhìn khu vực xanh mà Cẩm Hồ thiết lập thêm cho Hải Châu, Trần Tịnh như có chút suy nghĩ. Đợi một lúc, Úc Bình mới mượn xe của công ty chạy tới. Cuối tuần cuối thu, rất nhiều người qua đây du ngoạn, cho dù vườn không mở cửa đối với bên ngoài. Đi dọc theo con đường xi măng dưới vách núi Nam Tượng Sơn, vòng qua đê sông, chính là bãi sông nhiều đá núi, phong cảnh cũng rất đẹp. Thấy được phong cảnh hợp lòng người, tâm tình cũng tốt hơn. Trần Tịnh cất bước đi về hướng con đê. Có rất nhiều loài hoa không biết cuối thu mới nở, nụ hoa rất nhỏ, nắm trong những bụi cỏ xanh ngắt. Úc Bình nói cho Trần Tịnh, ở đây 2 năm trước vẫn là khu dân quê rất mất trật tự, nhưng sau khi vườn thực vật cùng trường học tư nhân quốc tế Hải Dụ xây lên, nó mới chính thức dung nhập vào trong những phong cảnh tuyệt đẹp của Tượng Sơn. Chương 619, quyên tặng. Úc Bình cũng không trực tiếp nói ra ý nghĩ trong nội tâm mình, nhưng cũng biết cô có tâm tư thoát khỏi Chu Phú Minh. Trần Tịnh trung quy không thể thoáng cái liền nhìn thấu nhân tâm phức tạp, không rõ Úc Bình muốn thoát khỏi sự khống chế của Chu Phú Minh là không chịu nổi thân phận tình nhân, hay là thấy được địa vị của Chu Phú Minh có xu thế ngày càng suy yếu đi. Chu Phú Minh muốn cùng Tô Giật Quần liên hợp áp chế Đường Học Khiêm, tâm tư này căn bản không thể thực hiện được. Lúc này Tô Giật Quần tại Hải Châu cũng chỉ có thể sống cho thành thật. Chu Phú Minh tự nhiên sẽ bị từ từ biên duyên hóa. Đây đái khái cái gọi là ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Nói chung, Úc Bình vẫn là muốn lợi dụng Chu Phú Minh tạo áp lực cho Tạ gia, ở dưới lá cờ Khoa Vương đăng ký 4 đến 5 công ty mới để cùng chiếm hữu tài nguyên nhãn hiệu của Khoa Vương, để tập đoàn Đại Nhã có thể trực tiếp khống chế 1 đến 2 công ty trong đó. Nhưng Úc Bình yêu cầu, cá nhân cô ta được nắm giữ cổ phần ở bên trong, đây là điều kiện trao đổi. Quả thật là một nhân vật lợi hại. Trần Tịnh cũng có thể hiểu Tạ gia liên hợp Gia Tín, Tinh Điển từ trong tay tập đoàn Tân Thành Singapore thu mua trái quyền của địa ốc Cẩm Thành. Nếu là sự thực, vậy mục của họ chính là muốn đoạt địa ốc Cẩm Thành từ trong tay Triệu Cẩm Vinh. Tại thời khắc then chốt này, tác dụng của Chu Phú Minh thì không phải nói, Úc Bình quả thật có thể phát huy giá trị trao đổi của cá nhân cô ta đến mức tận cùng. Đoàn người từ xa xa trèo lên đê sông, Trần Tịnh ngưng mắt nhìn nước sông hơi bẩn, rất nhanh đoàn người kia đi đến gần. Trần Tịnh quay đầu nhìn qua, rất nhiều cao tầng của Cẩm Hồ cùng Vãn Tình cũng có trong đó, hình như đang tham quan cảnh sắc xung quanh đây. Trong đó có 2 nam nữ không nhận ra, Đàm Vân Tùng cùng học sinh vợ của hắn. Trần Tịnh không hiểu được họ là đại nhân vật gì, chung quy cảm thấy lúc này Cẩm Hồ khiến người ta có cảm giác không theo kịp. Trần Tịnh gật đầu chào hỏi với nhóm Tạ Vãn Tình, Tô Tân Đông, Trần Tín Sinh. Trần Tín Sinh vẫn là tiếp xúc qua khi hắn đảm nhiệm Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc của Ti. Nhìn đoàn người đi xuống đê, sau đó đi về hướng cánh cổng vườn thực vật. Trần Tịnh không khỏi lại nghĩ, nếu như Trương Khác ở tình huống thế này thì sẽ lựa chọn thế nào, trước đường cao tốc Thượng Huệ Nghiệp có một trạm dừng cho ô tô đường dài, lữ khách không muốn đi vòng đến nội thành mua vé lên xe, có thể tải lên xe ở trạm dừng này. Trương Khác ở lại Tử Trúc Viên một đêm, mãi đến chiều ngày 22 mới rời khỏi Huệ Sơn. Ngồi trong xe êm dịu đến nỗi hầu như chưa cảm giác được xe đang chạy. Rất thích hợp để suy nghĩ một số vấn đề. Tỷ như nói việc Đào Hành Kiện kiến nghị thành lập trường huấn luyện công nhân kỹ thuật. Đây là việc nên làm. Nó không chỉ Hương Tuyết Hải phải làm, Cẩm Hồ cũng phải làm. Nói như vậy, còn không bằng để Cẩm Hồ thống nhất đi làm. Nhìn kiến trúc ngoài cửa sổ, cách đường cao tốc rất gần, cảm giác tốc độ xe chậm lại. Từ kính chiếu hậu nhìn Phó Tuấn trong đó một cái, Phó Tuấn đang lải nhải cái gì với bên phải. Trương Khác nhìn qua. Hà Huyền trong chiếc áo khoác thể thao màu đỏ sậm,
khoác ba lô duyên dáng đứng ở sân ga tại trạm dừng. Nhìn hình dạng cô kiển chân đứng đợi, chắc là muốn bắt xe về trường học. Hai thanh niên cạnh cô giống như người đến làm quen, ánh mắt không ngừng đảo tới đảo lui trên người Hà Huyền. Nhiều người đứng đợi xe ở bên cạnh cũng không dám có cử chỉ quá giới hạn. Ánh mắt Hà Huyền nhìn bên đường, cũng chỉ có thể hờ hững cho qua, tức giận cũng không được. Trương Khắc bảo Phó Tuấn cho xe dừng qua đó. Hạ cửa xe xuống, Trương Khắc huýt sáo một tiếng rõ to, tay vịn cửa sổ xe, thò đầu ra ngoài, ra vẻ lưu manh nói với Hà Huyền. Em gái xinh đẹp muốn đi đâu, có cần lên xe anh chở đi không? Hà Huyền còn nghĩ tự động loại bỏ thêm một tên nhận người đáng ghét ra khỏi tầm mắt, đợi thấy rõ khuôn mặt cợt nhả của Trương Khắc, cô ngẩn người, nghĩ thầm không trùng hợp thế chứ, sao người này lại đúng lúc đi qua đây? Hà Huyền mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Trương Khắc, quên cả chào hỏi. Nhìn cái gì vậy, nhà đầu chưa thấy qua ai đẹp trai sao? Nhân sinh của em chắc tẻ nhạt lắm, nếu không hôm nay anh tiện nghi cho cô em vậy. Phẩy phẩy. Trương Khắc nói liều một câu rồi mở cửa xe, vẫy tay bảo Hà Huyền đi qua. Nghe thế, Hà Huyền thiếu chút nữa cười đến gãy lưng. Hôm đó sau khi Trương Khắc bị Tôn Tịnh Mông chuốc say, sáng sớm hôm sau, đây là câu nói đầu tiên của Trương Khắc khi tỉnh lại thấy được Hà Huyền, nó liền chứng nhận danh phận đại thiếu gia ăn chơi của y. Trương Khắc lại phất tay với hai thanh niên tại sân ga muốn làm quen với Hà Huyền, nói. Này anh bạn, muốn cua gái đẹp như thế, không có Mercedes-Benz thì nhục lắm. Đi mau, đừng ở chỗ này làm mất mặt nữa. Hà Huyền thấy Trương Khắc không kiêng nể gì cả biểu diễn diện mạo ăn chơi trác táng của y, vừa bực mình vừa buồn cười, liền đẩy Trương Khắc vào ghế trong, cô tiến vào xe lại vội vàng bật cửa sổ xe lên. Anh mặt dày thì cũng kệ, tôi cũng không muốn bị liên lụy đâu. Trương Khắc cười nói. Không biết cuối tuần bạn cũng về Huệ Sơn, không thì cho bạn đi ké rồi. Tôi không cần đâu. Hà Huyền hiếu kỳ quan sát phương tiện bên trong thùng xe. Xe này không thể ngồi nhiều đâu, bằng không sẽ rất dễ bị đạn bọc đường bắn trúng. Hà Huyền đè tay lên nệm ghế mềm mại, lại cười nói. Nếu như ra ngoài đều có loại xe này đón đưa, làm một nữ thiên kim hư vinh cũng không tệ đâu. Cũng chẳng đi để ý người khác nói cái gì. Hà Huyền nghiêng người tới trước, nhanh nhỏ chào hỏi với Phó Tuấn, lại quay người hỏi Trương Khắc. Sao các anh lại ở Huệ Sơn? Qua Huệ Sơn nghỉ cuối tuần chứ gì? Trương Khắc cười nói. Cho nên rất hối hận trước đó không hỏi xem bạn có về Huệ Sơn không? Anh mồm mép láo lỉnh, cũng rất biết chiều lòng con gái, nhưng đối với tôi không có tác dụng đâu. Chỉ cần nhớ tới bộ dạng anh gối đầu trên giày da ngủ ở quầy bar, tôi cười đến bể bụng luôn. Hà Huyền mím môi, khóe miệng tràn đầy thiếu ý, mày cong, dung nhan xinh đẹp, quả là hấp hồn người. Hà Huyền là một cô gái vừa thông minh lại khéo nói, có cô làm bạn dọc đường, hơn một giờ lộ trình từ Huệ Sơn đến Kiến Nghiệp cũng không cảm thấy chán. Xe đến cửa Sư Đại Môn, Trương Khắc hỏi Hà Huyền. Có cần đưa bạn đến cửa ký túc xá luôn không? Ký túc xá sát vách của tôi có một bạn nữ, được một chiếc Siali đưa về ký túc xá mà sướng đến hơn nửa tháng rồi. Tôi cũng không muốn tùy tiện cướp đi niềm vui của người khác, nên anh cứ cho tôi xuống ở góc nào đó đi. Hà Huyền mở cửa xuống xe, vươn tay vẫy vẫy với bên này, sau đó xoay người đi về hướng cổng trường. Nhìn Hà Huyền xoay người đi về hướng cổng trường, Trương Khắc nhớ tới ở trên xe cũng quên hỏi cô đợi 1978 khai trương lại, có thể đi làm việc tiếp được không? Chương 620, muốn gặp địch Đan Thanh. 1978, hồi ức chưa từng phát sinh qua, người còn vật thì không? Nghĩ vậy, Trương Khắc khẽ chép miệng. Y xuống xe ở trước ngõ học phủ, bảo Phó Tuấn lái xe đỗ trong viên khu sáng nghiệp. Ngõ học phủ càng ngày càng ra dáng hơn, nhưng chỗ khu chung cư thì không vội được. Trương Khắc liền lửng thững đi dạo trên đường bên ngoài ngõ học phủ. Các cửa hàng ở ngõ học phủ vừa mới tiến vào giai đoạn chiêu thương. Mặc dù ngõ học phủ chính thức khai trương còn có một khoảng thời gian, nhưng trên con đường lát đá được che mát bởi bốn hàng cây ngô đồng Pháp có rất nhiều học sinh đi lại. Các hàng ghế gỗ xung quanh bồn hoa cũng ngồi top 5 top 3. Cảnh tượng phồn vinh vào tương lai có thể tưởng tượng được. Nhớ tới lời Triệu Dương nói qua, Trương Khắc ngồi xuống một cái ghế, gọi điện thoại cho ba y, nói đến việc cuối tuần đi Huệ Sơn. Triệu Dương hình như biết chút tin tức, trong tỉnh đang suy nghĩ thăng chức cho ba, còn có nên chúc mừng sớm không đây? Việc này ba cũng không quan tâm,
công việc trong tay đầy ra đây, có thể làm hết cũng tốt lắm rồi. Mà người có ý kiến bên Tân Vu rất nhiều, trong tỉnh còn phải suy nghĩ ý kiến bên Tân Vu, ba cũng không nhiệt tình lắm, so với việc này, ba càng hy vọng con rảnh rỗi đến Tân Vu một chuyến. Con còn nhớ rõ Tân Vu có nhà của mình không? Kế tiếp là Quốc Khánh rồi, mặc dù Quốc Phụ Viện phải đến năm 98 mới chính thức định ra chính sách ngày Quốc Khánh và ngày 1,5 nghỉ dài hạn để kích thích kinh tế, nhưng năm nay Đại học Đông Hải nghỉ dài đến 5 ngày, không biết Đường Thanh an bài thế nào. Nếu như đi Hong Kong, tính toán thời gian, cũng chưa hẳn có thời gian chạy đến Tân Vu ở 2 ngày. Trương Khắc cười nói, hiện tại đều là cha mẹ đến thăm con cái. Nếu không con ở Đại học Đông Hải chờ bố mẹ đến thăm đi. Ba mẹ cũng đâu có đến cái tuổi thất lão bát thập mà cần con đi thăm chứ. Thằng láo cá, Trương Chi Hành ở bên kia điện thoại nở nụ cười, không muốn tới Tân Vu thì thôi. À ba, con có một chuyện muốn nói. Trương Khắc nhắc tới chính sự. Cơn khủng hoảng tài chính Đông Nam Á nhất thời nửa cơ hội cũng không dẹp loạn được, kinh tế còn có thể tiếp tục đi xuống. Đi xuống nữa. TW sẽ đưa ra một loạt chính sách kích thích kinh tế. Không đề cập tới tính khả năng sẽ đưa ra chính sách cổ vũ ngành du lịch phát triển. Mấy năm nay kinh tế nội địa đi lên, ngành du lịch trong nước quả thực cũng là càng phát triển hơn. Con vẫn rất chờ mong, Tân Vu trong tay ba có thể thành công chuyển biến thành thành phố hoa viên loại hình du lịch. Nếu trong tỉnh cũng đang suy nghĩ cho ba động một chút, thì chúng ta cũng không cần phải án binh bất động nữa. Trương Khắc nói tiếp. Chúng ta cũng không làm hoạt động khác, còn muốn thông qua chỗ chú ba cho Tân Vu 20 triệu, lấy danh nghĩa là quyên tặng. Trong đó 10 triệu xây một trường học huấn luyện kỹ thuật sơ cấp, Tân Vu rất nhiều người đi ra ngoài làm công, chưa trải qua huấn luyện kỹ thuật nhất định, chỉ có thể làm những công việc ở tầng thấp nhất. 10 triệu này dùng cho việc đó, còn 10 triệu, ba cảm thấy dùng vào đâu thích hợp thì dùng. 10 triệu hả, làm chuyện khác có thể không đủ, ba thấy cứ cho trường du lịch của Tân Vu đi. Tân Vu phải phát triển kinh tế du lịch, các phương tiện cứng và mềm đều phải đuổi kịp. Đầu tư vào phương tiện thiết bị, 10 triệu là còn xa mới đủ, phương tiện đào tạo cũng phải đuổi kịp, 10 triệu này đưa cho trường du lịch thích hợp hơn, Trương Chi Hành nói. Chắc ba không phải sớm có chủ ý với con đấy chứ, con vừa mới đề xuất trả thù lao, ba đã nghĩ đến việc dùng tiền thế nào rồi. Nói vớ vẩn, tao cần có chủ ý với mày à, Trương Chi Hành trong điện thoại cười mắng. Ai? Bỏ đi, Tân Vu phát triển kinh tế du lịch, sơ bộ phải đầu tư bao nhiêu tài chính mới đủ? Ít nhất. Trương Chi Hành vừa muốn báo ra số liệu, lại kịp thời dừng lại. Vấn đề này vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ qua, lúc nào con đến Tân Vu thì bàn lại đi. Vậy được rồi. Trương Khắc nở nụ cười. Để con gọi điện thoại cho chú ba, cách 2 ngày lại phải chuyển tiền đến sổ sách của công ty chú ấy, thông qua đáp nặn. Rượu Vân chỉ kéo theo rượu đế Tân Vu cùng các sản nghiệp tương quan quật khởi, cũng không cần làm động tác quá lớn, chỉ cần tiếp tục đưa vào hoạt động. Trong thành phố Tân Vu hàng năm bởi vì sản nghiệp rượu đế quật khởi mà thu nhập tài chính tăng đến gần 200 triệu. Đem tài chính tăng trưởng mấy năm sau chi cho việc xây dựng công trình du lịch. Cộng thêm đường cao tốc kiến nghiệp đến Tân Vu đã sớm khởi công. Sau khi xây lên, kiến nghiệp đến Tân Vu sẽ không cần từ phía Bắc đi vòng nữa. Lộ trình rút ngắn đến nửa tiếng đồng hồ, hơn nữa sang năm sẽ chính thức đề xuất khái niệm tuần lễ vàng. Những điều này đều là nhân tố cực kỳ có lợi đối với việc phát triển mạnh ngành du lịch của Tân Vu lúc này. Trương Khắc lại gọi điện cho chú ba, mấy ngày này chú ba rốt cuộc từ kiến nghiệp thoát thân trở về Hải Châu. Trương Khắc nói với chú ba muốn thông qua Thế Kỷ Cẩm Hồ quyên tặng 20 triệu cho Tân Vu. Một năm trước, Thế Kỷ Cẩm Hồ tại Tân Vu kiếm được tiền cũng không đến 8 triệu. Lần trước vì việc xây đê đã quyên tiền một lần, lần này lại quyên 20 triệu, người khác đều sẽ cho Thế Kỷ Cẩm Hồ chúng ta tiền nhiều người ngu đấy. Chú oán giận như thế, cứ làm như tiền này là chú bỏ ra ấy. Trương Khắc cười. Đây không phải là hết cách giải thích với quần chúng không rõ chân tướng sao. Trương Chi Phi ở trong điện thoại cười sang sảng. Được rồi, chú biết chuyện lần này, trở lại sẽ nói một tiếng với Lão Thiệu, Thịnh Thanh. Việc cụ thể thế nào thì cháu trực tiếp tìm Đan Thanh không phải được rồi sao? Địch Đan Thanh à, nữ nhân xinh đẹp quyến rũ đó. Trương Khắc cầm điện thoại di động gõ gõ vào trán, nghĩ trên người Địch Đan Thanh luôn có một vẻ đẹp thành thục đẫy đà mà phụ nữ khác không thể bằng. Mà quả thật cũng lâu chưa có liên hệ với cô ta. Dù sao khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ ở Tân Vu cũng không phải nghiệp vụ dưới cờ của Cẩm Hồ, Trương Khắc cũng không cần phải nhọc lòng.
May mà trong điện thoại di động còn có số của Thôi Đan Thanh, gọi điện thoại qua, nghe được là giọng trong trẻo của Vệ Lan. Vệ Lan cũng không đợi Trương Khác lên tiếng, đã nói thẳng. Cậu tìm Địch Tổng hả? Hiện tại Địch Tổng có việc, một lát nữa bảo Địch Tổng gọi điện cậu nha. Có phải là số này không? À, hiện tại Địch Tổng có chuyện gì? À, bên kia điện thoại Vệ Lan nhảy thoát lên, cũng quên trước tiên phải nói tiếng chào với Trương Khác, cũng không che ống nghe, liền lớn tiếng nói. Điện thoại của Khác thiếu gia, cô cởi quần áo chưa, tôi mang điện thoại vào cho. Trương Khác nghe thấy tiếng cửa mở ra, rồi có tiếng nước xối, chẳng lẽ Địch Đan Thanh đang tắm? Thanh âm của Địch Đan Thanh luôn luôn chứa nhiều mị hoặc, không hiểu cô ta nói với người khác có phải như vậy hay không, nghe mà lòng nhũn cả ra. Sao lúc này Khác thiếu gia lại nhớ đến tôi nhỉ? Trương Khác thì lại đang suy nghĩ bên kia Địch Đan Thanh cởi đồ chưa, đang nửa che nửa hở, hay thân thể trần truồng. Chương 621, cuộc sống đơn giản. Có chuyện muốn chị hỗ trợ, nhất thời cũng nói không rõ lắm, hay là chờ chị tắm xong, sau đó gọi lại cho tôi đi. Khác thiếu gia có ở tỉnh thành không? Địch Đan Thanh ở bên kia điện thoại hỏi. Đang ở đây, mới từ bên ngoài về kiến nghiệp. Tôi tắm là chuẩn bị đi tỉnh thành ngay đây, muốn có chỉ thị gì, chờ tôi đến tỉnh thành rồi Khác thiếu gia mới hạ đạt cho đi. Được rồi. Cũng không hiểu chiều chủ nhật Địch Đan Thanh đến tỉnh thành sẽ có chuyện gì, từ Tân Vu ngồi xe qua đây phải hơn 4 giờ. Chị qua đây rồi đến thẳng cửa Nam Đại học Đông Hải thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi mời chị ăn tối. Treo điện thoại, Trương Khác đứng lên đi về hướng ký túc xá. Mấy ngày trước ném xe ở ký túc xá nữ, ngày hôm sau đi tìm thì đã không cánh mà bay. Hiện tại chỉ có thể quốc bộ về ký túc xá thôi. Cuối thu, chiều chủ nhật ánh nắng ấm áp, gió nhẹ từ mặt hồ Yến Quy thổi tới cũng không mang theo mùi gai mũi như trước, đi dưới bóng cây ngô đồng sum suê, được nhìn mấy em nữ sinh thanh xuân xinh đẹp thỉnh thoảng đi qua, đi bộ thế này cũng không tính là quá khó chịu. Phía đông vườn trường là khu sinh hoạt, ký túc xá sinh viên chưa tốt nghiệp, ký túc xá nghiên cứu sinh, cùng nhà trọ, 4 căn tin học sinh, căn tin nhân viên trường, phòng tắm học sinh, phòng nước sôi, cửa hàng, sân tennis, sân vận động, tất cả đều tập trung ở khu này. Tuy nhiên tập trung nhất vẫn là phía đông chân núi Hợp Hoan, 2 căn tin lớn nhất, phòng tắm, phòng nước sôi, còn có tường gián áp, phích dài nhất của Đại học Đông Hải đều tập trung ở đó. Đi tới tường gián áp. Đang là thời gian phòng nước sôi cung cấp nước, rất nhiều học sinh cầm theo ấm nước đứng ở trước tường tìm tin tức hữu dụng hoặc thú vị, các loại vũ hội của học sinh thông báo đều sẽ dán lên tường áp, phích. Trương Khác cũng thảnh thơi đứng ở trước tường xem lướt qua. Trên tường dán rất nhiều áp, phích chiêu tân của các tổ chức học sinh, như báo trường, báo đoàn, đài truyền hình trường, radio trường, hội sinh viên, hiệp hội leo núi, hiệp hội vũ đạo. Kiếp trước Trương Khác tại Đại học Đông Hải không muốn chịu cơn giận không đâu của người khác, nên tự mình tổ chức một hiệp hội cờ vây, chỉ cần thu nhận học sinh hội viên vượt qua số người nhất định, chủ đề của tổ chức cũng đủ tính tích cực hướng lên. Đoàn ủy trường trên cơ bản đều sẽ cho thông qua, cũng cung cấp một nơi hoạt động, còn có kinh phí hoạt động nhất định. Tuy nhiên mục đích của Trương Khác vẫn là từ chỗ hội viên hiệp hội lừa gạt chút phí hội viên để mọi người cùng nhau vui chơi giải trí, trải qua thời gian đại học vui vẻ. Đứng ở trước tường nhìn áp, phích dán đầy, thấy trên con đường phía bắc đi thông đến phòng nước sôi, người đến người đi, 3 giờ chiều phòng nước sôi chính thức cung cấp nước, ngày hôm nay chủ nhật, rất nhiều học sinh đều gần đến giờ này lại lấy nước. Nhìn cảnh này, Trương Khác mỉm cười, nhớ tới một việc thú vị. 4 căn tin học sinh của Đại học Đông Hải, đến căn tin học sinh ăn cơm chưa hẳn có thể xem hết qua vẻ đẹp thanh xuân của Đại học Đông Hải. Nhưng năm 97... Trong vườn trường Đại học Đông Hải chỉ có một phòng nước sôi, muốn lấy nước đều phải đến bên này. Đại đa số con gái đến phòng nước sôi lấy nước đều có thời gian cố định. Tốt rồi, bạn muốn nhìn ai, cứ cầm theo bình nước nóng đúng giờ đến phòng nước sôi ôm cây đợi thỏ là được. Việc chăm chỉ nhất của nam sinh Đại học Đông Hải chính là đến phòng nước sôi lấy nước, thông thường ký túc xá chỉ có 3 cái bình thủy không, nhưng lại có 4 người muốn tranh nhau đi lấy nước. Chỉ có đem một bình thủy khác đổ hết nước đi rồi cùng đem qua. Trong tay không sách gì mà xuất hiện ở phòng nước sôi, ý đồ đó quá rõ ràng rồi. Chung quy có chút không được tự nhiên. Đến năm 2000, trường học làm một quyết định cực độ ngu xuẩn, nói là thông cảm cho cảnh chen chúc ở phòng nước sôi, nên tại khu ký túc xá nữ xây thêm một phòng nước sôi nữa. Quyết định này quả thật là ngu không ai bằng,
Ai có thể đi hết hơn một dặm đường chạy đến ký túc xá nữ ở Đông Nam lấy nước. Thánh địa duy nhất cứu giúp nam sinh Đại học Đông Hải cũng dần dần suy vong. Sau đó, bình nước nóng trong ký túc xá từ 8 cái biến thành 6, lại từ 6 cái biến thành 4, cuối cùng chỉ có 2 cái kiên trì đến tốt nghiệp. Trương Khác thật không có cơ hội mỗi ngày đến phòng nước sôi lấy nước, lộ tuyến ký túc xá của họ trải qua cải tạo đặc biệt, ấm điện, tủ lạnh, đều có thể chịu tải, lúc này lại cầm bình thủy đến phòng nước sôi đi lấy nước, chưa hẳn thú vị lắm. Nhìn Trần Phi Dung cầm bình thủy đi tới, Trương Khác nghĩ thầm Đại học Đông Hải sẽ có bao nhiêu nam sinh vì cô mà cầm bình nước nóng đến phòng nước sôi một chuyến đây. A, à. Trần Phi Dung chợt nhìn thấy Trương Khác đứng ở trước tường áp, phích xem, mặt bỗng đỏ lên. Cô giật mình dừng chân lại. Xoay mặt đi, giả bộ nghiêm trang nhìn áp, phích trên tàng. Trương Khác thấy Trần Phi Dung da trắng mịn, gương mặt như trải thêm một tầng phấn, nhiễm một tầng hồng nhạt, càng thêm thanh thuần xinh đẹp. Cô có khí chất ưu nhã mà tươi sáng, thấy mặt cô đỏ đến lạ lùng, mới cười hỏi. Có phải làm chuyện gì đuối lý không hả? Không có. Trần Phi Dung khẽ nói, con mắt cũng không chuyển qua. Vậy tôi đến trước ký túc xá của bạn xem. Trương Khác lại cười nói. Hả? Trần Phi Dung kinh ngạc nhìn Trương Khác một cái. Rất tò mò y có thể vừa đoán chúng ngay, cười có vẻ áy náy, nói. Đường Thanh gửi thư qua, còn nói đến việc lần trước mua bong bóng. Vừa lúc hôm nay cùng bạn đi dạo phố, lại mua 7 cái bong bóng rồi, còn chưa có tìm bạn đòi tiền khí cầu đâu. Bạn? Trương Khác nhe răng nhếch miệng. Giơ nắm tay về hướng Trần Phi Dung. Trần Phi Dung thản nhiên cười. Mình cũng được người ta nhờ vả thôi. Lễ Quốc Khánh Đường Thanh sẽ trở về, khi đó bạn ở đâu? Trương Khác hỏi. Cách Quốc Khánh chỉ còn một tuần, tân sinh quân huấn cũng kết thúc trước Quốc Khánh. Nhưng Đỗ Phi một lòng với việc mở tiệm nét, người khác thì không đi, chỉ có Đường Thanh và Thịnh Hạ cùng nhau đến kiến nghiệp. Mình cũng không biết nữa, đến lúc đó lại nói đi. Trần Phi Dung không nói rõ việc cô đã hẹn với Đường Thanh gặp mặt tại kiến nghiệp, giơ lên bình nướng nóng trong tay. Hả, muốn mình lấy nước hộ hả? Cũng được. Ai thèm, mình nói bạn không có việc gì nữa thì mình đi lấy nước đây. Trần Phi Dung cười nói. Hiện tại bạn ác danh khắp Đại học Đông Hải, mình cũng không quen bạn đâu. Trương Khác giang hai tay, không biết Trần Phi Dung sao lại cùng bạn học của cô giải thích chuyện số bong bóng kia. Trở lại ký túc xá, cũng không thấy bóng của Đỗ Phi đâu. Gọi điện thoại cho hắn, mới biết hắn với Mông Nhạc đang ở tiệm Net Whistle. Cũng không biết hai ngày này họ nói chuyện thế nào, nói như vậy là hắn đã chính thức kéo Mông Nhạc vào hố rồi. Mở máy vi tính, hai ngày này có gọi điện thoại cho Đường Thanh, nói với cô mình tại Huệ Sơn, Đường Thanh cũng không gửi email tới nữa. Cũng là có mấy người Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe gửi email công vụ qua báo cáo công tác. Trương Khác xem sơ qua một chút, không có chuyện gì đặc biệt phải quan tâm. Trương Khác chỉ reply lại một email đã đọc, coi như là xử lý xong sự vụ tích lũy hai ngày nay. Chương 622, gặp nhau trong phòng đọc. Trương Khác thấy trên bàn học đặt tấm thẻ sinh viên, thẻ mượn sách mới làm, chắc là hai ngày nay cùng gửi tới. Đã hẹn với Địch Đan Thanh tới kiến nghiệp gặp mặt, thấy thời gian còn sớm, Trương Khác nhét vào miệng hai cái bánh mì, cầm theo một lọ nước ngọt đến thư viện. Bất cứ lúc nào, Trương Khác cũng không thích quy củ ngồi vào phòng học nghe người khác giảng bài, y càng tốn nhiều thời gian hơn ở phòng đọc thư viện. Mặc dù phòng đọc của Thư viện Đại học Đông Hải có cảm giác rất cổ xưa, cũng không lớn, song nó có thể cung cấp lượng sách rất phong phú, đặc biệt là một số tác phẩm lượng bảo tồn rất nhỏ, cũng chỉ có ở trong phòng đọc mới có thể tìm được. Vừa ngồi xuống thì quên luôn thời gian, khi qua đây đã nhét vào bụng hai cái bánh mì nên không cảm thấy đói. Chỉ chờ Địch Đan Thanh đến kiến nghiệp sẽ gọi điện thoại qua, Trương Khác cũng không cần nhớ đến thời gian. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời chiều xuyên qua giàn nho ở hậu viện phòng đọc cùng cửa sổ thủy tinh phía sau chiếu vào chiếc bàn dài, cảm giác được phía trước hơi tối, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Phi Dung đang cầm một sấp sách đứng ở đối diện. Đọc sách đã lâu, cảm giác cả người sẽ trở nên hơi chậm chạp, có thể nói đây là một cái cớ. Trần Phi Dung mặc áo sơ mi ngắn tay đứng trong ánh nắng rực rỡ buổi chiều tà, da thịt trắng trẻo hình như cũng tỏa sáng, miệng khẽ nở nụ cười, khiến ánh mắt cô càng sáng đẹp hơn, toàn thân toát ra khí tức thanh thuần của mùa xuân, khiến người vừa nhìn cũng không muốn phục hồi tinh thần lại. Nhìn ánh mắt của cô hình như muốn biết, sách gì mà làm cho Trương Khác mê mẩn như vậy.
bạn đến rồi à? Trương Khắc cảm thấy những lời này của mình hơi khờ, chưa hề hẹn gặp Trần Phi Dung tại phòng đọc, nói những lời này không hề có nghĩa, Trần Phi Dung chắc là ăn cơm tối ở canteen xong mới đến đây trực đêm tự học. Cuộc sống của Trần Phi Dung ở trong Đại học Đông Hải rất đơn giản, canteen, thư viện, phòng học, ký túc xá, có đôi khi sẽ cùng một đám bạn ký túc xá đi dạo phố. Nếu không phải cố gắng liên hệ, hầu như Trương Khắc không có cơ hội gặp được cô ở trong vườn trường. Trần Phi Dung đặt sách xuống, kéo một cái ghế ngồi đối diện Trương Khắc. Rất ít khi thấy bạn ở chỗ này đấy. Không phải là rất ít, phải nói là trước đây sẽ không thấy qua. Trần Phi Dung cũng không phải mỗi ngày đều kiên trì qua đây, Chu Nhị Chu Ngũ ban đêm đều có tiết, cũng không thể xác định Trương Khắc có phải căn bản chưa từng xuất hiện qua ở phòng đọc không. Trương Khắc đẩy thẻ mượn sách ở góc bàn, đặt dưới điện thoại di động ra giữa bàn. Vừa mới gửi tới. Y vẫn nguyện ý đốt thời gian ở thư viện, ở đây không khí an tĩnh, rất thích hợp xem vài thứ, suy nghĩ một số vấn đề. Mình cũng coi như một đứa trẻ rất thích đọc sách. À, Trần Phi Dung nhớ tới mình cũng rất lâu mới lấy được thẻ mượn sách, lại nghĩ đến sau này Trương Khắc bình thường đến phòng đọc, chẳng phải sẽ bình thường gặp phải Y. Nghĩ tới đây cô liền an tĩnh lại, không nói gì nữa, bắt đầu mở sách ra xem. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn. Hình như có mấy nam sinh đang cầm sách muốn đi qua đớ nhếch miệng cười, ném hai quyển sách vào hai chỗ ngồi hai bên Trần Phi Dung để chiếm chỗ, cũng không để ý đám nam sinh ném qua ánh mắt tức giận. Thấy Trần Phi Dung hiểu ý mỉm cười, Trương Khắc cũng an tĩnh xem sách của mình. Đèn trong phòng sáng lên, bất chi bất giác ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông sâu. Có một nam sinh đi tới, ném một con hạc giấy lên cuốn sách trên tay Trần Phi Dung. Trần Phi Dung giật mình. Quay đầu lại thì nam sinh kia đã lỉnh đến một bên rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, hình như là khát vọng Trần Phi Dung mở con hạc giấy kia ra đọc nội dung bên trong. Trần Phi Dung cau mày, hơi bĩu môi, có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Khắc, liền ném con hạc giấy ra giữa bàn. Trương Khắc nghiêng đầu nhìn nam sinh kia một cái, rồi đưa tay cầm lấy con hạc giấy mở ra xem, trên đó viết thơ. Người ơi, chỉ mong chúng ta là đôi chim trắng trên đầu ngọn sóng. Trên sao băng vẫn chưa rơi, chúng ta đã không còn thích vẻ lóng lánh của nó. Trương Khắc cầm bút viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau, rồi đưa cho Trần Phi Dung xem. Trần Phi Dung nhìn bật cười, áp hai bàn tay lên đôi môi mình, muốn cầu xin Trương Khắc giúp mình trả lại bức thư tình vô vị này cho nam sinh kia. Trương Khắc gãi gãi đầu, bén gấp lại tờ giấy thành hình con hạc, rồi đi tới nam sinh vẫn đang khẩn trương nhìn chăm chú vào bên nà an ủi vỗ vai hắn. Đặt con hạc giấy vào trong tay hắn rồi đi trở về. Cậu nam sinh kia chắc có lẽ thấy Trương Khắc viết nguyên thơ bằng tiếng Anh lên mặt sau thì đỏ mặt cầm sách đi ra ngoài, cũng quên những sách này là của phòng đọc. Máy cảm ứng vang lên tu tu, học sinh trong phòng đều kinh ngạc nhìn qua, không hiểu đã xảy ra việc gì. Nhưng lại làm cho cậu nam sinh càng hoảng hốt, hai ông thầy trong phòng đọc cả ngày không có việc gì, cho rằng bắt được ăn trộm sách, liền hưng phấn đứng lên. Cản nam sinh kia lại không cho hắn đi ra ngoài. Trần Phi Dung mím môi cố nén không cười, cũng sợ nam sinh kia lúng túng, mắt chỉ nhìn vào trang sách. Chỉ đến khi nam sinh kia giải thích rõ ràng rồi mấy ông thầy mới cho đi. Trần Phi Dung thở dài một hơi, lại như đang duỗi người, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với chuyện vừa rồi xảy ra. Trần Phi Dung cố ý chạy đến chỗ giá sách tìm tuyển tập thơ của Diệp Chi. Khẽ thì thầm bài, bạch điểu, nhớ tới Đường Thanh nói Trương Khắc trong mưa cùng cô đọc thơ, khóe môi nở nụ cười yếu ớt, không muốn ảnh hưởng người khác, khi nói còn duỗi đầu ra giữa bàn. Sao bạn lại nhớ nguyên thơ tiếng Anh? Trương Khắc vỗ vỗ bên hông, cười cười, ghé sát đầu tới nói nhỏ với Trần Phi Dung. Mình đã nghĩ, không có có chút tài năng, đến Đại học Đông Hải sao làm ăn gì được. Thật đáng thương, có chút tài năng căn bản không có đất dụng võ, ác danh đã truyền khắp Đại học Đông Hải. Hiện tại mình cũng chẳng được người khác thừa nhận cái danh gì rồi. Hi hi. Trần Phi Dung cười khẽ, nhớ Trương Khắc đến bây giờ còn chưa ăn cơm tối, hỏi y. Khi mình qua đây, hình như bạn đã ngồi lâu rồi, chưa thấy bạn ra ngoài ăn cơm tối. À, gặp bạn ở chỗ phòng nước sôi, sau đó trở về ký túc xá một chút. Trương Khắc sờ sờ bụng, trước khi tới đây có nhét vào bụng hai cái bánh mì, lúc này quả thật cũng đói bụng. Y cười giải thích cho Trần Phi Dung. Tôi có người từ Tân Vũ tới, phải đợi người ta qua đây cùng nhau ăn cơm mới được. Nên mình mới chờ cho tới bây giờ. Y nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Chắc cũng sắp đến rồi.
Cũng trùng hợp, mắt vừa mới chuyển qua góc điện thoại di động thì điện thoại di động vang lên, cầm lấy thì quả nhiên là điện thoại của Địch Đan Thanh. Trương Khắc chạy ra lối đi nhỏ ngoài phòng đọc tiếp điện thoại. Alo, cô đến cửa Nam Đại học Đông Hải chưa? À, tôi đã vào trong trường rồi, đang ở bên Hồ Tử Hà lo liệu thủ tục vào ở đây. Hồ Tử Hà là một hồ nước nhỏ bên góc Tây Nam trong trường Đại học Đông Hải, nhà khách trong trường nằm phía Tây Hồ. Trương Khắc không biết vì sao Địch Đan Thanh đến kiến nghiệp làm việc còn muốn ở khách sạn chiêu đãi của Đại học Đông Hải, liền nói y muốn đi qua đó. Chương 623, có thể làm bạn học. Treo điện thoại chạy về phòng đọc, muốn sắp lại đống sách trên bàn vào giá, Trần Phi Dung nói. Bạn có việc thì đi trước đi, sách thì để đó mình dọn giúp cho. Vậy được rồi, cảm ơn. Chờ tới bây giờ quả thật cũng đói đến mềm người, Trương Khắc tính vừa gặp Địch Đan Thanh thì tìm một chỗ ăn cơm. Chạy đến khách sạn ở Hồ Tử Hà, cách cánh cửa thủy tinh, thấy Địch Đan Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, dưới ánh đèn khuôn mặt trắng nõn quyến rũ mà xinh đẹp, có mặc áo sơ mi trắng vạt nghiêng, tay ngắn. Hông cột đai lưng rộng màu đen, hơi cúi người, mắt hình như đang chăm chú vào mũi giày cao gót màu tím để giết thời gian. Không thấy những người khác, Trương Khắc thì hơi khó hiểu, còn tưởng rằng Vệ Lan sẽ như hình với bóng với cô chứ. Trương Khắc đi lên bậc thang, Địch Đan Thanh mới nhìn thấy hắn liền đứng lên, khẽ nhếch môi kiều diễm, thân sắc mừng rỡ dục lộ ra lại cất đi đó, chung quy khiến người nhìn mà thoải mái trong lòng, lúc này mới nhìn thấy cô mặc váy ngắn màu lam, cả dáng dấp như một mỹ nhân trong bộ chức nghiệp gợi cảm xinh đẹp. Mặc dù trước ngực áo có may nếp uốn, song vẫn có thể nhìn ra quy mô không nhỏ trước ngực. Sao chỉ đến có một mình? Trương Khắc khó hiểu hỏi cô. À, xe của công ty về kiến nghiệp, tôi bảo tài xế lái xe đưa thẳng tôi đến đây. Không có những người khác, lẽ nào Khắc thiếu gia còn chờ mong có người khác sao? Địch Đan Thanh cười lên rất quyến rũ, Trương Khắc chỉ bĩu môi. Nữ nhân này ở Tân Vu cũng không ai dám trêu chọc. Tôi có thể chờ mong ai? Trương Khắc cười cười. Tôi đói bụng muốn chết đây, nhanh tìm chỗ ăn cơm đi. Nếu như nói phía đông chân núi Hợp Hoan là khu sinh hoạt chủ yếu của Đại học Đông Hải, vậy xung quanh Hồ Tử Hà là khu sinh hoạt xa hoa của Đại học Đông Hải. Không chỉ có khách sạn chiêu đãi trong trường ở nơi này, trung tâm phục vụ ngoại vụ của Học viện Giao lưu Quốc tế cũng ở đây, sinh viên Đại học Đông Hải thường gọi trung tâm phục vụ ngoại vụ là khu nhà lưu học sinh. Đây chắc là nơi cư trú có điều kiện tốt nhất trong trường Đại học Đông Hải. Nhưng Trương Khắc không muốn dính dáng với người nước ngoài, nên thà rằng phiền phức chút. Cũng muốn cắm ký túc xá vào trong khu nhà nghiên cứu sinh. Bên cạnh khách sạn chiêu đãi có một quán cơm Tây rất ngon, chủ yếu bán cho lưu học sinh, rất nhiều giáo sư của Đại học Đông Hải cũng đều thích đến đây dùng cơm. Quán cơm Tây lúc này còn chưa kết thúc một ngày kinh doanh, Trương Khắc dẫn Địch Đan Thanh đi vào quán cơm, bên trong còn có nhiều người đang dùng cơm, thấy được Chu Cẩn Tỳ, Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia còn có Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường ngồi ở một nơi dùng cơm. Cầm dao nĩa nói chuyện rất vui vẻ. Hôm nay cuối tuần, Tạ Hán Tịnh đang ở kiến nghiệp, liền kéo Tạ Ý đến trường học thăm con gái hắn, thuận tiện mời viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với chủ nhiệm khóa của Tạ Tử Gia là Ngụy Đông Cường cùng nhau ăn cơm. Đó cũng là việc hết sức bình thường, Tạ Tử Gia trông bộ dạng rất nhu thuận, đúng như một cô con gái ngoan. Mọi người dường như đều rất ăn ý rời tầm mắt từ trên người đối phương, chỉ có trên mặt Ngụy Đông Cường có chút kinh ngạc nhìn Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đi vào. Thôi Quốc Hằng cũng không nhận ra Trương Khắc, chỉ là dung nhan của Địch Đan Thanh rất xinh đẹp, ánh mắt nhìn không được dừng lại một hai giây trên gương mặt xinh đẹp và vóc người động nhân của cô rồi mới rời đi. Ngụy Đông Cường ghé đến bên tai Thôi Quốc Hằng nói mấy câu, Thôi Quốc Hằng mới lần thứ hai kinh ngạc quan sát. Trương Khắc nhìn như không thấy việc này, cũng là nhân viên do sinh viên làm công chạy tới an bài chỗ trồi. Trương Khắc đi tới một góc khác của nhà hàng, cùng Địch Đan Thanh ngồi xuống. Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý đều là nhân vật nổi tiếng của thương giới Đông Hải, huống chi lại là nhân vật đối lập trận doanh của Cẩm Hồ, Địch Đan Thanh tự nhiên nhận ra. Cô không biết Tạ Tử Gia, cũng không biết Chu Cẩn Tỳ, tự nhiên liền hiếu kỳ hai người họ vì sao ngồi ở nhà hàng trong trường Đại học Đông Hải. Thấy trong ánh mắt xinh đẹp của Địch Đan Thanh không áp chế được vẻ hiếu kỳ, Trương Khắc cười giải thích thân phận của Tạ Tử Gia, Chu Cẩn Tỳ. Địch Đan Thanh cười nói. Khắc thiếu gia cứ xài chút thủ đoạn. Câu hồn của cô nương người ta đi, xem Tạ Hán Tịnh làm gì được cậu. Stop! Trương Khắc cười nói. Có cần tôi tự mình hy sinh sắc tướng không?
lại hỏi Địch Đan Thanh. Chị đến Kiến Nghiệp có chuyện gì, sao lại ở trong khách sạn chiêu đãi của trường học tôi? Còn không phải là muốn ở gần Khác Thiếu gia cậu hơn sao? Tôi xin. Trương Khác vỗ tay cầu xin. Một thiếu niên nhiệt huyết thanh xuân như tôi sao chống lại chị câu dẫn được? Tôi lại không tin Khác Thiếu gia là loại người đó đâu. Địch Đan Thanh cười mị hoặc, vuốt tóc trên trán qua sau vành tai, tư thái đúng là quyến rũ. Thôi ý tôi, Khác Thiếu gia sẽ là người đem hồn phách, xương thịt của nữ nhân đều nuốt vào bụng rồi sẽ không nôn ra. Cho nên tôi mới không đưa con bé Vệ Lan qua đây. Trương Khác bó tay, bên người nhiều mỹ nhân, cho dù thời gian rất lâu không gặp mặt, cũng chỉ có Địch Đan Thanh dám lấy lời nói tấn công mình. Nhìn bộ dáng phong tình vô biên của chị ta, nhìn qua diễm lệ vô song, mê hoặc cả nhân viên trong nhà hàng thất hồn lạc phách. Trương Khác rất muốn đứng lên báo cho hai nhân viên đứng ở bên cạnh rằng, Địch Đan Thanh tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm họ không thể trêu vào. Y quả thật không dám mồm mép láo lỉnh với Địch Đan Thanh, cười cười, xem như là chịu thua, lại đưa một quyển thực đơn tới trước mặt để chị ta chọn món. Chọn món xong, Địch Đan Thanh nói ra mục đích lần này cô tới Kiến Nghiệp. Thượng tuần tháng 10 phải tham gia cuộc thi nhập học của lớp mậu dịch Đại học Đông Hải, lần này qua đây là tham gia ban huấn luyện trước khi thi do Đại học Đông Hải tổ chức, nên đến phiên Khác Thiếu gia có chuyện gì thì cứ tìm tôi. Thế hả, vậy sau này chúng ta là bạn học rồi. Thật ra nghĩ đến Địch Đan Thanh làm bạn học của mình, y vẫn thoáng cảm thấy đau đầu. Lớp mậu dịch là tục xưng của lớp MBA mùa xuân của Đại học Đông Hải, thượng tuần tháng 10 tham gia cuộc thi thống nhất, sau một tháng mới nhập học. Đa số nhân viên tại chức lựa chọn, cuộc thi nhập học đơn giản hơn lớp MBA mùa thu, nhưng lại không nghĩ đến Địch Đan Thanh cố tình đột phá bản thân tới học MBA. Lớp MBA do Học viện Thương mại Quốc tế Đại học Đông Hải liên hợp với Viện Nghiên cứu Sinh tổ chức, bắt đầu từ năm 94, cũng là một trong những nơi huấn luyện MBA có giá trị nhất trong nước. Còn chưa biết có thi đỗ hay không nữa, nhiều năm không học rồi. Địch Đan Thanh hỏi. Mà có chuyện gì, Khác Thiếu gia còn chưa nói đâu đấy. Cao trung Địch Đan Thanh đã bỏ học đi lên con đường nhân sinh đầy khúc chiết đó, tuy nói MBA chiêu sinh rất chú trọng kinh nghiệm công tác của học viên, nhưng cô có lòng tin ghi danh vào MBA của Đại học Đông Hải. Nói cô mấy năm nay không chạm qua sách vở, Trương Khác cũng không tin. Nhưng sự tình thì không thích hợp lúc này làm phiền Địch Đan Thanh đi làm, Trương Khác nói. Bỏ đi, chuyện đó chắc tôi để người khác đi làm thôi. Gạch dưới 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 gạch dưới. Chương 624, gặp mặt ngoài ý muốn. Việc của Khác Thiếu gia là gấp rút muốn hoàn thành sao? Xem như là vậy đi. Trương Khác nói cho Địch Đan Thanh việc y muốn hy vọng thông qua khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ quyên tặng 20 triệu. Vốn dự định nhờ chị giúp chi khoản tiền này, lúc này thì không thể làm lỡ thời gian của chị rồi. Khác Thiếu gia tín nhiệm tôi không? Địch Đan Thanh hỏi. Cái gì tín nhiệm không tín nhiệm, sự tình làm tốt thì có tín nhiệm. Làm hư chuyện, tín nhiệm lớn thế nào cũng phải suy giảm. Vậy tôi đề cử một người với Khác Thiếu gia. Người này đã làm trong giáo dục kỹ thuật nghề nhiều năm, là hiệu trưởng của trường trung học nghề cao cấp trong TP, Tân Vu, tại Tân Vu đức cao vọng trọng, chắc hẳn Phó Thị trưởng Trương cũng có nghe nói qua. Công tác huấn luyện kỹ thuật nghề sơ cấp, có thể mượn cơ sở vật chất, giáo viên của Tân Vu đi tiến hành. Khoản quyên góp này trao cho TP, Tân Vu, để trong thành phố thành lập một tài khoản chuyên môn quản lý là được. Mặt khác, việc trường du lịch cũng có thể thao tác như thế, sự tình sẽ đơn giản hơn nhiều. Tài chính của tài khoản chuyên môn có Phó Thị trưởng Trương nhìn sát sao, chung quy không xảy ra rắc rối lớn. Có người quen thuộc tình huống luôn dễ xử lý, nếu Địch Đan Thanh đề cử nhân tuyển, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cô. Trương Khác gật đầu, nói. Vậy được rồi, chuyện này có lẽ phải nhờ chị hỗ trợ. Địch Đan Thanh vuốt tóc bên cạnh tóc mai, cười buồn bã, bất giác vẻ tiêu hồn thực cốt thu đi không ít, nhưng trong quyến rũ lộ ra khí ưu nhã. Lại đặc biệt có một loại ma lực mị hoặc khác. Khác nhìn nao nao, hỏi cô. Sao thế? Sao cái gì? Trước sau cho người khác cái cảm giác không như nhau. Có sao, Địch Đan Thanh lại cười quyến rũ. Trương Khác gật đầu. Lại khôi phục lại rồi. Trong số nhiều mỹ nhân quen biết, chỉ có Địch Đan Thanh có thể phát huy mị lực tự mãn của nữ nhân đến mức tận cùng, có phong tình tận xương.
Điều này có lẽ quan hệ rất lớn với nhân sinh mà cô trải qua. Hứa Tư là vẻ đẹp u buồn, nét phong tình của Vãn Tình cũng là thu liễm mà thanh nhã. Ha ha! Địch Đan Thanh che môi cười ra tiếng. Khác thiếu gia nhìn phụ nữ cũng tỉ mỉ thật đấy, tôi cũng không biết tôi có chỗ nào khác nữa. Cô đương nhiên có thể ý thức trong nháy mắt đó, sự rung động của quả tim, chỉ là không muốn thừa nhận ở trước mặt tiểu nam nhân này thôi. Nói cậu ta là loại người đem hồn phách, xương thịt của phụ nữ nuốt hết, cả bã cũng không nhổ ra, cũng không phải là tùy tiện nói thế. Địch Đan Thanh bước vào xã hội, nhân vật tiếp xúc qua vô số kể, ai có thể vào thời gian mùa hạ cho cô trùng kích cường liệt mà phức tạp như thế chứ? Cô cũng thật sự sợ cô nàng Vệ Lan kia hãm sâu vào trong. Nhân vật như Trương Khác, sao lại vì một tiểu nhân vật như họ mà lưu luyến chốc lát? Trương Khác đói meo rồi, y chọn súp, mì ý, cá sốt cà, vừa đưa lên liền cắm đầu ăn. Địch Đan Thanh có lẽ vẫn phải bảo trì tư thái yêu nhã của phụ nữ. Ăn được giữa bữa thì điện thoại di động ở góc bàn vang lên, là Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ tiệm nét trở về, hỏi Trương Khác đang ở đâu. Trương Khác liền bảo họ trực tiếp chạy tới quán cơm Tây bên này. À, tôi còn nói ai có thể làm cho Trương Khác dở trời đến quán cơm Tây ăn chứ, thì ra là chị Địch qua đây. Đỗ Phi ở bên ngoài nhà hàng thấy được Trương Khác và Địch Đan Thanh đang ngồi ở bên trong ăn cơm, giúp Mông Nhạc giới thiệu. Mông Nhạc, học trưởng năm 3 của Học viện Thương mại Quốc tế, đây là chị Địch, còn nói dẫn mày đến Tân Vu chơi mới có thể nhìn thấy chị Địch đấy. Trương Khác quay đầu lại vẫy tay gọi nhân viên đưa thực đơn cho bọn Đỗ Phi chọn món. Họ mới từ tiệm nét đổi ca trở về, chắc là chưa có ăn tối. Mông Nhạc thấy Địch Đan Thanh xinh đẹp ngời ngời thì đã hơi lơ mơ. Như mấy người Trần Phi Dung, Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông, đẹp thì đẹp rồi, nhưng cũng chỉ có thể quy vào trong phạm trù tiểu mỹ nhân, nét đẹp trên người họ là nụ hoa đợi nở rộ, có hơi thở thanh xuân thấm vào ruột gan, cũng không bằng vẻ xinh đẹp cùng với phong tình tận xương tủy của Địch Đan Thanh, làm cho người ta chịu phải lực trùng kích rất mạnh. Đương nhiên, khiến Mông Nhạc phải há hốc mồm là sao phụ nữ mà cô Trương Khác này tiếp xúc toàn là thiên tư quốc sắc. Ngớ người rồi hả? Trương Khác cười cười, giúp kéo ra cái ghế cho Mông Nhạc ngồi vào bên cạnh y. Ặc. Mông Nhạc xấu hổ cười vì sự thất lễ của mình, tiếp theo Đỗ Phi khẽ gọi. Chị Địch. Đỗ Phi ngồi ở bên cạnh Địch Đan Thanh, sau khi ngồi xuống mới phát hiện ra nhóm Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Tạ Tử Gia đang ngồi ở một góc khác trong nhà hàng, kinh ngạc. Này. Tay chỉ phía sau Trương Khác, hỏi y. Mày vào đây có nhìn thấy họ không? Trương Khác cũng không quay đầu lại nhìn, gật đầu cười nói. Ừ, họ vào đây trước rồi. Mông Nhạc khó hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn không nhận ra Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý, Thôi Quốc Hằng, Viện trưởng Học viện Thương mại Quốc tế cùng với các thầy trong lớp kinh tế học của hắn, hắn chung quy không thể coi nhẹ không gặp. À, Viện trưởng Thôi, giáo sư Chu cũng ăn cơm ở đây sao? Hắn còn sợ bọn Trương Khác không nhận ra Chu Cẩn Tì. Chu Cẩn Tì là giáo sư dạy kinh tế học, tụi mày học kinh tế, chắc chắn phải qua tay ông ấy. Có cần đi qua chào hỏi một tiếng không? Trương Khác cười cười, nói. Mình mày qua được rồi. Trương Khác cùng với Đỗ Phi có thể giả bộ ngại ngùng, giả bộ không nhận ra, nhưng Mông Nhạc liên tục hai khóa đều là chủ tịch hội sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế, gặp phải Thôi Quốc Hằng cũng không đến chào hỏi, thì quá không biết đạo lý đối nhân xử thế rồi. Mông Nhạc đi qua. Trương Khác từ trong ánh mắt Đỗ Phi là có thể thấy có người theo Mông Nhạc đi qua đây. Chắc là Ngụy Đông Cường, cũng không biết Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý có nhìn qua bên này hay không. Trương Khác cầm lấy ly nước chanh bên góc bàn uống một ngụm, lại làm bộ vô ý nghiêng đầu nhìn Ngụy Đông Cường, tỏ vẻ kinh ngạc. Ôi, chủ nhiệm Ngụy cũng ăn cơm ở đây ạ. Địch Đan Thanh che miệng cười, hình như vừa rồi Trương Khác quả thật không thấy người của bàn kia vậy. Viện trưởng Thôi đang ở đó. Mọi người cũng qua chào hỏi một tiếng đi chứ. Ngụy Đông Cường không dám nhìn Địch Đan Thanh nhiều, tầm mắt đặt ở trên mặt Trương Khác và Đỗ Phi. Ngụy Đông Cường đã đi qua đây, nếu như ngồi yên không để ý tới thì quả là bất cận nhân tình. Trương Khác cầm khăn ăn trên đầu gối ném lên mặt bàn, rồi nói với Địch Đan Thanh. Bọn em qua đó một chút sẽ trở lại. Trương Khác làm bộ thuần khiết vô hại ngại ngùng theo Ngụy Đông Cường đi qua, Ngụy Đông Cường giới thiệu Thôi Quốc Hằng. Đây là viện trưởng Thôi. Tiếp theo liền gọi một tiếng. Viện trưởng Thôi. Ngụy Đông Cường giới thiệu Chu Cẩn Tì, liền gọi một tiếng,
giáo sư Chu. Chương 625, kế hoạch tiệm Internet. Mông Nhạc không rõ, cũng nhìn không ra dị thường gì. Thôi Quốc Hằng thì lại hy vọng cô gái thành thục xinh đẹp đi cùng Trương Khác có thể đi cùng qua chào hỏi một tiếng. Chỉ có Trương Khác cùng Đỗ Phi đi qua, ông ta cũng gật đầu, rất lạnh nhạt ừ một tiếng. Đỗ Phi thì lại thiếu kiên nhẫn quan sát vẻ mặt của mấy người Tạ Hán Tịnh. Tử Gia cầm dao nĩa nhẹ nhàng đâm vào đôi môi đỏ tươi, ánh mắt một hồi dừng trên mặt Trương Khác, một hồi dừng trên mặt ba, anh mình, cùng với Chu Cẩn Tì, hình như chưa hề ý thức được sự xấu hổ của họ. Nụ cười yếu ớt trên khóe miệng cũng quá rõ ràng, hình như đổi lại nơi khác, chắc cũng có thể cười ha hả rồi. Ánh mắt rảo hoạt đảo qua một vòng, bỗng có vẻ rất hứng thú giới thiệu Trương Khác, Đỗ Phi cho ba và anh mình. Ba, anh, bạn Trương và bạn Đỗ là hot boy nổi tiếng vừa giàu lại còn trẻ ở Học viện Thương mại Quốc tế đấy. Tạ Hán Tịnh, Tạ Ý vẫn bảo trì vẻ mặt thản nhiên, lúc này cũng nhìn không được trở nên hơi cứng ngắc, thiếu chút nữa cũng phải tan vỡ rồi. Trương Khác cũng không ngờ vào lúc này Tạ Tử Gia lại đi hãm hại cha cô. Y cũng có cái cảm giác trở tay không kịp, gật đầu cười rất miễn cưỡng. Nụ cười giả dối trên mặt mọi người như thể dùng giấy để dán lên vậy. Trương Khác cùng Đỗ Phi xám xịt trở lại bàn, không muốn để cho Tạ Tử Gia có cảm giác vui vẻ xem kịch. Sau thì Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng chưa ăn cơm, vẫy tay gọi nhân viên tính tiền, rồi như lẩn trốn rời khỏi quán cơm Tây, cũng không quản bên Ngụy Đông Cường nghĩ thế nào. Ra khỏi quán cơm Tây, Địch Đan Thanh lại rất vui vẻ. Cười đến run rẩy cả người, chỉ vào Trương Khác nói. Các cậu biết giả bộ thật đấy, các cậu tiếp tục giả bộ. Cô bé kia, tôi thích. Vừa rồi cô cũng ở bên cạnh xem trò hay. Giả bộ sắp hết nổi rồi. Trương Khác cũng hết cách với Tạ Tử Gia, cô nàng này ngay cả cha mình cũng nể mặt. Mông Nhạc không hiểu chuyện gì. Sao hả, có phải mọi người đều quen nhau không vậy? Sao lại giả bộ không quen? Mọi người là oan gia. Trương Khác cười giải thích cho Mông Nhạc. Nhưng chắc hẳn họ không có dũng khí ở trước mặt thừa nhận chúng ta là oan gia của họ. Tao lại không thể lật bàn vung tay với họ, mọi người chỉ có thể làm bộ không quen nhau thôi. Giải thích như vậy, Mông Nhạc vẫn nghe không hiểu, có điều bạn bè đại học có một chỗ tốt, sẽ không truy vấn tận cùng bối cảnh gia đình của người khác, càng nhiều là giao du với nhau vì tính tình hợp nhau. Lửng thững đi về hướng căn tin của nhân viên trường, chỉ phải đến chỗ đó mà tiếp tục ăn cơm. Ở trên đường, Trương Khác cùng Đỗ Phi, Mông Nhạc nói đến nguyên nhân Địch Đan Thanh xuất hiện trong vườn trường Đại học Đông Hải, lại hỏi trong hai ngày mình đi, việc họ thảo luận mở tiệm Inte có kết luận sơ bộ gì chưa? Đỗ Phi nói, người có ý muốn mở tiệm Inte ở gần đây không phải ít, dù sao cơn sốt phòng game ở cửa Bắc rất nhiều người đều để ý thấy. Nhưng lúc này phí đưa Inte vào rất cao. Hơn nữa dù sao còn là sự vật mới xuất hiện, có thể rất nhiều người đều do dự, những thứ này đều chỉ là vấn đề thời gian. Tao và Mông Nhạc thương lượng, lúc này phải suy nghĩ đến cả việc tương lai ngành tiệm Inte sẽ cạnh tranh ồ ạt đưa vào. Trước đó Mông Nhạc từng có ý nghĩ thuê cả phòng máy trung tâm kế toán của trường vào giờ rảnh. Khả năng này cũng rất nhỏ. Thứ nhất chương trình học máy tính của các viện, các khoa sắp xếp rất chặt, thời gian rảnh còn thừa quá ít. Mặt khác các thầy cô của trung tâm kế toán cũng đều là người biết tận dụng triệt để mọi thứ, có chỗ tốt cũng sẽ không để cho người ngoài. Mà hình như thư viện cũng có kế hoạch mở phòng đọc điện tử. Ngày hôm qua tụi tao bớt chút thời gian đi làm chút điều tra, cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, suy nghĩ đến tiền thuê của các cửa hàng ngõ học phủ vào tương lai. Mở tiệm Inte ở ngõ học phủ cùng mở tiệm Inte ở đường Mã Liên hoặc địa phương khác có chi phí khác nhau rất lớn. Cũng ý thức được mở tiệm Inte ở ngõ học phủ không thể đem ánh mắt dừng ở cung cấp một nơi lên mạng, phục vụ chơi game. Có lẽ ngay từ đầu cần phải suy nghĩ đến vấn đề phân tầng đối tượng sử dụng. Trương Khác gật đầu, tiệm Inte xem như một sản nghiệp sẽ rất nhanh hưng khởi đồng thời sẽ nhanh chóng tiến nhập vào thời kỳ Hoàng Kim. Thời kỳ Hoàng Kim này cũng chỉ trong thời gian 7,8 năm. Trương Khác chỉ sợ tầm mắt lúc này của Đỗ Phi, Mông Nhạc có hạn, bố cục suy nghĩ quá mức hạn hẹp. Nghe được Đỗ Phi nói như vậy, họ xem như là sơ bộ tìm được con đường của ngành này rồi, Đỗ Phi cùng Trương Khác lăn lộn mấy năm nay, tầm mắt dù sao cũng phải cao hơn những người khác. Ăn bò bít tết ở tiệm cơm Tây bên Hồ Tử Hà, chạy đến căn tin nhân viên trường thì mỗi người chọn một phần mì xào, Địch Đan Thanh khẩu vị nhỏ, cũng có thể là vì bảo trì hình thể khêu gợi xinh đẹp,
chỉ gọi một L, on Fanta nghe bọn Đỗ Phi nói việc mở tiệm in tê. Vừa đến 9 giờ, học sinh ăn khuya còn chưa ùa qua, trong căn tin nhân viên trường cũng không nhiều, cũng tiện cho họ yên tĩnh bàn công chuyện. Trương Khác ở tiệm cơm Tây còn ăn chưa lửng dạ, cũng không cảm thấy mì xào ở căn tin nhân viên trường kém bỏ bít tết bao nhiêu, ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa nghe Đỗ Phi nói. Nghe Đỗ Phi suy nghĩ đến vấn đề phân tầng người sử dụng, biết họ xem như là đã sơ bộ tìm được con đường cho ngành nghề này rồi. Nếu nói tiền thuê cửa hàng của ngõ học phủ vào tương lai, quả thật sẽ không quá thấp, cửa hàng tầng thấp nhất, tiền thuê mỗi m bình phương mỗi năm cũng phải 1.000 đồng. Trương Khác còn cầm đũa đút mì vào trong miệng, khi nói nghe giọng có hơi mơ hồ, may mà còn có thể nghe rõ. Nếu như đến khu Bắc Môn Đông Đại một khu dân cư, tiền thuê cùng diện tích có lẽ không đến 1 tháng 5, 1 phần 6. Cho dù đến đường Mã Liên tìm mặt tiền cửa hàng mở tiệm in tê, tiền thuê cũng rẻ hơn rất nhiều, muốn mở tiệm in tê ở ngõ học phủ, quả thật tụi mày không cụ thể thành phẩm nào chiếm ưu thế. Nhưng học sinh cùng học một trường, có người bởi vì học phí mà tự sát, có người lại mang theo bảo mẫu nhập học. Cái này có lẽ thể hiện tính cực đoan của phân tầng người sử dụng. Năm 97, ngoài trừ một số các trường đặc biệt như nông lâm, mục khoáng, cùng các trường sư phạm, các trường đại học khác trong nước đều thực hiện thu phí tịnh quỹ, bình quân tiêu chuẩn thu phí mỗi năm học vượt quá 2.400 đồng, xem như là chính thức tiến vào thời kỳ thu phí cao của đại học. Đối với điều này, bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc lúc này chưa có cảm nhận sâu đậm, những sinh viên nghèo như Thẩm Tiêu từ vùng nghèo khó thì tự thân cảm nhận được. Trương Khác lấy giọng điệu thoải mái nói ra sự thực như vậy, cũng chẳng qua vì thuận tiện nói rõ tồn tại của tình huống phân tầng người dùng. Đỗ Phi mới vừa vào đại học đã có ý nghĩ sáng nghiệp, Địch Đan Thanh nghe cũng cảm thấy hứng thú, nghe Trương Khác nói như vậy, mắt liếc y một cái. Cái loại người mang theo bảo mẫu nhập học, chắc có lẽ là chỉ bản thân y. Chương 626, kế hoạch tiệm Internet 2. Trương Khác liếm liếm dầu trên môi, cầm lấy chai nước trên bàn uống hai ngụm, ăn mì xào mà ăn nhanh sẽ hơi nghẹn. Trương Khác lại ra hiệu cho Đỗ Phi, Mông Nhạc tiếp tục nói. Mông Nhạc nói, còn phải suy nghĩ đến khác biệt về giới tính, tụi tao đã làm một số điều tra, ngày hôm qua tụi tao chỉ kịp đi làm khảo sát sinh viên ở Học viện Âm nhạc cùng Đại học Sư phạm. Con gái đa phần hướng tới hoàn cảnh an toàn thoải mái. Như trong phòng máy vi tính ở Bắc Môn Đông Đại nhìn không thấy bóng dáng của con gái. Những nhân tố như hoàn cảnh phòng máy bẩn, loạn, sẽ trở ngại đến tụi con gái. Cái này không sai, nên suy nghĩ như vậy. Trương Khác gật đầu, Đỗ Phi, Mông Nhạc còn tưởng là y có cao kiến gì, đều nhìn y. Không ngờ Trương Khác nói câu tiếp theo. Nhiều gái đẹp, tao không có việc gì cũng có thể đến tiệm in tê của tụi mày lên mạng chơi. Đỗ Phi, Mông Nhạc biết suy nghĩ đến điểm nào rất thích. Trong tiệm in tê toàn là tụi nam sinh đi dép lê, gác chân lên ghế rung đùi, Trương Khác đương nhiên không có hứng thú mấy. Nếu như tạo ra hoàn cảnh có thể hấp dẫn nữ sinh của Học viện Âm nhạc cùng Đại học Sư phạm. Nghĩ lại cũng cảm thấy thoải mái. Nói đi cũng phải nói lại, nhiều gái đẹp, còn sợ không thể hấp dẫn tụi con trai đến tiệm sao. Năm đó, còn không phải là thường lôi kéo Mông Nhạc, Đỗ Phi đi tìm mấy tiệm in tê có nữ sinh của Học viện Âm nhạc, Đại học Sư phạm thường đến. Đương nhiên, Mông Nhạc, Đỗ Phi không thể có được ký ức như vậy. Cứ như vậy đi nha. Kiến nghị của Trương Khác thực sự khiến người rất bất đắc dĩ. Đỗ Phi hình như cũng nhận rõ ý đồ của Trương Khác muốn buông tay để hắn đi làm. Hắn cũng không trông chờ vào Trương Khác nhiều lắm. Thật ra ở sâu trong nội tâm Đỗ Phi cũng muốn nghiêm túc thử nghiệm một chút. Trông chờ vào Trương Khác nghiêm túc giúp hắn, ít nhiều cũng có cảm giác làm chơi chơi. Cứ như vậy đi, tao còn có ý nghĩ gì càng cao thượng hơn hay sao? Trương Khác cười cười, mở ra tay, hỏi Đỗ Phi. Có dự thảo sơ bộ gì hay chưa? Đang làm, Mông Nhạc còn muốn ở Whittle lĩnh hội thêm vài ngày. Tao định rút khỏi trước, có chút ý nghĩ còn chưa thương lượng với Mông Nhạc. Nếu mày hỏi, tao sẽ báo cáo trước một con số đại khái, Đỗ Phi nói. Đỗ Phi trà trộn vào tiệm in tê Whittle cũng sắp nửa tháng rồi. Người có ngộ tính cao lại chăm chỉ thời gian nửa tháng cũng đủ rồi. Lại nói Whittle xem như tiệm in tê chính quy đầu tiên của kiến nghiệp. Bản thân nó có rất nhiều thứ mang tính chất thử nghiệm. Hình thức hiện có của Whittle rất nhiều không chỗ không thích hợp, then chốt vẫn là xem bọn Đỗ Phi tự tìm tòi lĩnh hội đạo kinh doanh. Đỗ Phi không đến tiệm in tê làm nữa, rút khỏi trước,
chính là muốn chính thức đem tiệm in tê trở thành hạng mục để triển khai hoạt động. Đỗ Phi móc từ trong túi mang bên mình ra một quyển vở, trên đó tràn ngập chữ số cùng chữ nghĩa lộn xộn, còn có sơ đồ lộn tung phèo. Mấy thứ này, ngoại trừ bản thân Đỗ Phi, những người khác rất khó nhìn ra. Đỗ Phi lật một hồi, đại khái xem qua một chút ý nghĩ của hắn mấy ngày qua, sau khi xác thực mới nói. Tiệm 1.000 mét vuông, dự toán phải 4 triệu. Ặc. Hai ngày này, Mông Nhạc một ngày một đêm hưng phấn thảo luận rất chi tiết mở tiệm in tê. Hắn có một mộng tưởng, đột nhiên trong đại học có thể đi thực tiễn, theo đuổi, luôn có hưng phấn khó có thể khống chế. Mông Nhạc cũng cảm giác trong hai ngày này, tốc độ ngôn ngữ của mình nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nhưng còn chưa kịp cùng Đỗ Phi thảo luận quy mô tương lai của tiệm in tê. Mông Nhạc chung quy cho rằng tiệm in tê trên dưới 100 mét vuông tại ngõ Học Phủ đặt 40,50 máy, đã tương đối khó lường rồi. Không ngờ Đỗ Phi mở miệng cái đã dự toán 4 triệu. Hắn có phần giả điên, muốn mở miệng, cũng không biết chen vào nói thế nào mới tốt. Mấy ngày này tiếp xúc, hắn cũng hiểu được chương khác, Đỗ Phi không phải là xuất thân gia đình bình thường, thế nhưng 4 triệu, đối với sinh viên năm 97 mà nói, hình như cũng quá khó tin rồi. Trong nhà ai sẽ cầm 4 triệu mà không nghiêm túc? Thấy Mông Nhạc ra vẻ giật mình, Trương Khác vỗ vai hắn, quay sang Địch Đan Thanh cười nói. Không cần phải suy nghĩ đến vấn đề tài chính, chị Địch đây là một phú bà đấy. Địch Đan Thanh cười quyến rũ, nói. Lại ngại tôi chuyện gì, tôi ngồi ở đây coi như nghe kể chuyện thôi mà. Thấy bộ dạng của Trương Khác, Địch Đan Thanh đều xem thường đối với con số 4 triệu này, Mông Nhạc cũng yên lòng. Trước đây hắn còn dự định muốn cùng Đỗ Phi hợp tác kinh doanh tiệm in tê này, nghe được lúc này Đỗ Phi nói ra quy hoạch chân chính trong lòng hắn, cũng hiểu được mình lúc này chỉ có thể là hiệp trợ hắn mà thôi. Dù sao hạng mục 4 triệu vẫn chưa phải vào lúc này hắn có thể cùng người khác gánh vác được. Trương Khác quay sang Đỗ Phi nói. Nói tường tận một chút đi, chị Địch ở đây, không chừng hứng thú lên sẽ chỉ điểm cho tụi mày đấy. Phí thuê tiệm mỗi năm cần 800 ngàn. Phí trang trí cần 400 ngàn, 400 bộ thiết bị đầu cuối terminal, cùng phí dụng đồ đạc cần 2 triệu. Thiết bị in tê cùng mạng điện tổng hợp 150 ngàn, phí giám thị ngành nghề cùng kéo đường dây riêng 350 ngàn. Những thứ này đều là hạng mục chính, mặt khác còn cần vốn lưu động 20 ngàn. Đỗ Phi đại khái báo ra con số dự toán, nằm trong khoảng 4 triệu. Lại thấy hắn lật quyển vở trong tay thêm vài tờ, nói tiếp. Chi tiêu đưa vào hoạt động bao gồm lương công nhân, phí điện nước, phí thuê bao, thuê tiệm, giao tiếp, thuế, thiết bị hao mòn, v.v. Những thứ này còn chưa có thời gian làm kế hoạch. Kinh doanh theo chế độ hội viên, tiền giờ sẽ chia hai loại tiêu chuẩn hội viên cùng không hội viên. Ngoại trừ thu nhập chính là tiền giờ, còn có thu nhập bán đồ uống, cũng là một khoản đáng kể. Tụi tao quan sát ở Whittle, có khoảng 40% khách hàng yêu cầu mua đồ uống. Mặt khác, tao cùng với Mông Nhạc thương lượng, ngõ Học Phủ cũng tính là quảng trường thương nghiệp, hơn nữa tiệm in tê của chúng ta chủ yếu nhằm vào những người ở phụ cận trường đại học, rất có giá trị đưa vào quảng cáo, cho thuê chỗ quảng cáo. Có thể suy nghĩ đưa vào hoạt động thu nhập. Qua, suy nghĩ đến cả cho thuê chỗ quảng cáo nữa. Trương Khác cũng không ngờ Đỗ Phi cùng Mông Nhạc quả thật có thể từ hai thợ giày thối gộp lại thành một gia cát lượng, cũng có thể là tầm mắt của Đỗ Phi khiến cho tư duy của họ càng phát huy hơn. Tiệm in tê mà họ suy nghĩ quả thật là hình thức ban đầu của khái niệm tiệm in tê mà đến năm 2000 trong nước mới xuất hiện. Đáng tiếc sản phẩm hiện nay của Ái Đạt không phải là nhằm vào quần thể trường đại học, trên mặt này không thể trực tiếp giúp họ một phát. Đã có ý nghĩ này, công tác chung quy có thể bắt đầu từng điểm một. Trương Khác gật đầu tán thưởng bọn Đỗ Phi. Được đấy, ý nghĩ này rất hay, nghe đến bây giờ, tao cũng cảm thấy tiệm in tê này rất có triển vọng rồi đấy. Không biết Mông Nhạc nhận được tán thưởng của Trương Khác thì đắc ý đến cỡ nào, nhưng Đỗ Phi lại lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù có kế hoạch, những việc phải làm rất lộn xộn, mua máy, trang hoàng, thủ tục kinh doanh, tùm lum. Tao còn muốn tìm người của Học viện Thông tin làm một cái hệ thống quản lý tính phí cùng với quản lý hội viên. Ngoài ra còn có rất nhiều việc chưa suy nghĩ đến không biết lúc nào lại chui ra. Ngày mai, mày có thời gian thì đi cùng tụi tao xem tiệm đi. Chương 627, ý nghĩa của thực tiễn. Được, dù sao thì tao cũng rảnh nhiều. Trương Khác sảng khoái đáp ứng, dù sao thì cũng là chạy tới chọn một nơi, nói một tiếng với Thiệu Chí Cương mà thôi, cho dù không thể cho thuê, Thiệu Chí Cương có thể nói cái gì.
cũng là các cậu tốt, tuổi còn trẻ là có thể thực tiễn mộng tưởng của mình. Địch Đan Thanh cảm khái, sở dĩ Đỗ Phi có thể làm việc này, còn bởi phía sau có một người như Trương Khác chống lưng, bằng không thì, năng lực của Đỗ Phi có lớn, hắn tìm 4 triệu tài chính ở đâu để bắt đầu công việc. Còn phải nhờ chị Địch đây chỉ giáo chứ. Đỗ Phi cười nói. Đưa Địch Đan Thanh về khách sạn, bọn Trương Khác trở về khu ký túc xá ở phía đông. Mông Nhạc không trở về ký túc xá ngay, mặc dù Trương Khác, Đỗ Phi đều là tân sinh mới vào học. Nhưng ý thức được tầm mắt, kiến thức của họ, vượt trên mình rất nhiều, hắn muốn đi vòng qua núi Hợp Hoan, từ từ đi nói thêm một chút chuyện. Đi tới gần phòng nước sôi, Trương Khác đi tới trước tường áp, phích, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, áp, phích dán trên tường lại thay đổi một nhóm mới, nhưng vẫn là áp, phích của các tổ chức học sinh chiêu tân chiếm đa số. Hàng năm các tổ chức học sinh của Đại học Đông Hải đều chiêu tân vào lúc này nhỉ. Trương Khác nhẹ giọng cảm khái. Này. Mày dự định vào hiệp hội nào chơi đây? Mông Nhạc đùa. Có cần tao đề cử cho mày một hiệp hội nhiều gái đẹp không? Những hiệp hội nào có gái vào, không phải đều là nhóm của mấy người năm cuối sao, nào còn phần cho bọn tân sinh như tụi mình? Trương Khác cười nói. Đỗ Phi nói. Theo tao còn không bằng tự mình tổ chức một hiệp hội, chiêu mộ hết gái đẹp vào, lúc đó mới khí phách. Hắn lại có phần tiếc nuối. Chắc tao cũng chẳng rảnh được như vậy. Hắn cũng không rảnh mà đi chịu cơn giận không đâu của người khác, điểm này cũng càng lúc càng học của Trương Khác. Ai nói mày không rảnh? Trương Khác xoay người lại nhìn Đỗ Phi và Mông Nhạc. Mở tiệm in tê ở ngõ học phủ đối với tụi mày càng nhiều là có ý nghĩa thực tiễn. Đã như vậy, vì sao không thể làm cho tinh thần thực tiễn quán triệt đến cùng chứ? Đỗ Phi nhéo nhéo mũi, suy xét lời Trương Khác nói. Mày cũng nói là toàn bộ mọi việc phải làm rất lộn xộn, còn có rất nhiều chuyện có thể là hiện tại tụi mày cũng không ngờ được. Bằng vào hai tụi mày, rất khó chiếu cố mọi chuyện chu đáo được, cho dù thêm cả tao cũng không được. Trương Khác xỏ tay vào túi quần, nhìn hai người Đỗ Phi, Mông Nhạc, hy vọng họ khai thác bố cục thêm một chút. Nhưng tụi mày cần nhân thủ kiểu nào? Ở trong Đông Đại tìm không được, then chốt là tụi mày làm sao đào ra được người mà tụi mày yêu cầu kia. Sau khi đào ra, còn phải tổ chức cho hữu hiệu. Cách nghĩ của tụi mày chính xác, quả thật không cần phải hạ thấp bản thân cùng tiêu chuẩn với các phòng máy vi tính khác, phải đi làm một số công tác có ý nghĩa khai thác. Nghe xong những lời này của Trương Khác, Đỗ Phi giống như đề hồ quán đỉnh, sửng sốt một lát, mới chần chờ nói. Ý của mày là tổ chức một hiệp hội mới, đều lấy danh nghĩa chiêu tân lừa gạt nhân thủ yêu cầu vào hiệp hội, đem mở tiệm in tê làm thành hoạt động của hiệp hội. Phân chia toàn bộ các phân đoạn cho các thành viên của hiệp hội đi làm. Đừng có nói lừa gạt khó nghe như vậy. Trương Khác nở nụ cười. Dù sao Đỗ Phi cùng mình lăn lộn 3 năm, có một số việc từ một điểm nhìn thấu ngay. Nhưng Mông Nhạc có lẽ nhất thời theo không kịp cách nghĩ của mình, cười nói với hắn. Có chút ý nghĩ khả năng sẽ cổ quái một chút, nhưng không thể phủ nhận rất có ý nghĩa thực tiễn. Mày là lo lắng trong trường học sẽ có mấy thằng ngoan cố sẽ đến cản trở. Đúng vậy, thành lập tổ chức học sinh mới, cũng không phải dễ dàng, đặc biệt là dùng để làm việc riêng. Mông Nhạc nói. Nhưng ý nghĩ này quả thật rất tuyệt, cho dù trường học không đồng ý, chúng ta cũng có thể lén lút đi làm. Cũng không phải không có ý nghĩa tích cực hướng lên. Trương Khác nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian ký túc xá tắt đèn rồi, y nói với Mông Nhạc. Thời gian không còn sớm nữa. Buổi tối mày vẫn đến chỗ tao và Đỗ Phi ngủ chen nhau trên giường hả? Tao ngủ sàn nhà được rồi. Nói thật, đột nhiên làm cho Trương Khác hướng đầu óc đến một khái niệm hoàn toàn mới, Mông Nhạc cũng hoài nghi bản thân về ký túc xá ban đêm có thể ngủ được không? Bia, đồ uống trong ký túc xá không còn nhiều, ba người vòng đến cửa hàng mua một túi đồ rồi trở lại. Biết Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn có chuyện chưa nói xong. Trở lại ký túc xá, Trương Khác liền dẫn họ chạy lên sân thượng, miễn ảnh hưởng tới mình. Trương Khác nhìn tư liệu một lát, lại gửi một email cho Đường Thanh, rất nhanh liền buồn ngủ. Tắm xong định đi ngủ, cách cửa sổ thủy tinh Trương Khác thấy Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đang trò chuyện rất rôm rả, còn đối chiếu viết lên giấy. Một lúc, Đỗ Phi đi vào xách máy tính ra ngoài. Trương Khác không quản họ nữa, kéo tấm chăn trùm lên đầu ngủ. Ngủ đến lúc trời sáng. Thấy hành lang trên sân thượng còn sáng đèn. Hai tiểu tử kia còn hăng hái bừng bừng ngồi trên đó thương lượng.
Trương Khác thở dài một hơi, cũng không biết lúc nào mình được như họ làm việc hăng hái như vậy. Trương Khác chạy qua đẩy cửa ra, hỏi họ. Còn chưa ngủ hả, mọi việc cũng không phải một ngày là có thể làm hết. Mày nói tụi tao làm một cái hiệp hội sinh viên sáng nghiệp thì thế nào? Đỗ Phi hỏi Trương Khác, dù gì cũng phải có một danh nghĩa hiên ngang lẫm liệt, Mông Nhạc tới cùng là xuất thân chủ tịch hội sinh viên. Tụi tao đã nghĩ ra 7-8 phần của chương trình rồi. Mày có muốn xem không? Đỗ Phi chuyển máy tính qua, xoay màn hình về phía Trương Khác. Nghe mày nói là được rồi. Trương Khác vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Tao không có tinh thần như tụi mày đâu, lúc này nhìn còn mơ hồ đây này. Nghe xong mày nói, tao phát hiện, tư duy của chúng ta vẫn không đủ khai thác. Rất nhiều chuyện, như thiết kế tiệm Inte, chúng ta có thể liên hợp với hội sinh viên của Học viện Kiến trúc, Học viện Thông tin làm một phương án thiết kế. Công tác phương diện này, Mông Nhạc có nắm chắc, hệ thống quản lý tính phí của tiệm Inte cũng có thể mời hội sinh viên của Học viện Thông tin tổ chức thi đấu đến mở rộng, cuối cùng chọn ra tác phẩm xuất sắc. Cho dù tác phẩm xuất sắc còn chưa thể thỏa mãn yêu cầu của chúng ta, cũng có thể trên cơ sở này tiếp tục mở rộng. Tiệm Inte sau đó đưa vào hoạt động bình thường, cũng có thể lấy danh nghĩa hỗ trợ nhưng sinh viên khó khăn mà tổ chức nhân viên, nói chung chúng ta sẽ thanh toán tiền lương nhất định là được rồi, tránh ảnh hưởng đến vấn đề học tập của những người này. Có thể tổ chức càng nhiều nhân viên, cũng thuận tiện sắp xếp lớp học. Tụi tao cũng suy nghĩ đến tiệm Inte vào kỳ nghỉ sẽ vắng khách, nhưng có thể tổ chức sinh viên của Học viện Thông tin lợi dụng tiệm Inte cùng thiết bị để làm lớp huấn luyện vi tính vào kỳ nghỉ này. Việc này, đặt ở dưới cơ cấu của tiệm Inte, nhưng có thể lấy danh nghĩa của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp đi làm. Mày nói làm vậy có được không? Được, trước tiên không thảo luận cái này, tụi mày nhanh đi ngủ đi. Sáng còn phải đi xem tiệm nữa. Chương 628, Bí mật của Mông Nhạc. Để họ ngủ 5 giờ. Đến 10 giờ sáng, Trương Khác từ văn phòng khóa trở về ký túc xá đánh thức Đỗ Phi và Mông Nhạc, y cùng Lương Quân đã hẹn nửa giờ nữa đợi ở bên Đông Môn. Tân Đông Môn của Đại học Đông Hải cũng đã xây được 7-8 phần, đường đang lát đá, đi lại đã không thành vấn đề. Con đường đi ra khỏi Tân Đông Môn rất ngắn, chỉ 200-300 mét. Con đường này chia khu nhà ở thanh niên làm hai, tầng trệt của ngôi nhà hai bên đường đều là cửa hàng. Nhưng phải đợi khu nhà chính thức bắt đầu đưa vào sử dụng, những cửa hàng này mới có thể hoạt động. Mông Nhạc gặp qua Lương Quân mới biết Trương Khác, Đỗ Phi cùng chủ thầu xây dựng của ngõ học phủ có quan hệ không bình thường. Lương Quân là anh họ của Trương Khác, lại là quản lý hạng mục của công trình cải tạo ngõ học phủ, tuổi tác còn trẻ, cũng chỉ hơn mình vài tuổi, sau khi quen thuộc mới biết chỉ hơn mình 4 tuổi. Sau khi tốt nghiệp công tác mới 2 năm, rất khó tưởng tượng một công ty địa ốc sẽ giao một hạng mục lớn cho người trẻ như thế quản lý. Trước đây Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi đều tự mình ở chỗ này theo sát. Lúc này tới gần giai đoạn chót, Trương Chi Phi về Hải Châu, Thiệu Chí Cương đích thân đến phía Nam xây dựng mấy phòng thí nghiệm trọng điểm, mới giao lại phần lớn sự vụ ở đây cho Lương Quân quản lý. 1.000 mét vuông là khu đất rất lớn. Như Tôn Tịnh Mông chọn khu đất để khai trương lại 1978 còn chưa đến 400 mét vuông. Nếu Đỗ Phi muốn mở tiệm Inte, cho dù hắn một phân tiền thuê tiệm mặt bằng cũng không trả, địa phương cũng phải cho hắn lựa chọn, hắn đã minh xác nói trước khi buông tha nhận lời chia cho hắn cổ phần. Một miếng đất đó ít nhất cũng hơn 10 triệu, thế nào cũng phải bồi thường một chút cho hắn. Nếu Đỗ Phi đã chọn ra con đường của mình, tự nhiên cũng sẽ không tự mình phá hư quy tắc, tất cả đều đi theo trình tự chính quy. Chỉ cần như vậy, những thứ thuộc về bản thân hắn thì mới rõ ràng. Lựa chọn mặt tiền cửa hàng rất đơn giản ngoài tưởng tượng của Mông Nhạc. Ba người họ đến nơi nhìn một chút, cảm thấy thích hợp liền lựa chọn. Đợi một lúc, Lương Quân bảo người cầm qua hợp đồng cho họ ký, cũng căn bản không đề cập tới việc tiền thế chấp hay không. Tiền thuê bắt đầu tính từ ngày hoạt động, trước cuối tháng 10 tiến hành trang hoàng, Thế Kỷ Cẩm Hồ còn hỗ trợ mỗi mét vuông 200 đồng phí trang hoàng, cái này cũng không phải là chiếu cố thêm cho Đỗ Phi, mà là khoản tiền bồi thường dành cho toàn bộ cửa hàng thuê ở ngõ học phủ, trong thời gian chỉ định với tiêu chuẩn khác nhau. Từ chỗ Lương Quân lấy được bản vẽ kết cấu của cửa hàng, nhóm Trương Khác lại từ Đông Môn trở lại trường. Mông Nhạc hỏi Trương Khác. Thế Kỷ Cẩm Hồ chắc không phải là của anh họ mày chứ, sao không xem chúng ta muốn cái gì, liền cho chúng ta ký hợp đồng vậy? Tuy không phải, nhưng cũng gần như là vậy. Trương Khác cười cười. Chú họ tao đều là ông chủ của Thế Kỷ Cẩm Hồ. Mày nói ký hợp đồng thuê,
họ muốn xem chúng ta lấy cái gì làm bảo đảm. Mông Nhạc chép miệng, nghĩ thầm lẽ nào ngày hôm qua nhắc tới 4 triệu mở tiệm in tê, Trương Khắc không nháy mắt đến một cái, như thế xem ra, gia cảnh nhà y chẳng phải còn lợi hại hơn. Trở lại ký túc xá, Trương Khắc cầm ấm nước chuẩn bị pha cà phê, bảo Đỗ Phi từ trong ngăn kéo của y lấy tài liệu ra cùng với Mông Nhạc xem trước. Không gian ký túc xá thường nhỏ hẹp, trên sân thượng rộng rãi liền trở thành không gian nho nhỏ cho họ nghỉ ngơi. Đỗ Phi còn đặt thêm một bồn văn trúc, một hồ cá, một bể nuôi rùa ở trong góc. Trương Khắc bưng cà phê lên sân thượng, kéo một cái ghế mây ngồi xuống, nhàn nhã nhìn bầu trời trong xanh, gió nhẹ, mây mờ ở phương xa. Mông Nhạc cầm sấp tài liệu trong tay, kinh ngạc hỏi Trương Khắc. Thứ này sao ở trong tay mày? Sao hả, mày cũng biết kế hoạch khai phát trò chơi của câu lạc bộ côn trùng hả? Trương Khắc hỏi. Phần tài liệu này là kế hoạch khai phát trò chơi Tam Quốc Liệt Truyện cùng với báo cáo ước định kỹ thuật mà công nhân của Trung tâm Sáng nghiệp đầu tư liên hợp với Thi Xuân Phong cho ra thị trường. À, đương nhiên rồi, cuối năm ngoái khi thiết lập trò chơi, tao cũng có tham gia thảo luận. Nhưng họ đề xuất với vườn sồi hạng mục khai phát huy động vốn đã loại bỏ toàn bộ nhân viên phi kỹ thuật, cho nên không thấy tên tao ở trên đó. Mông Nhạc giải thích. Mày cũng là thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Trương Khắc kinh ngạc hỏi, y quả thật vẫn chưa biết chuyện Mông Nhạc là thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Trước đây thôi, hiện tại rời khỏi rồi. Mông Nhạc liếm liếm môi. Trương Khắc vỗ đầu, nghĩ cũng hiểu được, không ngờ Tịch Nhược Lâm có ảnh hưởng với hắn sâu như vậy. Sự kiện tình yêu trên mạng một năm sau nói không chừng chỉ là vết thương chưa lành mà thôi. Vườn sồi cùng với quỹ đầu tư sáng nghiệp tương ứng của vườn sồi viên khu sáng nghiệp đều là cơ cấu thuộc tập đoàn Ái Đạt. Công ty mẹ của tập đoàn Ái Đạt là Hải Châu Cẩm Hồ. Chủ thầu xây dựng của vườn sồi cùng với ngõ học phủ, khu nhà thanh niên là Thế Kỷ Cẩm Hồ, về phần giữa hai người có quan hệ gì, tự mày suy nghĩ đi. Trương Khắc cũng không muốn nói ra tỉ mỉ mọi việc, sợ làm sợ Mông Nhạc, lại cười nói. Có một số việc mày biết là được, đừng có cầm đi tùy tiện lấy lòng con gái. Ai đi làm vậy? Mông Nhạc cũng không truy nguyên, cười nói. Trong nhà hai tụi mày rất giàu đấy. Giàu là Trương Khắc, không liên quan tới tao. Đỗ Phi vội vàng chối bỏ bản thân. Trương Khắc cười cười. Hạng mục tiệm in tê của tụi mày phải có một số thứ có tính khái niệm cùng sáng nghiệp ở bên trong. Tao có thể để vườn sồi cung cấp 10 triệu tài chính sáng nghiệp cho tụi mày. Về phần kế hoạch khai phát trò chơi. Trương Khắc chỉ vào tài liệu trong tay Mông Nhạc. Đại quyền sinh tử sẽ giao cho tụi mày. Tụi mày cảm thấy có thể, thì từ 10 triệu tài chính sáng nghiệp lấy tiền đầu tư, nếu như không thể, thì trực tiếp loại bỏ. Nhưng, mày chỉ ít có thể chạy tới nói cho thành viên của câu lạc bộ côn trùng, cách làm loại bỏ thành viên phi kỹ thuật tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Có phải rất sảng khoái không hả? Đỗ Phi nháy mắt đẩy Mông Nhạc, hắn biết tiểu tử này có tâm tư đối với Tịch Nhược Lâm không phải là một ngày hai ngày, nhớ tới tình cảnh khi vừa mới khai giảng cùng Tịch Nhược Lâm. Thành viên câu lạc bộ côn trùng gặp nhau tại căn tin trường, cái tụi tâm cao khí ngạo kia căn bản là không hiểu được một phần nhân sinh nho nhỏ của họ, căn bản là bị thao túng ở trong tay người khác. Thực sự có thể sao? Mông Nhạc hơi khó tin, nghĩ đến lúc trước bởi vì không phải xuất thân học máy tính, cống hiến đặt ra đối với trò chơi bị phủ nhận hoàn toàn. Lại bởi vì nhân tố của Tịch Nhược Lâm nên không vào BBS, ít nhiều có chút chán nản, ít nhiều có chút không phục. Lúc này đương nhiên có cảm giác lâng lâng. Đương nhiên, có cái gì không thể. Trương Khắc cười nói. Cái này vốn chính là kế hoạch thương nghiệp bị vườn sồi loại bỏ. Bọn tao cũng chỉ là cho họ thêm một lần cơ hội mà thôi. Nhưng mà, đừng có bị vài ba câu của Tịch sư tỷ thì khai tụi tao đi ra, dù sao thì tao sẽ không thừa nhận thành viên của câu lạc bộ côn trùng ít nhiều có vẻ tâm cao khí ngạo. Chương 629, cảm giác bị vứt bỏ. Trương Khắc cũng có thể lý giải. Nhưng lúc đầu nhóm người ở BBS Đại học Đông Hải có năng lực đều rất xuất chúng, tâm cao khí ngạo không thể tránh được. Muốn tổ chức hiệp hội sinh viên sáng nghiệp, Đỗ Phi đứng ra không được, lực ảnh hưởng quá nhỏ, nhiều lắm cũng chỉ dụ được mấy tân sinh gia nhập. Nhưng không có nhân thủ lập tức khả dụng. Mông Nhạc ở trong trường này đã 2 năm, nếu chủ tịch hội sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế, lại là nòng cốt của hội sinh viên, cộng thêm năng lực giao tiếp cá nhân của hắn, năng lực tổ chức rất mạnh. Hắn mới là nhân tuyển thích hợp nhất lúc này đứng ra tổ chức hiệp hội sáng nghiệp. Có thể lấy danh nghĩa của vườn sồi làm việc rồi.
Đỗ Phi cảm khái, hắn chưa hề bởi vì việc tài chính mà lo lắng qua, nhưng cũng không nghĩ đến Trương Khác sẽ an bài tài chính từ trong quỹ đầu tư sáng nghiệp vườn xôi. Nhiều sự tình đều thuận lợi rồi, chắc hẳn thành lập một hiệp hội sáng nghiệp cũng sẽ không có trở lực gì. Đỗ Phi cầm lấy phần tài liệu trong tay Mông Nhạc, nói với Trương Khác. Nếu đã giao hạng mục cho tụi tao rồi, có phải cũng nhượng lại Thi Xuân Phong cho tụi tao không? Thi Xuân Phong lương một năm 200.000 cộng thêm hoa hồng, hiện tại tụi mày có thể sử dụng được không? Trương Khắc cười cười, y để Thi Xuân Phong trực tiếp gia nhập đoàn đội quản lý của quỹ đầu tư mạo hiểm, phụ trách công tác phương diện ước định tổ chức kỹ thuật, nhân tài như vậy lúc này ném cho Đỗ Phi, ít nhiều có chút trà đạp. Có chuyện gì cần hỗ trợ thì trực tiếp liên hệ với hắn cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Đỗ Phi sờ sờ mũi, cười xấu hổ. Trước khi hắn kế hoạch cho tiệm in tê tìm hai quản lý, lương một năm chưa từng dự định vượt quá 20.000. Hiện tại nếu muốn làm hiệp hội sáng nghiệp, thì phải đào móc tài nguyên nhân lực của Đại học Đông Hải, trong lòng hắn còn áp chế xuống phần dự toán này. Lương một năm cộng thêm 20 vạn hoa hồng, quả thật không phải hiện tại hắn có thể mời được. Được rồi, tao sẽ gọi điện thoại cho chị Triệu, hiện tại tụi mày có thể đến viên khu sáng nghiệp tìm chị ấy lấy hợp đồng đầu tư cùng giấy trao quyền. Trương Khắc vỗ tay một cái. Tao có thể giúp tụi mày đến đây thôi, nói đi cũng phải nói lại, sau khi hiệp hội sáng nghiệp thành lập, có thể cho tao danh hiệu quản lý được không? Nói chung, sau này tụi mày muốn tổ chức hoạt động thú vị gì, không có một danh hiệu, cũng không tiện trà trộn vào, tụi mày nói đúng không? Yên tâm đi, tao sẽ không phá hư đại kế tán gái của mày đâu. Chỗ Đường Thanh, tao cũng giúp mày gạt không nói. Đỗ Phi cười nói, đột nhiên hắn nhớ tới một việc. Liền nắm lấy cổ áo Mông Nhạc, nói. Trước đây mày cũng là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, vậy trong vũng bùn cũng nhất định có nick pháp sư rồi. Đương nhiên rồi, nick của thành viên câu lạc bộ côn trùng đều là côn trùng, nick đó của tao còn có level cao nhất đấy. Mông Nhạc ra vẻ đắc ý nói. Vậy là tốt rồi. Đỗ Phi kéo Mông Nhạc vào trong phòng, rồi mở máy tính lên. Mau, mau, lấy nick côn trùng của mày login vào. Tao muốn đi đổ sát. Hắn còn nhớ rõ mối hận bị Cách Cách Phu chém 7 lần. Vừa login vào trùng hợp thấy Cách Cách Phu đang tung tăng ở trên bãi cỏ trước bàn Nguyệt Cung, Đỗ Phi điều khiển còn chưa thuần thục, liền kéo Mông Nhạc ngồi xuống, la to. Mau giết, giúp tao chém nó. Tịch Nhược Lâm giật mình nhìn phụ đề màu xanh trên desktop, bạn bị thanh phong kiếm của con cọp che mặt đâm xuyên ngực, vết thương thấu xương. Nhớ tới tình cảnh trước đây con cọp che mặt cùng Cách Cách Phu ở trước bàn Nguyệt Cung nói chuyện, khi thấy trên màn hình desktop nhảy ra hàng chữ này, phản ứng trong sát na của cô là đang suy nghĩ ở cao côn trùng của Mông Nhạc đã bị người khác hack rồi. Nhưng ai lại hack được tài khoản không phải người bình thường có thể nhớ được của hắn, càng không cần nói yêu cầu phải có trí nhớ siêu quần mới có thể nhớ được password. Màn hình desktop lại xuất hiện hàng phụ đề màu xanh, thanh phong kiếm của con cọp che mặt liên tục đâm xuyên đầu bạn. Bạn đã rơi vào trạng thái trọng thương máu chảy không ngừng, con cọp che mặt dữ tợn quay về bạn nở nụ cười. Nếu không phải lúc này Ngụy Đông Cường đẩy cửa đi vào văn phòng khóa, Tịch Nhược Lâm muốn chạy tới nắm lấy Mông Nhạc hỏi xem tới cùng là chuyện gì. Lúc này phòng máy tính trong trường còn rất ít, tìm người của câu lạc bộ côn trùng là rất dễ có thể tìm được chỗ Mông Nhạc lên mạng. Phụ đề xanh biếc tiếp tục hiện lên, bạn nằm chết trên bãi cỏ xanh tươi bao phủ bởi ánh trăng như nước ở trước bàn Nguyệt Cung. Máu me đỏ lòm chảy vào hố, bị cỏ dày như nệm che lại. Đoạn văn tự miêu tả của vũng bùn còn là Mông Nhạc lúc trước viết ra, thấy được đoạn văn tự này dần dần hiện ra, Tịch Nhược Lâm có một loại cảm giác luống cuống, bị vứt bỏ. Sáng sớm Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đi tìm Triệu Tử Lâm lấy hợp đồng đầu tư cùng giấy trao quyền, có mấy thứ này, mới có thể tìm trường học thương lượng việc ủng hộ hiệp hội sáng nghiệp. Trường khác cũng không quản họ, chỉ phụ trách gọi điện thoại cho Triệu Tử Lâm nói chuyện này. Bảo Triệu Tử Lâm phối hợp với họ là được. Khi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc còn đang ở trong ký túc xá vùi đầu thảo luận phương án, Trương Khắc nói với họ một câu. Giai đoạn trước không cần thiết tỉ mỉ quá, thành lập hiệp hội sáng nghiệp còn có thể tiếp thu ý kiến mọi người. Trương Khắc vừa nói xong liền chạy đến văn phòng khóa, xem có áp phích cần y viết hay không. Buổi sáng không thấy Tạ Tử Gia, cũng không biết cô ta chạy long nhong đi đâu rồi. Nhưng chắc có lẽ Tạ Tử Gia khó tránh khỏi có cảm giác đau đầu thôi, Tạ Tử Gia không ở văn phòng khóa, Đỗ Phi lại lo việc của mình, chỉ còn thiếu nhân thủ biết viết chữ bút lông. Trương Khác vẫn phải sắn tay áo lao vào giúp một tay.
không có chuyện khác, Trương Khác chạy tới chỗ Tịch Nhược Lâm lấy bản copy báo cáo quân huấn, nhìn ra được tâm tình của Tịch Nhược Lâm có chút bất thường. Cô không biết buổi trưa là Đỗ Phi lại dùng nick côn trùng của Mông Nhạc PK với cô, sau khi bị về thành dưỡng sức thì rất nhanh lo cao, cũng không biết trong lòng cô nghĩ thế nào. Còn lại một tuần cuối cùng quân huấn sẽ kết thúc, các tân sinh ăn không ngồi rồi trong văn phòng khóa bởi vì các loại nguyên nhân không thể tham gia quân huấn có hơn 10 người, Trương Khác biết còn có rất nhiều người căn bản không đến văn phòng khóa báo danh. Có được thẻ mượn sách, thời gian rảnh rỗi không cần phải lang thang ở văn phòng khóa nữa. Lại ngồi thêm vài phút, nói chuyện một lúc với Tiêu Xuân Minh, Trương Khác lại chạy đến phòng đọc sách. Đến hoàng hôn, Trương Khác nhìn ánh mặt trời chiều lần thứ hai chiếu vào trang sách, cảm giác được hơi đói, điện thoại di động rung lên, còn tưởng rằng Đỗ Phi tìm y ăn cơm tối, vội vàng xếp sách lên giá rồi đi ra phòng đọc nghe điện thoại. Chương 630, náo nhiệt. Mọi việc xử lý thế nào rồi, có phải mời tao ăn cơm không vậy? Trương Khác trong điện thoại hỏi Đỗ Phi. Mẹ nó, sự tình còn rối rắm hơn tụi tao tưởng. Có phải mày đã sớm nghĩ đến có tình huống như vậy phát sinh hay không? Trước đó cũng không nói một tiếng, hại tụi tao phải cuống cuồng lên. Ha ha, đó chỉ trách tụi mày rất non. Trương Khác vừa đi ra ngoài, vừa nói điện thoại. Nói một chút xem, đã xảy ra chuyện gì rồi? Lấy được hợp đồng đầu tư cùng giấy trao quyền từ chỗ chị Triệu, thấy thời gian còn đủ, tao liền cùng Mông Nhạc đi tìm bí thư đoàn ủy trường, chuẩn bị nói chuyện thành lập hiệp hội mới, má nó. Căn bản không tin tụi tao có thể lấy được khoản đầu tư 10 triệu từ vườn sồi. Trước mặt tụi tao liền gọi điện cho vườn sồi xác nhận việc này. Chị Triệu lại gửi qua một bản sao. Cái này càng tệ hơn. Ông ép hỏi tụi tao toàn bộ quá trình, may là Mông Nhạc bịa được. Ở đây tốn hết hơn tiếng đồng hồ. Bịa một hồi, cuối cùng giống như chúng ta làm hiệp hội sáng nghiệp là mục đích chính, mở tiệm in tê chỉ là cung cấp một cái sân chơi cho hiệp hội sáng nghiệp vậy. Ông bí thư đoàn ủy tự cho là đã rõ ràng mọi chuyện. Bảo tụi tao chờ ở trong phòng làm việc, rồi ổng chạy đi tìm hiệu trưởng Lý Hồng Minh báo cáo việc này. Mày nói xem có phải càng làm càng rối không? Trương Khác cười ha ha. Có phải sợ rồi không? Phải biết, quỹ đầu tư mạo hiểm của vườn sồi tháng 9 phê duyệt thông qua 5 hạng mục khai phát kỹ thuật, tổng ngạch còn chưa đến 10 triệu, thực tế lần đầu phát ra cũng chưa đến 1 triệu. Mông Nhạc, Đỗ Phi xem như sinh viên của Đại học Đông Hải. Không ngờ có thể từ vườn sồi lấy được vốn đầu tư sáng nghiệp 10 triệu, bản thân nó đã là một việc kinh thế hãi tục, kinh động cả Lý Hồng Minh cũng không phải việc trọng đại gì. Cũng không nắm chắc lắm. Đỗ Phi vẫn còn bất an. Mày qua đây giúp tụi tao chút đi. Được thôi, nói như thế nào thì tao cũng phải có danh hiệu quản lý. Trương Khắc cười cười. Nhưng cho dù đến đâu, cũng là mày và Mông Nhạc là chủ lực, tao cũng chỉ qua đó chơi thôi. 10 triệu tài chính, Trương Khác ngoại trừ muốn ủng hộ Đỗ Phi làm hạng mục tiệm in tê, hạng mục khai phát trò chơi, còn để lại khoảng trống rất lớn, chính là muốn biến hiệp hội sinh viên sáng nghiệp thành hiệp hội sáng nghiệp chân chính. Một số hạng mục sáng nghiệp có tính chất thí nghiệm, hoặc nói có tính chất nghiêng về thương nghiệp, tự nhiên không có khả năng lấy được đầu tư từ vườn sồi, nhưng hiệp hội sáng nghiệp lại được lựa chọn dành cho sự ủng hộ. Như vậy, hiệp hội sáng nghiệp mới chính thức có càng nhiều. Càng rộng khắp ý nghĩa thực tiễn cùng ý nghĩa mở rộng. Một bộ phận công tác rất quan trọng của đoàn ủy trường là quản lý các loại tổ chức học sinh, lại không thể trực tiếp nhúng tay vào quản lý công tác của các viện, thường sẽ thiếu hứng thú. Không chỉ nói so với các viện các khoa, dù trong bộ môn trực thuộc trường, đoàn ủy trường cũng là cơ cấu không có tiếng nói. Ở một nơi như vậy, vào buổi chiều buồn ngủ, hai sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế đột nhiên gõ cửa đi vào nói họ lấy được đầu tư sáng nghiệp 10 triệu của vườn sồi, còn muốn lợi dụng khoản đầu tư này thành lập một tổ chức học sinh mới ủng hộ học sinh sáng nghiệp. Thần kinh của Cung Như Xuân bị kích thích lập tức phấn khởi lên, hình như có thể tưởng tượng ra tương lai đông đảo giới truyền thông ký giả vây quanh, hào quang vần quanh. Cho dù Cung Như Xuân tương đối quen thuộc Mông Nhạc, là chủ tịch hội sinh viên của Học viện Thương mại Quốc tế, lại là cán bộ trụ cột của hội sinh viên trường. Nhưng vẫn lo lắng gọi điện thoại đến trung tâm sáng nghiệp vườn sồi xác nhận chuyện này. Sau khi xác nhận, cũng kiềm chế tính tình, tường tận lý giải quá trình một chút, mới chạy tới tìm hiệu trưởng Lý Hồng Minh báo cáo, cũng là phó hiệu trưởng phân công quản lý công tác đoàn ủy trường không có ở nhà, mới khiến hắn nắm được cơ hội xuất hiện trước mặt Lý Hồng Minh. Lý Hồng Minh quả thật có hơi nắm không được mạch đập của Cẩm Hồ, song đây tuyệt đối là chuyện tốt. Ông ta không tiện tự mình đứng ra, tìm Cung Như Xuân lý giải tình huống.
lại nghe nói hai sinh viên đều là của Học viện Thương mại Quốc tế, chỉ thị cung như xuân tìm Thôi Quốc Hằng chú trọng đến chuyện này. Trương Khắc chậm rãi đi tới phòng làm việc hiệu trưởng, gặp được Thôi Quốc Hằng cùng Ngụy Đông Cường, còn có chủ nhiệm khóa Tần Cương của Mông Nhạc cũng sải bước từ một bên khác đi tới. Thôi Quốc Hằng là nhận được điện thoại của Lý Hồng Minh, lại cùng Cung Như Xuân thông qua điện thoại lý giải cụ thể một chút, liền từ bên học viện chạy tới. Trước khi đi ra, cũng gọi cả chủ nhiệm lớp của Đỗ Phi và Mông Nhạc. Mặc dù nghe Cung Như Xuân nói sự tình là Mông Nhạc cùng Đỗ Phi làm ra, thấy Trương Khắc xuất hiện ở chỗ này, Thôi Quốc Hằng, Ngụy Đông Cường cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Trí nhớ của Thôi Quốc Hằng vẫn còn chưa quá kém, hắn tương đối quen thuộc Mông Nhạc, Trương Khắc, Đỗ Phi. Hai tân sinh này mới vừa nhập học. Ngày hôm qua hắn cũng vừa mới nghe Ngụy Đông Cường giới thiệu qua. Trên đường đi tới đây, lại cùng Ngụy Đông Cường lý giải một chút bối cảnh của hai sinh viên này, chẳng qua nghe Cung Như Xuân nói chuyện là Mông Nhạc dẫn đầu làm ra, cũng không liên tưởng đến việc họ nhận được tiền của vườn sồi dính dáng tới bối cảnh gia đình của Trương Khắc, Đỗ Phi. Đương nhiên ảnh hưởng khẳng định sẽ có một ít. Cho dù sau lưng thực sự có nhân tố gì khác, nhưng đặt ra trước mắt chỉ là kế hoạch thương nghiệp của một sinh viên năm 3 của Học viện Thương mại Quốc tế, cùng hai sinh viên mới liên hợp làm ra nhận được trung tâm sáng nghiệp đầu tư vườn sồi 10 triệu. Khi Thôi Quốc Hằng đi tới vẻ mặt nghiêm túc, vừa nghe đến việc này, trong lòng hắn không thích lắm. Đêm qua còn ở quán cơm Tây gặp được Mông Nhạc, cũng không đạt được một số tin tức gì. Nhưng thấy được Trương Khắc ngược hướng đi tới, vẻ mặt hắn liền trở nên sôi nổi, đứng ở trên bậc thang đợi Trương Khắc đi tới. Thân thiết kéo lấy vai y, nói có ý trách cứ. Làm ra chuyện lớn như vậy, sao trước đó không nói với chủ nhiệm Ngụy của các em một tiếng? Thôi Quốc Hằng vừa nói như thế, trong lòng Ngụy Đông Cường tự nhiên rất không thích. Thôi Quốc Hằng tươi cười hớn hở, hắn tự nhiên càng không thể sụ mặt, nhưng hắn còn chưa làm được như thường đi ứng phó cục diện trước mắt, sắc mặt khó coi đến độ sắp phát khóc. Tần Cương, chủ nhiệm lớp của Mông Nhạc, đồng thời là bí thư đoàn ủy học viện, tương đối cởi mở hơn, cười nói. Tiểu tử Mông Nhạc kia cũng quá dối trá, cũng chưa từng nói trước với tôi một tiếng, thường ngày còn cùng em ấy thân thiết như thế. Nhưng mà vẫn là mấy tiểu tử này có năng lực. Ngược lại hắn cũng cao hứng thay cho Mông Nhạc. Đi tới phòng làm việc của Cung Như Xuân, đẩy cửa đi vào, chợt nghe được giọng nói hưng phấn của Cung Như Xuân. Viện trưởng Thôi, lần này học viện của thầy nở mày nở mặt rồi, ba tiểu tử này rất giỏi. Tháng 9 vườn sồi thông qua 5 hạng mục, tổng ngạch còn chưa đến 10 triệu đâu. Chương 631, Hiệp hội sáng nghiệp. Đề tài càng kéo càng xa, lời nói càng bịa càng tròn. Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng qua đây sẽ không chỉ muốn nghe hoạt động thương nghiệp của tiệm Inte. Mông Nhạc, Đỗ Phi cũng là nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, tự nhiên cũng kéo đến Hiệp hội sáng nghiệp. Rất nhiều ý nghĩ là Trương Khắc cung cấp, Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng có thể rất nhanh dung nhập những ý nghĩ này vào trong phương án chỉnh thể, cách nghĩ cũng theo đó mà thông suốt. Mông Nhạc miêu tả cho Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng, vào tương lai không lâu sau, Hiệp hội sẽ tổ chức các loại hình thức hoạt động như thiết kế tiệm Inte, thiết kế phần mềm, thiết kế Inte, thiết kế quảng cáo cũng kết hợp hoạt động thường ngày của tiệm Inte với chương trình dạy học của nhà trường. Như vậy, thương nghiệp Inte đưa vào hoạt động nhìn qua hoàn toàn là đang cung cấp cho Hiệp hội sáng nghiệp một sân chơi thực tiễn. Có tính thí nghiệm mà thôi. Còn nói thêm một số hoạt động thương nghiệp, tỉ như lợi dụng tiệm Inte cỡ lớn để tổ chức lớp đào tạo máy tính, tài trợ cho tổ chức học sinh của Học viện Thông tin mở các cuộc thi đấu game. Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng nghe xong đều liên tục gật đầu. Dù sao khác với các tổ chức học sinh thông thường, Hiệp hội sáng nghiệp sẽ quản lý tài chính sáng nghiệp 10 triệu, bất kể Cung Như Xuân hay là Thôi Quốc Hằng đều có khuynh hướng phía trường sẽ nắm giữ quyền chủ động. Điểm này, Đỗ Phi, Mông Nhạc đã sớm được Triệu Tử Lâm ở trước mặt chỉ thị. Hiệp hội sáng nghiệp dù sao vẫn phải đưa vào phạm vi của tổ chức học sinh, phải tiếp thu phía trường chỉ đạo cùng quản lý. Phần hoạt động thương nghiệp cùng quản lý tài chính nhất định phải thiết lập ở ngoài Hiệp hội sáng nghiệp. Đây là điểm mấu chốt cơ bản nhất. Mông Nhạc, Đỗ Phi còn chưa thể đấu tâm cơ với những lão già như Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng. Trước đó, Đỗ Phi và Mông Nhạc cũng đã có phân công. Lực ảnh hưởng của Đỗ Phi ở trong trường chưa thể so với Mông Nhạc. Giao tiếp với các tổ chức hiệp hội trong trường cùng với phía trường, tự nhiên lấy Mông Nhạc là chủ. Mông Nhạc nói. Đã nói qua với trung tâm sáng nghiệp vườn sồi về phương thức quản lý, phương thức công ty vận doanh cùng hiệp hội vận tác kết hợp với nhau. Mới đầu thành lập, nhân viên đăng ký vào công ty, tài chính đưa vào tài khoản công ty thống nhất quản lý,
hoạt động thương nghiệp cũng tiến hành dưới hệ thống của công ty. Kinh phí hoạt động mà Hiệp hội Sáng nghiệp yêu cầu thì đề xuất xin với công ty. Nếu Mông Nhạc đã lấy vườn sồi ra làm lá chắn, Cung Như Xuân, Thôi Quốc Hằng cũng không tiện nói cái gì. Dù sao lúc này vẫn là có thái độ ủng hộ, không có tâm tư đi động khoản tiền đó. Nếu là tổ chức học sinh, phía trường muốn an bài hai thầy chỉ đạo vừa mới tới dẫn dắt hoạt động tổ chức của Hiệp hội. Nói tới cuối cùng, Cung Như Xuân cùng Thôi Quốc Hằng thương nghị. Hiệu trưởng Lý Hồng Minh muốn đoàn ủy trường xem trọng việc này, nếu em Mông Nhạc cũng là học sinh của Học viện Thương mại Quốc tế. Thầy chỉ đạo của Hiệp hội Sáng nghiệp, theo ý kiến của tôi, bên đoàn ủy trường, bên Học viện Thương mại Quốc tế đưa ra một người. Viện trưởng Thôi thấy thế nào? Như vậy cũng tốt. Thôi Quốc Hằng còn lo lắng hưởng sái không được bao nhiêu, an bài như vậy là hợp ý hắn nhất. Đương nhiên, tư cách của hắn tại Đại học Đông Hải cao hơn Cung Như Xuân nhiều, thêm một người như Cung Như Xuân vốn chủ yếu là bắt sinh viên công tác, có thể tự mình đảm đương thầy chỉ đạo của Hiệp hội Sáng nghiệp. Nhưng hắn lại không thể tham gia vào, nhất thời còn chưa suy nghĩ ra phái ai mới thích hợp. Thôi Quốc Hằng trần chờ suy nghĩ nhân tuyển thích hợp, Trương Khác thấy ánh mắt của Ngụy Đông Cường nhìn qua, trong mắt có một tia chờ đợi. Muốn nói mọi người quan hệ hòa hợp, cho dù tư lịch của Ngụy Đông Cường không đủ, Trương Khác còn có thể kéo hắn một chút, lúc này chỉ coi như không thấy, dưới bàn công tác đá đá chân Mông Nhạc. Mông Nhạc, Đỗ Phi không cần phải quá cố kỵ trong học viện lục đục với nhau, xem ai thuận mắt xem ai không vừa mắt, thể thoáng thẳng thắn thành khẩn nói ra, dù sao còn phải trông cậy vào các thầy chỉ đạo có thể làm chút sự tình cho Hiệp hội Sáng nghiệp. Mông Nhạc ngầm hiểu, vẫn còn do dự cười nói. Cũng không biết chủ nhiệm Tần có được không, mấy ý nghĩ của tụi em vẫn là được chủ nhiệm Tần dẫn dắt đấy ạ. Nghe Mông Nhạc nói như vậy, Thôi Quốc Hằng cũng chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền hỏi Tần Cương. Tiểu Tần, anh có thể bớt chút thời gian cùng bí thư cung chỉ đạo mấy đứa nó không? Thời gian bớt chút vẫn phải có. Tần Cương nói, chỉ sợ kinh nghiệm công tác của tôi chưa đủ, sẽ gây trở ngại cho bí thư cung thôi. Công việc gì kinh nghiệm đủ hay không, tôi thấy Tiểu Tần có thể. Cung Như Xuân còn sợ Thôi Quốc Hằng nhét vào một người có thâm niên qua, liền giúp Tần Cương nói một câu. Đến lúc này, sự tình trên cơ bản đã được xác định, hội sinh viên trường cùng các tổ chức hội sinh viên đều có chỗ hoạt động chuyên môn, tập trung ở trong tòa nhà gạch đỏ trước tòa nhà chữ Y, sinh viên Đại học Đông Hải đều gọi nơi đó là Tiểu Hồng Lâu. Cung Như Xuân nhớ kỹ sát vách hội sinh viên trường có hai gian phòng làm việc bỏ không, vẫn cho hội sinh viên trường làm phòng hoạt động. Hắn liền đáp ứng cho bọn Mông Nhạc làm căn cứ của Hiệp hội Sinh viên Sáng nghiệp. Ngày hôm nay đã trễ, hắn bảo ngày mai Mông Nhạc trực tiếp đi đến hội sinh viên trường lấy chìa khóa. Mọi chuyện làm xong đã qua 8 giờ. Thôi Quốc Hằng, Cung Như Xuân đều xem như của lãnh đạo trường, thời gian mặc dù trễ lại không thể kéo Mông Nhạc, Đỗ Phi, Trương Khác đi nhà hàng ăn uống. Mọi người đều tự tản ra. Giờ có thể chân chính chiêu binh mãi mã rồi chứ. Ra khỏi phòng làm việc hiệu trưởng đã không một bóng người, Đỗ Phi mãn nguyện cảm khái, duỗi duỗi người, nắm lấy vai Mông Nhạc. Đi, đêm nay phải chúc mừng một chút, mày tranh thủ uống hết 3 chai bia đi. Chờ một lát nữa lão Tần sẽ qua đây. Mông Nhạc không vội vàng đi. Tần Cương là chủ nhiệm lớp của Mông Nhạc, còn kiêm phụ trách công tác đoàn ủy học viện, bản tính không quá tự cao tự đại, hoặc là nói vẫn chưa học được cách làm ra vẻ. Trường khác cũng chỉ coi như biết hắn, nhưng Mông Nhạc có quan hệ rất tốt với hắn. Ở trong trường, Mông Nhạc ít nhiều có vẻ ngổ ngược, còn có thể liên tục làm chủ tịch hội sinh viên của học viện hai khóa, nhân tố càng nhiều là Tần Cương coi trọng hắn. Cũng không biết Mông Nhạc vừa mới cùng Tần Cương đã làm ám hiệu gì, đợi một hồi quả nhiên Tần Cương đi vòng lại. Thấy được Trương Khác, Đỗ Phi, Tần Cương cười nói. Chủ nhiệm Ngụy của các em có việc về trước rồi. Vốn muốn hẹn thầy ấy cùng ăn cơm tối. Ha ha! Trương Khác cũng không có biểu hiện gì đối với việc này, chẳng lẽ còn muốn mình dày mặt đi mời hắn sao? Y chỉ nói giỡn với Tần Cương. Chủ nhiệm Tần, sau này bọn em cũng xem như là bám vào bắp đùi của thầy rồi đấy. Chương 632, thu nhận người mới. Học viện Thương mại Quốc tế khóa 97 mới tới hai nhân vật khó chơi, Tần Cương đã sớm nghe nói, chỉ là rất tò mò. Vì sao trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Mông Nhạc lại quen thân với họ như vậy? Thấy Trương Khác nói đùa với mình, bản tính của Tần Cương cũng hiền hòa, hỏi bọn họ. Sao các em lại quen nhau? Khi tiếp đón tân sinh, hai đứa nó quá chói mắt, nên cũng quen thôi.
Mông Nhạc giải thích, song hắn giải thích như vậy thật sự rất khó khiến người tín phục. Nhưng Tần Cương cũng không là người truy nguyên, hắn kéo Mông Nhạc, Trương Khác, Đỗ Phi cùng đi đến căn tin nhân viên trường mời bọn họ ăn cơm. Cũng không thể tưởng tượng được tinh thần phấn khởi của Đỗ Phi, Mông Nhạc, đêm Trương Khác trước 12 giờ đi ngủ, trời vừa sáng tỉnh lại, Đỗ Phi cùng Mông Nhạc vẫn còn đang trên sân thượng thương lượng cả đêm. Cho dù Hiệp hội Sáng nghiệp còn chưa có bắt đầu chiêu binh mãi mã, không có người nào thì cũng chỉ là cái xác không, vẫn là phải trước tiên thiết lập ra phương án thiết kế cùng đưa tiệm in tê vào hoạt động. Buổi sáng trước tiên tới hội sinh viên trường lấy chìa khóa của phòng làm việc, Trương Khác cùng Đỗ Phi ở lại quét dọn, viết áp phích chiêu tân. Mông Nhạc thì đến các học viện khác tìm người thương nghị xúc tiến việc thi đấu, hắn còn muốn phụ trách kéo vào một số thành viên nòng cốt, những sinh viên năm cuối có năng lực, nếu không phải nguyên nhân đặc biệt, hơn phân nửa sẽ không đến những tổ chức học sinh mới làm tân nhân gì đâu. Có cần trước tiên kéo Trần Phi Dung vào không? Đỗ Phi chủ động nhận lấy việc quét dọn, hắn đột nhiên không xác định hỏi Trương Khác. Dụ bạn ấy vào, bảo bạn ấy phụ trách việc chiêu tân, mày nói có hiệu quả hơn hai tụi mình xuất mã gấp trăm nghìn không? Mới viết áp phích được phân nửa, Trương Khác ưỡn thẳng lưng lên nói. Mày tự đi tìm cô ấy đi chấm TAO chỉ phụ trách làm trợ thủ cho tụi mày, cái trò hãm hại lừa gạt này, tụi mày tự thân xuất mã được rồi. Tao đi đâu mới tìm được Trần Phi Dung? Nếu cô ấy không có tiết, hơn phân nửa sẽ ở phòng đọc. Đỗ Phi cũng không nói thêm lời vô ích gì, xoay người liền chạy về hướng thư viện, hy vọng may mắn có thể gặp được Trần Phi Dung ở phòng đọc. Trương Khác cũng không biết buổi sáng Trần Phi Dung có tiết hay không, y vừa mới viết xong một tấm áp phích chiêu tân thì Trần Phi Dung đi tới một mình. Tiểu tử Đỗ Phi này không biết chạy đi chơi trò gì rồi, không thấy bóng dáng. Trần Phi Dung mặt hơi ửng đỏ, khí trời hơi nóng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Trương Khác, hỏi. Bạn vội vã tìm mình có chuyện gì? Bạn không sợ Đỗ Phi lừa bán bạn đi hả? Trương Khác bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, mới giải thích cho cô. Đỗ Phi cùng Mông Nhạc đã lập một tổ chức học sinh mới, mình cũng vào chơi, bạn có muốn tham dự luôn không? Thật hả? Ánh mắt Trần Phi Dung lóe lên, bộ dạng có chút vui mừng, cũng có chút chờ đợi, hỏi Trương Khác. Mình có thể sao? Trương Khác cười nói. Đỗ Phi là muốn kéo bạn vào, để dễ chiêu phong dẫn điệp đi tuyển các hội viên mới. Nếu bạn không sợ bị lừa gạt, trước hết giúp mình viết xong mớ áp phích chiêu tân này đi. Trương Khác hướng về tờ áp phích đã viết xong trên bàn đá mắt, bảo Trần Phi Dung bóc nó ra, để cho y thuận tiện viết lên mặt. Trần Phi Dung mặc áo thun tay dài, cô săn tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng tinh, thản nhiên cười, yên lặng đi tới giúp Trương Khác dán những tấm áp phích đã viết xong đến một bên đợi khô, còn giúp Trương Khác đè phẳng giấy, để tiện cho y cầm bút lông viết lên. Mông Nhạc, không phải tao không nể mặt mày, tao sẽ đến xem sao, không hợp ý sẽ quay đầu đi ngay. Tụi mình ở trong trường này đã 3 năm rồi, mày phải an bài một danh hiệu quản lý, trưởng phòng gì đấy thì tao còn có thể suy nghĩ. Mày bảo tao vào làm người mới, còn không bằng tao tiếp tục ở Hiệp hội Thư pháp. Mày cũng biết gái luyện thư pháp ở đó, thông thường nói đến khí chất thì khỏi chê. Dãy nhà hướng Bắc, ánh mặt trời buổi sáng không chiếu vào được, lúc này trong tiểu hồng lâu rất ít người, buổi chiều, buổi tối mới là thời gian sinh động của các tổ chức học sinh, râm mát mà yên tĩnh. Trần Phi Dung thản nhiên nhìn Trương Khác viết áp phích, không ngờ chữ của Trương Khác cũng đẹp như thế. Cô không biết mấy ngày này Trương Khác đang mượn việc viết áp phích để luyện chữ. Lúc này nghe ngoài cửa có âm thanh ồn ào, nhiều người đang đi về hướng này, Trần Phi Dung mở to cặp mắt trong veo nhìn Trương Khác một cái. Mông Nhạc gạt người trở về rồi. Trương Khác cười giải thích cho Trần Phi Dung, chỉ ở ngày tân sinh báo danh, Trần Phi Dung gặp qua Mông Nhạc một lần. Mới vừa nãy. Trương Khác giới thiệu một chút cho cô dự định của Đỗ Phi cùng Mông Nhạc, nghĩ thầm Trần Phi Dung ở trong trường Đại học Đông Hải rất ít giao du với bên ngoài, đại khái là không muốn người khác quấy rối cuộc sống yên tĩnh của cô. Mông Nhạc, cũng không phải tao nói mày, mày ở Học viện Thương mại Quốc tế đã làm tới Chủ tịch Hội sinh viên hai khóa rồi, tịch sư Thái cũng chưa từng nhìn thẳng vào mày lần nào. Mày làm những cái này, ra danh tiếng lớn, có được tác dụng gì? Lòng của phụ nữ, nhất định hướng phương diện khác. Mày đúng là 10 con trâu cũng kéo không trở lại được. Huynh đệ, tao van cầu mày đấy, đổi lại đối tượng đi. Tao nói này, Trần Phi Dung của Học viện Quan hệ Xã hội đẹp khỏi chê. Vẻ đẹp đó, Tịch Nhược Lâm cũng chỉ xứng làm nha đầu thông phòng, trong phạm vi Đại học Đông Hải,
cũng chỉ Giang Đại Nhi mới có thể so được với người ta. Nghe nói thằng Hồ Kim Tinh, đang để ý đến người ta rồi. Nhưng mà sao, ai đi để ý đến tụi Sida ở hội sinh viên trường làm gì? Các huynh đệ nhịn đau tặng cho mày món hàng cực phẩm đó đấy, buổi tối giúp mày đến thư viện chặn cô ấy lại. Vì mày, mấy huynh đệ chúng ta bất cứ giá nào rồi, giả Lưu Manh bị mày đấm đá cũng được. Người ngoài cửa còn đang nói, Trần Phi Dung nghe chuyện dính dáng tới mình, cô bĩu môi, mặt đỏ lên, vừa tức giận lại vừa buồn cười. Trương Khác buông bút trong tay, nhìn chằm chằm cửa, y muốn nhìn Mông Nhạc tụi kia qua đây, khi thấy được Trần Phi Dung đang ở chỗ này sẽ có vẻ mặt gì. Mông Nhạc, mày cũng đừng thắt cổ chết trên một thân cây. Người đi tuốt đằng trước lui về phía sau lấy cái mông đẩy cửa ra, hắn còn muốn nói cái gì, nhưng bị một người phía sau che miệng lại, đầu bị ép xoay lại. Thấy được Trần Phi Dung hơi giận đi vì xấu hổ, hắn mắt chữ A mồm chữ O, choáng váng vài giây. Hắt đột nhiên gào lên. Bà xã, mau ra đây xem thượng đế này. Tiếng hét chói tai làm mấy tiểu tử bu trước cửa đều bừng tỉnh. Vài người bừng tỉnh đang túm Mông Nhạc kéo vào trong phòng, vung tay vung chân. Thằng nhóc Mông Nhạc này, các huynh đệ vẫn luôn nhớ chỗ tốt nào cũng phải dành cho mày trước. Mày lại dối trá như thế, đào một cái hố to kéo các huynh đệ nhảy vào. Nói mau, sao mày lừa gạt Hoa Khôi của trường qua đây được? Oan quá, tao còn không biết cô ấy là Trần Phi Dung. Mông Nhạc thò đầu ra từ trong đám tiểu tử dây dưa, hỏi Trương Khác. Đây là hành lý của mày hay là hành lý của hỗn tiểu tử Đỗ Phi kia? Hành lý gì? Trần Phi Dung khó hiểu hỏi Trương Khác. Chương 633, có người tới hỏi tội. Khi tiếp đón tân sinh, Mông Nhạc chỉ thấy qua Trần Phi Dung một lần, nghe Trương Khác chỉ vào Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ mơ hồ nói đều là hành lý có chủ, cũng không tỉ mỉ hỏi là bạn gái của ai. Trong khoảng thời gian này, Mông Nhạc thấy được Tôn Tĩnh Mông, Địch Đan Thanh xuất hiện ở bên cạnh Trương Khác, vẫn chưa lại nhìn thấy Trần Phi Dung, Đường Thanh, cũng không có thời gian như trước đây nằm vùng trong trường lưu lãm mỹ sắc mới. Hắn vẫn nghe người khác nhắc tới tân hoa khôi mới của Đại học Đông Hải, Trần Phi Dung, đương nhiên không biết thì ra đã sớm gặp qua Trần Phi Dung. À! Trương Khác ngớ ra, tự nhiên sẽ không giải thích cho Trần Phi Dung những cái này, chỉ là cười nói với Mông Nhạc. Bạn ấy hả? Bạn ấy bị Đỗ Phi gạt vào, tao cũng không biết bạn ấy có phải có chủ. Đám tiểu tử quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Phi Dung, lại đột nhiên chuyển biến thái độ đối với Mông Nhạc, khúm núm lấy lòng hắn. Lão đại, sau này huynh đệ sẽ lăn lộn với lão đại, mấy cái quản lý, trưởng phòng tao không đòi hỏi xa đâu, lão đại an bài cho tao chạy việc cho Trần Mỹ nữ đi. Ặc. Mông Nhạc đắn đo tư thái, sửa sang lại cổ áo cho đám tiểu tử này. Hiệp hội chúng ta dù tuyển người mới cũng có yêu cầu. Lão đại không phải được voi đòi tiên đấy chứ, tụi tao cũng đã khúm núm cầu mày nhận tụi tao làm tiểu đệ rồi, có cần tụi tao quỳ xuống luôn không, tụi tao chân chính quỳ đây. Mông Nhạc cười nói, giúp Trương Khác, Trần Phi Dung giới thiệu người hắn dẫn qua. Có hai người còn là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, chẳng qua cũng như Mông Nhạc, đều bởi vì không phải xuất thân học máy tính, một người là Đồng Dược Hoa, sinh viên năm 3 của học viện luật. Một người là Thời Học Bân, sinh viên năm 2 học viện tin tức tuyên truyền, vừa rồi to mồm ở lối đi nhất chính là hắn. Khi câu lạc bộ côn trùng chân chính muốn bắt đầu khai phát game cũng trình đơn xin huy động vốn với trung tâm sáng nghiệp đầu tư vườn sồi, loại bỏ những nhân viên phi kỹ thuật như họ ra ngoài. Đồng Dược Hoa, Thời Học Bân không nhận phải chịu tình thương gì, chỉ là không cam lòng giá trị của mình bị bỏ qua, lại có quan hệ tốt với Mông Nhạc, thấy Mông Nhạc triệt để thoát ly câu lạc bộ côn trùng. Hai người bọn họ họ cũng rất ít lên BBS nữa, coi như nửa chính thức đã thoát ly câu lạc bộ rồi. Đồng Dược Hoa, Thời Học Bân, còn có hai người khác, Trương Khác cũng biết, chỉ là họ đều không biết Trương Khác mà thôi. Khi Mông Nhạc giới thiệu đến tên của Trương Khác, những người này đều vô ý thức bĩu môi, khắc chế không để cho những lời, thì ra là thằng Sida này à, nhảy ra khỏi miệng, đều cười nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, quả thật là ngưỡng mộ đã lâu đấy. Ít nhất phần nửa nữ sinh của Đại học Đông Hải đều biết anh bạn, còn tưởng rằng mới vừa vào Đại học Đông Hải cuộc sống của anh bạn sẽ rất đau khổ chứ, không ngờ anh bạn sống còn thoải mái hơn bọn tôi nhiều. Hắn tiến đến thấy được Trương Khác viết áp phích, Trần Phi Dung thì sắn tay áo giúp hắn đẻ giấy. Hắn nhìn mà thèm muốn chết. Trần Phi Dung mím môi cười,
biết những người này, ngưỡng mộ đã lâu, Trương Khác vẫn là ảnh hưởng của hiệu ứng bong bóng trước ký túc xá nữ. Mông Nhạc đẩy đám tiểu tử này ra đứng trước bàn công tác, nghiêm túc giới thiệu tình huống cho họ. Còn có một tiểu tử tên Đỗ Phi, quản lý hiệp hội, tạm thời chỉ có 3 người tụi tao thôi. Bí thư cung còn có Tần Cương của Học viện Thương mại Quốc tế, đảm nhiệm thầy chỉ đạo của hiệp hội. Như vậy, mọi người đại khái biết phân lượng của hiệp hội rồi đấy. Không phải là không phân quan tứ tước cho tụi mày, chủ yếu là tính chất của hiệp hội chúng ta có điểm khác với các tổ chức học sinh khác. Vừa định tường tận giới thiệu tình huống, nghe trong lối đi có người gọi. Mông Nhạc, Mông Nhạc. Mông Nhạc thưa lại, một lát sau không thấy người đi vào. Vị trí của Trương Khác đứng gần cửa, y mở cửa thò đầu ra nhìn hành lang một chút. Trong hành lang không một bóng người, y bĩu môi, nói đùa. Gặp phải quỷ rồi hả? Trương Khác đóng cửa lại, ra hiệu cho Mông Nhạc tiếp tục giới thiệu tình huống cho mọi người, lại nghe thấy có người ở hành lang gọi Mông Nhạc, mở cửa thấy Tịch Nhược Lâm đi cùng một nam sinh vóc dáng cao to, là người ngày đó rời khỏi sân tennis chở cô đến căn tin nhân viên trường, cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ côn trùng. Hai người từ phòng làm việc của hội sinh viên đi tới. Thì ra họ nghe được Mông Nhạc thưa lại, cho rằng Mông Nhạc đang ở trong phòng làm việc của hội sinh viên, liền chạy đến phòng làm việc của hội sinh viên tìm người. Mông Nhạc ở chỗ này, hai người tìm lộn chỗ rồi. Trương Khác thò đầu ra nói với Tịch Nhược Lâm, gọi họ qua đây. Tịch Nhược Lâm thấy Trương Khác ở chỗ này, có chút hứng thú. Buổi sáng Trương Khác không đến văn phòng khóa, nên không có ai viết áp phích. Trương Khác mở cửa cho Tịch Nhược Lâm cùng nam sinh kia đi vào, nhìn tiểu tử Mông Nhạc bắt đầu khẩn trương, y bĩu môi cười, một người bình thường tiêu sái, cũng luôn có lúc không tự nhiên. Biết rõ Tịch Nhược Lâm cùng nam sinh kia vì sao tìm tới, Trương Khác vẫn hỏi. Hai người qua đây tìm Mông Nhạc có chuyện gì? Nam sinh kia nhìn Trương Khác một cái, không để ý đến y, trực tiếp hỏi Mông Nhạc. Mày rốt cuộc đang làm trò quỷ gì, vì sao sáng sớm hôm nay bọn tao nhận được thông chi, nói kế hoạch hạng mục kia đang ở trong tay mày. Giọng điệu có chút bực mình, hình như đã bị mạo phạm vậy. Thiệu Bân, kế hoạch hạng mục gì, sao mày vừa qua đây liền nói chuyện không đầu không đuôi gì vậy? Trước đây thời học Bân là thành viên của câu lạc bộ côn trùng, cũng tham dự vào thiết lập game lúc đầu, nên nhận ra nam sinh kia đi vào cùng Tịch Nhược Lâm. Giả bộ cái gì? Tụi mày làm ra trò quỷ, không biết là kế hoạch hạng mục gì hả? Nam sinh đi vào cùng Tịch Nhược Lâm nói hơi nặng lời, lúc trước bài trừ nhân viên phi kỹ thuật ra ngoài, liền hiểu được trong lòng họ không thoải mái. Sáng nay hắn nhận được điện thoại của Trung tâm Sáng nghiệp Đầu tư Vườn Sồi thông báo là hạng mục Tam Quốc Liệt Truyện đã rơi vào tay Mông Nhạc. Hắn đầy bụng khó hiểu, chạy tới đây lại thấy Mông Nhạc cùng hai thành viên thoát ly khỏi câu lạc bộ côn trùng đang ở chỗ này, hắn khó tránh khỏi nghĩ đến điểm khác. Tụi thời học Bân quả thật không biết tình huống. Trương Khác bước tới trước một bước. Để tôi giải thích với anh chuyện là sao, trong kế hoạch kinh doanh của anh không thấy có tinh thần hợp tác đoàn đội gì hết. Bên Vườn Sồi không cho rằng chỉ là một số người xuất thân học máy tính là có thể làm tốt một hạng mục thương nghiệp khai phát game, cho nên, kế hoạch của các anh bị phán định là không có giá trị thương nghiệp bao nhiêu, sáng sớm bị bên Vườn Sồi loại bỏ rồi. Nói đến đây, Trương Khác dừng lại một chút, nhìn Tịch Nhược Lâm một cái. Lại không chút khách khí, lấy giọng điệu dạy bảo nói với nam sinh cao giáo đứng bên cạnh cô. Thật đáng tiếc không kịp thời thông chi cho anh và các thành viên khác của câu lạc bộ côn trùng. Về phần kế hoạch hạng mục vì sao nằm trong tay Mông Nhạc. Để tôi nói cho mọi người, Mông Nhạc cùng kế hoạch thương nghiệp của chúng tôi lấy được khoản đầu tư 10 triệu từ Vườn Sồi. Mông Nhạc cho rằng kế hoạch khai phát game của câu lạc bộ côn trùng vẫn còn có đường sống cứu vãn, chủ động yêu cầu nhận lấy hạng mục. Cho nên... vốn huy động của các anh xin đã từ Vườn Sồi chuyển tới tay chúng tôi. Về phần chúng tôi là ai? Tôi nói cho anh biết, thời gian rất gấp, hôm qua mới đề xuất với bí thư cung thành lập hội nghị sáng nghiệp, còn chưa kịp treo bảng hiệu lên. Sau này ở đây là địa bàn của hiệp hội sáng nghiệp, hiệp hội mới thành lập. Chúng tôi từ Vườn Sồi lấy được 10 triệu tài chính, chủ yếu là ủng hộ học sinh sáng nghiệp, có một số hạng mục Vườn Sồi cho rằng không có bao nhiêu giá trị thương nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc từ góc hộ giúp đỡ học sinh sáng nghiệp mà duy trì. Rất xin lỗi, ngày hôm qua vừa mới lấy kế hoạch hạng mục, còn chưa kịp liên lạc với bên các anh. Nghe giọng điệu của anh, hình như chịu oan ức lắm. Nếu như anh có thể đại biểu các hội viên khác của câu lạc bộ côn trùng, hiện tại có thể cầm lại kế hoạch hạng mục, rút, anh tên Thiệu Bân đúng không?
anh cũng không phải người liên lạc mà kế hoạch này chỉ định mà. Anh cũng không có tư cách đề xuất rút yêu cầu về. Trương Khắc quay đầu lại hỏi Mông Nhạc. Người liên lạc là ai? Hình như nhớ kỹ tên Thi Tân Phi. Bị Trương Khắc lên mặt dậy bảo một trận, Thiệu Bân hết dám ho he, có chút khó tin nhìn Mông Nhạc, sao họ có khả năng từ trung tâm đầu tư sáng nghiệp của vườn sồi lấy được nhiều tiền như vậy. Có Trương Khắc giúp mình ngăn cản lần này, Mông Nhạc phục hồi tinh thần lại, tầm mắt rời khỏi Tịch Nhược Lâm, nói với Thiệu Bân. Mày đi tìm tụi Thi Tân Phi qua đây nói chuyện với tao, trừng mắt, sắn tay áo cái gì, ở đây không ai thiếu tiền mày đâu. Giọng điệu ít nhiều có chút không khách khí. Lúc trước chính là tiểu tử này kiên trì loại bỏ các nhân viên phi kỹ thuật khác, lại là tiểu tử này cả ngày cứ quấn lấy Tịch Nhược Lâm, mặc dù nói Tịch Nhược Lâm có bạn trai khác, nhưng Mông Nhạc ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu với hắn, chỉ là vừa mới nhìn thấy Tịch Nhược Lâm cùng đi vào, còn chưa chuẩn bị đối mặt với Tịch Nhược Lâm thế nào, có chút bất an cùng khẩn trương. Lúc này thì tốt hơn nhiều rồi. Tay Trương Khắc bỏ sau lưng dựng thẳng một ngón cái với Mông Nhạc, hy vọng hắn có thể cường thế một chút, như vậy mới có thể trấn áp cục diện. Tịch Nhược Lâm cũng cảm thấy rất khó tin, thấy Mông Nhạc muốn trở mặt đuổi Thiệu Bân ra ngoài, cô mới nói. Sáng sớm nhận được điện thoại báo tin của vườn sồi, liền cùng nhóm Thi Tân Phi tìm bạn khắp trường, mình cùng với Thiệu Bân nghe nói bạn ở bên Tiểu Hồng Lâu. Bên Thi Tân Phi lập tức sẽ chạy tới thôi. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân vội vàng, Thời Học Bân đi tới cửa nhìn một chút, gọi bọn Thi Tân Phi. Ở chỗ này, Đỗ Phi cũng từ bên ngoài gấp gáp trở về. Vừa đi vào liền kinh ngạc. Mới ra ngoài còn chưa đến 2 giờ, tiểu tử Mông Nhạc này lại gạt được nhiều người đến như vậy à? Thấy được Tịch Nhược Lâm cũng đứng ở đây, Đỗ Phi nói. Con tưởng rằng tiểu tử này không dám nói với Tịch sư tỷ chứ, không ngờ mày có gan gạt cả Tịch sư tỷ cơ đấy. Bầu không khí trước đó ít nhiều có phần dương cung bạt kiếm, lại bị Đỗ Phi làm nhạt đi. Gạch dưới 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 gạch dưới. Chương 634, Khoa Vương chia tách. Đỗ Phi buổi chiều còn phải đi thảo luận chi tiết đăng ký công ty, hắn vội vã ăn xong rồi đi, Địch Đần Thanh không muốn về nhà khách nghỉ trưa, liền theo đám Trương Khắc tới Tiểu Hồng Lâu tham quan cạnh tranh sáng nghiệp. Định Đan Thanh là cô gái xinh đẹp lộng lẫy, làn da sáng bóng như tuyết. Người như phủ một lớp hào quang, vẻ đẹp thành thục mặn mà, một phong tình thấm tận xương tủy. Đám người Thi Học Bân, Đổng Dược Hoa nhìn thấy Trần Phi Dung còn dám cợt nhả trêu chọc, còn với Địch Đan Thanh, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô cũng không dám. Địch Đan Thanh bồi tiếp nhân vật nhàn tản như Trương Khắc, Trần Phi Dung đứng ở cửa sổ trò chuyện, Tịch Nhược Lâm giữ thân phận, không nói không gia nhập hiệp hội sáng nghiệp, cũng không đi tranh chức vị phụ trách với đám Thời Học Bân. Cũng đứng ở cửa sổ chỗ Trương Khắc, nhìn đám Thời Học Bân hăng hái nói về cuộc thi như uống thuốc kích thích. Adrenaline đúng là thứ thần kỳ. Trương Khắc cảm khái nói. Còn lo mọi người không quen nhau, bảo bọn họ cạnh tranh nội bộ sẽ không ra gì, ai ngờ chị Địch vừa xuất hiện một cái, làm bọn họ rút đao đâm nhau cũng được. Địch Đan Thanh nguyết dài. Ai chả biết cậu coi nơi này là căn cứ bồi dưỡng. Trương Khắc chỉ cười không nói gì. Tịch Nhược Lâm không hiểu lời Địch Đan Thanh, trước mặt Địch Đan Thanh, cô ta không tránh khỏi tự ti. Thực ra mà nói, trước vẻ đẹp rực sáng của Địch Đan Thanh thì rất ít nữ nhân giữ được tự tin. Nghe Trương Khắc ba hoa, Trần Phi Dung che miệng cười khúc khích, trước Tết tới Tân Vu chơi còn được Địch Đan Thanh chiêu đãi, không nghe Trương Khắc nói Địch Đan Thanh cũng ở trong trường. Tới giờ thư viện mở cửa, đám Trương Khắc liền đi trước. Bọn họ vừa đi, sĩ khí bên này tức tốc giảm xuống 2 cấp. Thời Học Bân dò hỏi Tịch Nhược Lâm. Chị là trợ lý chủ nhiệm khóa của Trương Khắc, thằng nhãi đó lai lịch ra sao mà mỹ nữ cứ như do y nuôi trong nhà, kéo được Trần Phi Dung ra đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Lại còn quen biết một siêu cấp đại mỹ nữ như thế, không phải quá đáng à? Tôi làm sao mà biết? Tịch Nhược Lâm nghĩ tới Tôn Tĩnh Mông, phải thừa nhận ở trước những mỹ nữ của Trương Khắc, bản thân mình thất sắc đi rất nhiều. Mông Nhạc còn biết bạn gái chính thức của Trương Khắc là Đường Thanh cũng thuộc hàng yêu tinh gây họa, vỗ vai Thời Học Bân. Người anh em, biết mục tiêu cuộc đời ở đâu rồi chứ? Nỗ lực lên. Nhưng thằng nhãi đó có nỗ lực gì đâu. Thời Học Bân oán trách. Chị Tịch, hay là chị thương tôi một chút, nếu kìm nén quá lâu, tôi sẽ phản nhân loại, phản xã hội mất, coi như chị cứu vớt nhân loại,
tốt xấu cũng cho tôi có mỹ nhân để oai phong vài ngày. Xéo. Không có mặt đám Trương Khác, Đỗ Phi ở đây Tịch Nhược Lâm không cần giữ thân phận trợ lý chủ nhiệm nữa, giơ chân muốn đá, làm đám thời học bơ sợ hãi bỏ chạy. Địch Đan Thanh không vào được phòng mượn sách, Trương Khác bảo cô viết tên sách cần ra, y và Trần Phi Dung vào mượn giúp. Năm 97, Đại học Đông Hải còn chưa có hệ thống máy tính lưu trữ thông tin về các đầu sách, muốn mượn sách phải kiên nhẫn tra mấy quyển mục lục, tố mất quả nửa tiếng mới kiếm đủ số sách Địch Đan Thanh cần. Lúc đi ra thấy Địch Đan Thanh đang đứng nói chuyện với một nam nhân. Địch Đan Thanh mặt tỏ vẻ bực bội, nhìn thấy hai người Trương Khác đi ra, mỉm cười nói. Người tôi đợi ra rồi, cảm ơn anh bồi tiếp tôi trong thời gian buồn tẻ. Rồi bỏ kẻ đó lại, mỉm cười quyến rũ đi về phía Trương Khác. Người kia nhìn Trương Khác thấy quen quen, không nhận ra. Trương Khác thì nhận ra hắn là nam nhân cùng Tịch Nhược Lâm đi lên núi Hợp Hoan, hỏi nhỏ Địch Đan Thanh. Tên kia có bị chị Địch mê hoặc tới điên đảo hồn phách khai cả tổ tiên 18 đời ra không? Khả năng tổ tiên 18 đời của hắn chẳng có gì đáng để khoe khoang, đợi hai cô cậu nửa tiếng đồng hồ, chỉ nghe thấy hắn kể về bản thân, bà cô đây chán tai, nếu chẳng phải quá buồn tẻ thì sớm đá cho hắn ngã xuống lầu rồi. Địch Đan Thanh hay ngón tay kẹp tấm danh thiếp định ném vào thùng rác. Là bạn cùng ban bồi huấn, tên này rất phù phiếm. Trương Khác lấy tấm danh thiếp xem. Vương Túc Hải tổng giám đốc công ty hữu hạn khoa kỹ Hải Túc, có điều cái thời đại này, giám đốc chủ tịch chạy đầy đường, thuận tay vứt hộ vào thùng rác giúp Địch Đan Thanh. Trần Phi Dung buổi chiều không có tiết, Trương Khác định cùng đốt thời gian trong phòng đọc sách. Chia tay Địch Đan Thanh ở thư viện, Trương Khác cùng Trần Phi Dung vào phòng đọc sách, thấy Trần Phi Dung cùng mình đi tới giá sách kinh tế, còn định hỏi cô vì sao hứng thú với loại sách kinh tế, thì di động trong túi vang lên, là điện thoại của Thái Phi Quyên. Chỗ này chỉ có hai bọ nhỏ, nên y nhận máy luôn. Trần Phi Dung vẫy vẫy tay, đôi mắt biết nói đang hỏi Trương Khác có cần giúp cầm sách không. Trương Khác đưa sách cho cô, nhìn Trần Phi Dung ôm sách trong lòng tiếp tục đi chọn sách, vẻ đẹp như lan như huệ khiến Trương Khác cảm thấy tĩnh mịch êm ái như ở cùng cô bạn hàng xóm lâu năm. Thái Phi Quyên vừa được tin tức từ Cục Công Thương Hải Châu, bọn họ nhận được 4 đơn xin đăng ký công ty đều liên quan tới Khoa Vương. Làm người ta không hiểu là 4 công ty này được quyền sử dụng thương hiệu lẫn tài sản vô hình của Khoa Vương. 3 công ty đầu là đầu tư tư nhân của tập đoàn Gia Tín và tập đoàn Chính Thái, công ty cuối cùng do tập đoàn Đại Nhã là nhà đầu tư chủ yếu, có một tin tức làm người ta không ngờ tới, Úc Bình nắm 30% cổ phần của công ty này, hơn nữa còn được chỉ định làm đại biểu pháp nhân. Thái Phi Quyên hỏi. Điều này liệu có phải nói lên rằng tập đoàn Đại Nhã và Tạ Gia đã bán chính thức chia tách? Không ngờ Khoa Vương lấy phương thức này đi lên con đường đa nguy hiểm nhóa, đúng là bất ngờ, vốn cổ đông Khoa Vương đã bằng mặt không bằng lòng rồi, bọn họ đều đang lấy Khoa Vương ra làm lợi thế giao dịch đây. Trương Khác cảm khái. Nếu không Đại Nhã khó mà phân rõ giới hạn được, chắc là Úc Bình phát huy tác dụng trong chuyện này, chúng ta đợi xem biến hóa đi. Có thể Úc Bình đúng là nhân vật lợi hại, trước kia không chú ý tới cô ta lắm, chỉ biết cô ta là tình nhân của Chu Phú Minh. Từ phục vụ của nhà khách Văn Sơn, trói được Chu Phú Minh, từ đó nhảy giang làm giám đốc Khoa Vương, hiện ra mặt tách Đại Nhã khỏi Tạ Gia, thực sự không thể coi thường được. Không rõ quá trình cụ thể ra sao, nhưng không có Úc Bình, không có Chu Phú Minh đứng sau lấy địa ốc Cẩm Thành ra làm lợi thế giao dịch thì khó mà phát sinh chuyện này được. Tạ Gia không dễ dàng từ bỏ bất kỳ một đối tượng có thể hút máu nào, Đại Nhã xem như sơ bộ có thể thoát thân rồi. Đăng ký một công ty không cần tốn nhiều tiền, quan trọng là hiệp nghị sử dụng thương hiệu Khoa Vương hay không, trong tay Úc Bình hẳn là không có nhiều tiền công khai lắm, rất khả năng phần này là giao dịch quyền tiền. Trương Khắc cười, trong vụ này Tạ Chiêm mới là người bị vứt bỏ hoàn toàn, không biết hắn có vùng vẫy chút nào không. Phát sinh ra chuyện này, có lẽ có thể nói Đại Nhã đã thông minh hơn một chút, song không hiểu trong lòng Trần Tĩnh sẽ có cảm xúc gì. Cô ấy nhất định không dễ chịu. Loại tin tức này không thể ảnh hưởng tới tâm tình của Trương Khác, nhét đi đồng vào túi, nhận lấy đống sách còn thoảng mùi cơ thể của Trần Phi Dung, hỏi. Sao bạn lại xem mấy thứ sách này, không thấy chán à? Cũng ổn, ba mình hy vọng sau này mình làm quán ăn thêm phát triển mà. Trần Phi Dung cười nhẹ. Mỗi tội không biết đọc từ đâu. Chương 635, NTD bị bỏ rơi. Vậy để mình tiến cử cho vài cuốn.
Trương Khác đưa tay ra chọn sách, di động trong túi lại đột ngột rang lên, giật mình, ngón tay chạm vào mu bàn tay mát lạnh như ngọc của Trờ Phi Dung cũng đưa lên lấy sách, thấy cô rụt tay lại, Trương Khác mỉm cười xin lỗi, y không cố ý, lấy di động ra. Hôm nay lắm việc quá, toàn việc lặt vặt, nếu lại là chuyện lặt vặt nữa thì bọn họ biết tay mình, lâu lắm rồi mình không chửi ai. Nhìn số máy, là Diệp Kiến Bân gọi từ Hong Kong. Trương Khác nhận điện thoại. Có chuyện gì mà đột nhiên gọi điện thoại, thấy mỹ nhân bên cạnh tôi nhiều quá nên ghen tị phá đám người ta tình tứ hả? Nghe Trương Khác nói lung tung, Trần Phi Dung đỏ mặt trừng mắt nhìn y, Trương Khác luôn chiếm lợi mồm mép với các cô gái, thấy Trương Khác cười nhả nhớt chỉ biết lắc đầu, đi ra chỗ khác không làm ảnh hưởng tới y nói chuyện, cô luôn nhìn không quan tâm tới mây mù bí mật bao phủ xung quanh Trương Khác. Chính quyền Đài Loan vừa tuyên bố bỏ tỷ giá NTD, làm NTD trong chớp mắt hạ xuống 3%. Chứng khoán các quốc gia châu Á cũng tụt theo, bão lại nổi lên rồi. Diệp Kiến Bân hưng phấn nói. Cậu cũng nên nhúc nhích đi chứ, đừng suốt ngày trốn trong trường dụ dỗ các cô bé nữa. Đồng NTD bị bỏ rơi là điều có thể dự kiến, cơn bão tài chính ở Hàn Quốc có thể bộc phát sớm rồi. Được, tôi có máy bay thì tôi đi ngay. Trương Khắc sảng khoái đồng ý, chẳng phải là chuyên môn vì chuyện quỹ đầu tư. Còn vì cơn bão tài chính lan tới Nhật Hàn sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới sản nghiệp điện tử ở châu Á. Chu Du cũng định tới Malaysia đàm phán chuyện mua cổ phần xí nghiệp bột giấy, hắn đang ở kiến nghiệp, Trương Khác liền gọi hắn tới cùng mình đi Hồng Kông trước, lại gọi điện cho Phó Tuấn đặt vé mánh bay, xác định 4 giờ còn vé trống, tiếp đó gọi điện cho Đường Thanh, bảo cô không cần chuẩn bị về nghỉ lễ quốc khánh nữa, y sẽ ở lại Hồng Kông với cô. Vậy Phi Dung thì sao? Bọn mình đã chuẩn bị kế hoạch nhiều ngày rồi. Đường Thanh do dự hỏi. Hay là đưa bạn ấy đi theo đi, dù sao bạn ấy ở lại kiến nghiệp một mình cũng rất buồn. Cô ấy ở ngay đây, bạn nói với cô ấy đi. Trương Khác vẫy tay gọi Trần Phi Dung, đưa di động lên nói nhỏ. Đường Thanh muốn nói chuyện với bạn. Trần Phi Dung nhận lấy di động, khi nói chuyện còn mím môi nhìn Trương Khác, nói. Mình không phải trẻ hư. Sao có thể trốn học mấy ngày liền được? Các bạn chơi vui vẻ nhé. Trương Khác chẳng biết câu này cô nói với Đường Thanh hay nói với mình. Phó Tuấn mau chóng lái xe tới thư viện, đợi Chu Du qua tụ họp, Trương Khác chỉ kịp gọi điện báo cho Đỗ Phi, nhờ hắn xin nghỉ phép hộ, không để đám Ngụy Đông Cường tưởng rằng mình đã mất tích, rồi lên xe tới sân bay quốc tế. Trên đường đi Trương Khác lại liên lạc với Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông ở Hải Châu, Tiêu Tấn Thành ở Nhật, Thành Hán Trương ở Mỹ. NTD bị bỏ rơi, cơn bão tài chính khả năng sẽ tập kích Hàn Quốc trong thời gian gần. Trần Tín Sinh có kế hoạch 2 ngày nữa tới Đông Nam Á tìm nhân thủ thích hợp cho kế hoạch vườn sồi, Trương Khảo bảo hắn tạm hoãn chuyến đi, tới Hong Kong quan sát thế cục biến hóa. Vũ bão nổi lại, mọi người tập trung ở Hong Kong là tiện nhất, y luôn liên lạc với Hứa Tư và Đường Thanh, biết mấy ngày hôm nay trời Hong Kong luôn có mưa. Hứa Tư và Đường Thanh đều ở Hong Kong. Bất kể là gặp ai đều khiến người còn lại bị lạnh nhạt, nếu như có thể Trương Khác không muốn làm bất kỳ cô gái nào phải buồn chút nào, cả hai đều là trái tim và linh hồn của y, nghĩ thôi đã thấy lòng đau nhói. Ai bảo mình tham lam như thế? Bay tới bầu trời Hong Kong, nhìn màn mưa ướt sượt phía dưới, lúc nãy thành phố đã sáng đèn, trông cứ như toàn bộ sao trời rơi xuống dòng sông. Ở trên tầng mây còn nhìn thấy sao băng đấy. Trương Khác vừa hạ cánh liền gọi điện cho Hứa Tư, cô ở chung cư cao cấp ảnh Loan Viên, y không thể tới đó được. Tương Vi đã chính thức phụ trách chức vụ tổng giám đốc điều hành của Việt Tú, đích thân tới sân bay đón Trương Khác. Bọn họ trực tiếp tới khách sạn bán đảo, Diệp Kiến Bân đợi hắn ở đó, lúc này Đường Thanh và Thịnh Hạ cũng đang trên đường tới. Diệp Kiến Bân ở khách sạn bán đảo tới 5 tháng rồi, dùng lời hắn mà nói thì ở thêm nữa sẽ khó chịu nôn mất. Hắn nói thế chỉ là vờ vịt thôi, từ mùa thu tới giờ, Tôn Tĩnh Hương luôn ở Hong Kong, hắn lại sướng đến quên đường về nhà luôn rồi ấy chứ, nếu chẳng phải hôm nay chính quyền Đài Loan không bất ngờ tuyên bố bỏ tỷ giá cố định của NTD chỉ e hắn chẳng nhớ tới mình, Trương Khác biết thừa. Xe tới khách sạn, vừa vặn Đường Thanh và Thịnh Hạ tới nơi, bọn họ đang đi lên bậc thềm khách sạn nghe Trương Khác liền quay đầu lại. Trong nước đã là mùa thu, Hong Kong vẫn còn giữa mùa hè, Đường Thanh tay cầm chiếc ô hồng. Mặc áo liền váy màu lam, chẳng cần son phấn, yêu kiều đứng dưới cột đèn giả cổ, trông giống tinh linh mỹ lệ trong đêm mưa, giây phút nhìn thấy Trương Khác từ xe đi ra,
môi xinh khẽ hé, ánh mắt bừng bừng say đắm. Trương Khác giang tay ra, nghênh đón cô công chúa thẹn thùng nhào vào lòng, khẽ ôm lấy mông cô nàng, mũi ngửi hương thơm thanh mát, ngây ngất như chìm trong mộng. Bọn mình trốn ra đấy, dám thì túc xá là bà già vừa cổ quái vừa nghiêm khắc, nếu vừa muộn quá là không được đâu. Đường Thanh ôm chặt lấy cổ Trương Khác, khẽ nói. Vậy thì đừng về nữa là được mà. Trương Khác ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh, tới chào Thịnh Hạ. Đỗ Phi không bỏ thời gian tới đây được, nếu cô muốn gặp nó thì phải tự tới kiến nghiệp thôi. Ai thèm nhớ hắn? Thịnh Hạ mạnh miệng nói. Đi vào khách sạn, trừ Diệp Kiến Bân, Nick Leeson ra thì Cát Minh Đức cũng đã tới đó. Trương Khác không vội nói chuyện, Đường Thanh đợi y tới giờ vẫn chưa ăn cơm, liền tới tầng thượng ăn cơm, sau đó Đường Thanh và Thịnh Hạ đi xuống khu mua sắm, để đám Trương Khác bàn công việc. Kinh tế Đài Loan mấy năm qua tăng trưởng chậm, nhưng còn chưa tới mép suy thoái, không có vẻ giống không chịu nổi công kích, nhưng chính quyền Đài Loan đột nhiên tuyên bố thả nổi NDT, đúng là đả kích lớn với thị trường tài chính châu Á, chỉ số Hang Seng Index chiều nay giảm tới 300 điểm. Diệp Kiến Bân giới thiệu sơ qua tình huống. Trước khi tới đây Trương Khác đã mua báo tối Hong Kong xem rồi, trừ lúc mới tuyên bố thả nổi thì NDT có dao động sụt giảm trong thời gian ngắn ra thì sau đó tương đối ổn định. Kinh tế Đài Loan không có vấn đề lắm, đại khái là thừa lúc tiền sụt giá, bảo hộ xí nghiệp xuất khẩu không bị tác động quá lớn. Tôi nghĩ các quỹ đầu cơ quốc tế không quá hứng thú với NDT, đây chỉ là một ngòi thuốc nổ, khiến thị trường tài chính châu Á càng thêm bấp bênh, cũng tăng thêm tự tin cho đám cá mập tiếp tục hủy hoại kinh tế châu Á. Đúng thế, kinh tế Đài Loan không có sơ hở lớn, còn hệ thống tài chính Hàn Quốc thì thủng lỗ chỗ từ trên xuống dưới. Cát Minh Đức thở dài. Bốn con hổ nhỏ đã đại bại, bốn con rồng nhỏ 20 năm qua thành tựu kinh tế chói lọi, nên mọi người còn mang hy vọng nhất định. Hôm nay tự tin đó bị khoét một lỗ. Từ sau khi thu tay ở Indonesia, đám Trương Khác không đi theo đám đầu cơ quốc tế cắn xé lung tung, mà tập trung đoản vị ở thị trường ngoại hối quốc tế với đồng won. Mặc dù sau khi Thái Lan bùng phát nguy cơ tài chính, các quốc gia châu Á tăng cường cảnh giác, nhưng không thể lấp đầy tất cả các khoảng trống. Đoản vị short position là số cổ phiếu hoặc trái phiếu mà một người kinh doanh không phải là người sở hữu chúng. Ví dụ trong hợp đồng quyền chọn bán put option, một người sẽ mua quyền chọn bán cho một số lượng cổ phiếu nhất định do anh ta nắm giữ với giá ở thời điểm hiện tại bằng giá thị trường. Nhưng trong tương lai, giá cổ phiếu trên thị trường giảm xuống, anh ta sẽ đi mua những cổ phiếu giá thấp đó và về bán lại với giá bằng giá trong hợp đồng, tức là giá cao hơn, anh ta sẽ ăn chênh lệch và trả được số nợ đi vay để mua. Hy vọng khái niệm này giải thích được phần nào thắc mắc hôm nọ của Zomua Đông. Chương 636, mèo mù mất cá rán. Chính quyền Đài Loan xưa nay chưa hề có động thái nào thể hiện chủ động giảm giá DNT, nhưng sau khi cơn bão tài chính bùng phát, thái độ bọn họ bắt đầu thay đổi, tích cực cố thủ tỷ giá DNT, hôm nay bất ngờ buông tay, ý tứ ẩn giấu trong đó rất hiểm. Khả năng chính quyền Đài Loan đang đặt bẫy đám đầu cơ tiền tệ quốc tế, cũng có khả năng có nhân tố chính trị trong đó. Một số lời không thể nói với Nick Leeson và Cát Minh Đức, ban đêm liền liên lạc với Diệp Chăn Dân. DNT thả nổi vào ngày 24 khiến chính phủ Hong Kong cực kỳ khốn đốn. Chỉ 4 ngày nữa thôi là vào kỳ giao cắt quý của chỉ số Hang Seng Index, mấy ngày này vốn là thời cơ có lợi cho Cục Quản lý Tài chính tiến vào giai đoạn phản kích tiền kỳ, hôm qua đột nhiên tình thế xấu đi, tình thế tốt không còn nữa, chứng khoán Hong Kong rất có thể xấu đi trong 4 ngày cuối. Diệp Chăn Dân cùng quan viên chính phủ Hong Kong đêm nay chắc chắn sẽ mất ngủ. Sáng sớm hôm sau trời vẫn mưa, xa xa trên mặt biển truyền tới tiếng còi ơi, Thịnh Hạ đã về trường đi học rồi, trong tiếng mưa như tiếng nhạc ru sáng sớm Trương Khác chìm trong giấc ngủ ngon lành, tới khi Đường Thanh chui vào trong chăn mới tỉnh lại. Đường Thanh mặc váy ngủ lụa, nhưng da thịt lộ ra ngoài còn trơn mịn hơn cả lụa. Trương Khác ôm lấy khuôn mặt xinh xắn vẫn còn buồn ngủ của Đường Thanh. Hai mắt nhắm tịt không muốn mở ra, người giúp vào lòng Trương Khác, cô nàng vất vả lắm mới đợi được Thịnh Thanh đi học để chui vào đây. Nhìn cánh môi đỏ mọng cong lên đầy khiêu gợi, Trương Khác áp môi tới định hôn, nhưng bị Đường Thanh đưa 10 ngón tay như ngọc ra bịt lấy miệng đẩy ra, giận dỗi nói. Bạn chưa đánh răng. Chăn tuột xuống eo, áo ngủ sộc sạch lộ ra mảng ngực trắng nõn nà, Đường Thanh thấy Trương Khác mắt hào háo nhìn ngực mình, đưa tay kéo cổ áo lên, nũng nịu nói.
mình chỉ tới đây mượn lồng ngực bạn ngủ bù thôi đấy. Ngủ bù là sướng nhất. Cô nàng ưỡn ngực lên, làm động tác vươn mình cực kỳ dụ hoặc, làm Trương Khác miệng khô khốc, cô nàng lật người lại, đè lên người Trương Khác, thỏ thẻ. Lồng ngực bạn luôn sẵn sàng cho mình chui vào ngủ bù một giấc thoải mái phải không? Cô bé con cuối cùng cũng đã lớn rồi, Trương Khác cảm nhận một cách hết sức cường liệt sự mềm mại và đàn hồi của hai cái bánh bao kia, yếu hầu Trương Khác cuộn lên cuộn xuống, tay trở nên run run đặt lên cặp mông tròn cô nàng ve vuốt, dù cách lớp lụa mỏng, cảm giác không khác gì chạm vào giả thịt thực sự là bao. Trương Khác hết xoa, bóp, nhào nặn đủ kiểu làm Đường Thanh run lên từ ngồi, cơ thể quằn quại trong lòng Trương Khác. Gò má trắng trẻo dần dần nhây hơi đỏ, cặp mắt long lanh như được phủ bởi một lớp sương mù, tỏa ra thần thái mê người. Lý trí Trương Khác tiêu tan, dục vọng dồn nén bao lâu của y với Đường Thanh tràn ra như đê vỡ, hai mắt đỏ rực lên, tay bóp chặt lấy mông Đường Thanh từ mơn trớn ve vuốt chuyển sang dày vò, làm Đường Thanh phát ra tiếng rên tựa đau đớn nhưng mắt nhắm nghiền cổ dướn cao tựa như cực kỳ sung sướng. Thanh Thanh, bạn đúng là một con tiểu yêu tinh. Giọng Trương Khác khàn đặc. Tiếng rên rỉ của Đường Thanh làm thú huyết của Trương Khác sôi lên sùng sục, nắm lấy quai áo ngủ của Đường Thanh khéo tuột tới đùi. Tâm thân ngọc ngà phơi bày trọn vẹn trước mắt Trương Khác, dưới ánh sáng mặt trời như tỏa hào quang lấp lánh, mê người nhất là đôi mắt khép hờ lộ ra sức quyến rũ thanh xuân vô hạn, cặp đùi trắng mịn màng e thẹn khép lại. Dáng vẻ như trêu ngươi này của Đường Thanh làm Trương Khác mê muội, nâng mông cô lên, muốn cởi chiếc quần lót của cô xuống, hạ thể của y đã cứng lên như sắt. Chiếc di động đặt trên tủ đầu giường rung lên không đúng lúc, Trương Khác tất nhiên chẳng hề nghe thấy, nhưng đôi mắt mê ly của Đường Thanh tỉnh táo trở lại, nhìn chiếc điện thoại vẫn cứng đầu rung mãi, kéo chăn bọc lấy người, nói. Nghe đi, có khi là chuyện quan trọng đấy. Trương Khác lúc này không phải muốn nghe điện thoại mà là muốn đập tan tành nó, nhưng chẳng còn cách nào khác đành cố áp chế dục vọng nhấn nút nghe. Là điện thoại của Trần Tín Sinh, ngay đêm hắn đã tới kiến nghiệp, sắp lên máy bay tới Hong Kong. Trương Khác tức điên, lần này tháo ngay pin ra ném xuống đất, quay lại khát vọng nhìn Đường Thanh. Chúng ta tiếp tục nhé. Đường Thanh cười khúc khích, mặt đỏ bừng xấu hổ. Khó khăn lắm mới lấy được dũng khí, giờ thì hết rồi, mình còn phải đến trường đi học nữa. Khóe mắt liếc qua người Trương Khác, quay vội đi, cầm lấy quần xịp của Trương Khác ném vào y. Xấu quá, mau mặc vào. Cô nàng chui vào chăn trước, mau chóc mặc lại váy ngủ. Chẳng nỡ cưỡng ép cô nàng, Trương Khác đành mặc lại y phục, Đường Thanh thò đầu ra, thấy y lắm lại chiếc di động, mặt ỉu xìu thất vọng, như đứa bé làm hỏng mất món đồ chơi yêu thích rất tức cười, ôm lấy y từ đằng sau, áp mặt vào lưng y, nói nhỏ xíu dỗ dành. Bạn còn ở Hong Kong mà, biết đâu lần sau mình lấy được dũng khí thì sao? Trương Khác mắt sáng lên, phấn chấn trở lại, đúng thế dù sao thời gian này mình ở Hong Kong, chỉ cần Đường Thanh có ý thức chấp nhận việc này, lo gì nữa. Và lại lần đầu của hai người diễn ra trong hoàn cảnh không rõ ràng như thế, chung quy có chút nuối tiếc, y thì không vấn đề gì lắm, nhưng không phải với Đường Thanh, nghĩ thế tình dục lắng xuống, ôm Đường Thanh vào lòng ngắm mưa gió bên ngoài thủ thỉ những lời nhớ thương. Đưa Đường Thanh tới trường học trước, sau đó Trương Khác ra sân bay đón Tiêu Tấn Thành, Trần Tín Sinh, Đàm Vân Tùng. Nhìn thấy Trần Tín Sinh, Trương Khác chỉ hận không thể đá cho hắn hai phát. Trầm Tín tươi cười cùng vợ chồng Đàm Vân Tùng đi tới đại sảnh, thấy Trương Khác gườm gườm nhìn mình sởn gai gốc, không hiểu đắc tội với y ở đâu. Đi cùng với đám Trần Tín Sinh còn có nhóm Dương Vân. Dương Vân tới đây là đại biểu cho để tiến hành trao đổi với cổ đông Hong Kong, nếu muốn tiến hành chia tách với điều kiện thích hợp, phải tránh sự phản đối kịch liệt của các cổ đông nhỏ Hong Kong. Trong mắt Trương Khác, thị trường phát triển và thị trường đang phát triển có tính chất hoàn toàn khác biệt, từ vận hành thương hiệu tới thao tác thị trường cùng với kế hoạch marketing đều khác nhau rất lớn, cho nên mới phân chia nghiệp vụ của Cẩm Hồ làm hai mảng, một mảng do phòng vận hành phụ trách, một do phòng vận hành hải ngoại phụ trách. Ở đại sảnh Trương Khác đích thân giới thiệu cho vợ chồng Đàm Vân Tùng một thành viên khác của phòng hạng mục lớn, Tiêu Tấn Thành tổng phụ trách phòng vận hành hải ngoại. Trước đó Đàm Vân Tùng nghe thấy trong hệ thống của Cẩm Hồ còn có phòng vận hành hải ngoại liền cảm thấy hết sức kỳ quái. Đâu cần vì quản lý mấy cái trung tâm nghiên cứu phát triển mà cần thành lập cả một phòng ban lớn. Hiện giờ sản phẩm của Cẩm Hồ chỉ có một, đầu đĩa của Ái Đạt căn bản không thích hợp phổ biến trong thị trường vận hành phòng hải ngoại quản lý, cho dù là các sản phẩm học tập như từ điển điện tử V.V. cũng chẳng có sức cạnh tranh lắm ở thị trường hải ngoại.
cho tới khi chính thức tới Hải Châu ký hợp đồng hợp tác, vợ chồng Đàm Vân Tùng mới được thấy một thứ vũ khí sắc bén mà Cẩm Hồ cất giấu rất lâu, máy nghe nhạc với mã số M1. Với Cẩm Hồ mà nói, máy MP3 đã có kỹ thuật rất thành thục rồi, lúc nãy chưa đưa ra một mặt là vì muốn đợi lập nên hệ thống tiêu thụ ở hải ngoại, một mặt là muốn đi sâu nghiên cứu, thiết lập nhiều chướng ngại độc quyền hơn nữa với doanh nghiệp điện tử nước ngoài mà bọn họ không vượt qua được. Đó cũng là ý nghĩa của kế hoạch vườn sồi, cung cấp cơ sở đảm bảo kỹ thuật cho thị trường điện tử tiêu dùng. Đó cũng là dã tâm của Cẩm Hồ. Chương 637, kế hoạch trăm người. À, thời gian qua tôi luôn suy nghĩ làm sao thúc đẩy công tác hiện nay của vườn sồi. Ngồi vào trong xe, Trương Khắc quay lại nói với Trần Tín Sinh. Tôi muốn tổ chức một hành động trăm người để thu hút các nhà khoa học hải ngoại. Ồ! Trần Tín Sinh lần đầu tiên nghe thấy Trương Khắc nói tới từ hành động trăm người, liền ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe. Nguy cơ kinh tế lan rộng là điều không thể vãn hồi, rất nhiều công ty kỹ thuật cao sẽ có thời gian khó khăn, nhân viên bất an, đó là chuyện thường tình của con người, nhưng con người có sức ỉ, có thể không dọn ổ là không dọn, huống hồ sang nước khác công tác càng nhiều vấn đề ra cối. Nên tôi muốn lập kế hoạch trăm người này, đối với nhà khoa học gia và kỹ sư tham gia kiến thiết vườn sồi chia làm 3 đẳng cấp, nhà khoa học, hỗ trợ 100 vạn, kỹ sư chủ nhiệm, hỗ trợ 50 vạn, nhân tài kỹ thuật thanh niên, hỗ trợ 20 vạn. Ở quyền lưu trú mãi mãi, hộ tịch, học hành của con cái, chúng ta có thể xin mọi điều kiện ưu đãi của thể từ kế nghiệp. Trương Khắc nói ra ý nghĩ của mình. Bỏ ra 40, 60 triệu, giúp những nhân tài đó tới trong nước an cư lập nghiệp, anh tính làm thế nào để thúc đẩy tiến trình thực tế? Ra thế. Trần Tín Sinh biết Trương Khắc ở phương diện động viên nhân tài rất khẳng khái, không có các nhà khoa học đỉnh cao, tất cả khuếch trương kỹ thuật chỉ là ảo tưởng. Làm như thế có tác dụng thúc đẩy công tác rất lớn. Vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Bí thư La Quân, xem thành phố có thể khô bao nhiêu ưu đãi chính sách, các anh mau cháu lập nên kế hoạch thực thi, bắt đầu từ giáo sư Đàm, cùng cả nhân viên công tác kỹ thuật trước đó đồng ý làm việc cho vườn sồi. Trương Khắc quay sang Đàm Vân Tung, cười nói. Giáo sư Đàm, sau này chúng ta là cào cào bị buộc vào cùng một sợi dây rồi, giáo sư lừa được bao nhiêu người cũng tiện cho triển khai công tác của giáo sư sau này bấy nhiêu. Đàm Vân Tùng cười ha hả, ông ta làm việc cho Đại học Singapore, lương hàng năm quy đổi ra nhân dân tệ còn chưa được 100 vạn, song ông ta chẳng tham số tiền hỗ trợ này, mà tán thưởng khí phách bỏ tiền vì người tài của thanh niên này. Trong nước, tiền lương của các kỹ sư rất có hạn, hệ thống nghiên cứu trong nước lại coi trọng hành chính. Coi nhẹ kỹ thuật, giá trị nhân viên kỹ thuật không được tôn trọng cần thiết, thêm vào cơ sở khoa học trong nước yếu kém, nên nhân viên kỹ thuật không có điều kiện phát huy. Các loại nguyên nhân này khiến cho nhân viên kỹ thuật chạy ra nước ngoài, chuyện này không liên quan mấy tới yêu nước hay không yêu nước. Vợ chồng Đàm Vân Tùng buổi chiều sẽ ngồi máy bay về Singapore, Trương Khắc đưa bọn họ tới nhà khách Trung Hoàn nghỉ ngơi, ăn trưa xong tiễn bọn họ trở lại sân bay, đồng thời đợi đoàn người của Quách Tùng Duyên tới. Tôn Thượng Nghĩa cũng từ kiến nghiệp bay sang, ông tới sớm hơn Quách Tùng Duyên khoảng 15 phút. Việt Tú và chính phủ Huệ Sơn đạt thành hiệp nghị đầu tư vào Hương Tuyết Hải, do Việt Tú đầu tư 800 triệu, lấy 51% cổ phần, thêm vào cổ phần của Ái Đạt ở Hương Tuyết Hải, thực tế Việt Tú đã nắm hơn 75% cổ phần của Hương Tuyết Hải. Vì chuyện này Tôn Thượng Nghĩa tốn mất nửa tháng ở Huệ Sơn. Tôn Thượng Nghĩa tinh thần phấn chấn, thấy Trương Khắc ở đại sảnh tươi cười lớn. Gấp thế, làm tôi qua kiến nghiệp cũng chẳng ăn được một bữa cơm với Tĩnh Mông, nó cứ oán trách mãi, khi nào quán ba kinh doanh, tôi phải về vỗ vũ, coi như xin lỗi nói. Ồ, chuyện đó phải 2-3 tháng nữa cơ. Trương Khắc cười. Hôm nay cháu tới đón bác Tôn về là để chủ trì công tác. Lại ở trường lêu lổng à? Thì, cháu có phải là Bin Muhammad đâu, cần gì phải suốt ngày bận rộn ạ? Thủ tướng Malaysia. 2 tháng qua tiền tệ Malaysia mất giá 30%, đương nhiên vẫn chưa phải là quốc gia thê thảm nhất Đông Nam Á. Quách Tùng Duyên tới nơi không lâu sau đó, so với 1 tháng trước ông ta có vẻ mỏi mệt hơn, mí mắt dưới hơi phù, Tôn Thượng Nghĩa nhiệt tích đi tới bắt tay ôn ta. Ông Quách, thời gian qua không nghỉ ngơi tốt sao? Địa vị Quách Thị trong giới thương nhân Hoa Kiều không kém gì Cát Gia, sau khi Cát Cảnh Thành qua đời, Cát Gia chia rẽ. Dù Cát Minh Tín nắm 2 sản nghiệp chính là địa ốc Gia Tín, điện tử Gia Tín, nhưng danh tiếng chẳng thể so với cha mình.
Quách Tùng Duyên cũng là đời thứ hai, có điều cha ông ta xử lý vấn đề gia tộc rất tốt, làm tập đoàn Quách thị vẫn quy tụ xung quanh Quách Tùng Duyên. Có điều hiện áp lực cũng không ít, khi hưng thịnh không có vấn đề gì, hiện nguy cơ kinh tế lan đi, trong gia tộc có kẻ nhảy ra chỉ trích Quách Tùng Duyên xử trí không tốt, đem vấn đề hoàn cảnh quy kết thành lỗi của ông ta. Sao có thể nghỉ ngơi tốt được? Quách Tùng Duyên cười khổ. Chứng khoán hai ngày qua thật thê thảm. Rồi bắt tay Trương Khác. Không được quen biết Khác thiếu gia trước thật đáng tiếc.